Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 93. Độc Cô Kiếm đánh giá Tiêu Vân nói. Ngươi cũng trở nên mạnh mẽ rồi. Lại đến. Tiêu Vân nói xong, muốn xuất thủ, nhưng lúc này Độc Cô Kiếm lại khoát tay áo nói. Muốn chiến, về sau có rất nhiều cơ hội, hôm nay ta có chính sự, ngươi trước qua một bên đi. Ngươi có thể có chính sự gì? Không phải là sợ chứ? Tiêu Vân cười lạnh nói. Ta sẽ sợ người. Độc Cô Kiếm nói. Cũng không nhìn trước kia là ai thua nhiều. Cái kia là lúc trước. Tiêu Vân nói. Độc Cô Kiếm, nói cho ngươi biết, ta gần đây thực lực tăng nhiều, tới, lúc này đây, ta nhất định phải đánh cho Dượng cùng Di Nương không nhận ra ngươi. Nói xong liền muốn động thủ, mà lúc này, một giọng nói đột nhiên từ xa xa truyền đến. Vân Nhi, đây cũng không phải là đạo đãi khách, Tiểu Kiếm, mang bằng hữu của ngươi vào đi. Đế giả. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, lúc này Độc Cô Kiếm nói. Phụ thân của ta. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó cùng Độc Cô Kiếm đi về phía trước. Thời điểm đi đến trước mặt Tiêu Vân, Dương Diệp đột nhiên nhìn thoáng qua Tiêu Vân, hắn lập tức chừng Dương Diệp nói. Nhìn cái gì, có phải muốn ăn đòn hay không? Dương Diệp. Lúc này, Độc Cô Kiếm đột nhiên đi đến trước mặt Tiêu Vân nói. Nể tình cậu, ta làm người tốt một lần. Thật sự, đệ đệ, người ít xuất hiện một chút đi. Nói xong, Độc Cô Kiếm quay người đi đến trước mặt Dương Diệp nói. Đại ca, chúng ta đi, đừng để ý tới gia hỏa này. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó cùng Độc Cô Kiếm thân hình khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Đại ca, Tiêu Vân cau mày, sau đó thân hình khẽ động, đi theo. Trong đại điện, vị trí đầu não ngồi một trung niên mặc áo tím. Nam tử xem tướng mạo chỉ khoảng 40 tuổi, hai đầu lông mày mang theo một cỗ uy nghiêm. Ở sau lưng trung niên, là một mỹ phụ mặc cung trang. Mỹ phụ sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt rơi vào trên người Dương Diệp. Ngươi chính là Dương Diệp. Trai Yang niên áo tím nhìn Dương Diệp, hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Là lão đại của ta. Lúc này Độc Cô Kiếm đột nhiên nói. Lão đại. Trung niên áo tím cùng cung trang mỹ phụ đều khẽ giật mình. Hiển nhiên, hai người không nghĩ tới Độc Cô Kiếm sẽ nói như vậy. Ngươi nhận lão đại. Trung niên áo tím lại hỏi. Độc Cô Kiếm nhẹ gật đầu nói. Phụ thân, lần này tới, chúng ta có chuyện tìm ngươi thương lượng. Sự tình tận thế thành. Trung niên áo tím hỏi. Độc Cô Kiếm kinh ngạc nói. Ngươi biết rõ. Ra chuyện lớn như vậy, nếu cha của ngươi còn không biết, đây chẳng phải là thành thùng cơm rồi hả? Nam tử áo tím nhàn nhạt nói. Độc Cô Kiếm ngượng ngập cười cười, đang muốn nói chuyện, lúc này cung trang mỹ phụ đột nhiên nói. Kiếm Nhi tới. Độc Cô Kiếm nhìn thoáng qua Dương Diệp gật đầu cười, trong mắt Độc Cô Kiếm hiện lên áy náy, sau đó đi tới trước mặt cung trang mỹ phụ. Hắn chỉ Dương Diệp, sau đó cùng cung trang mỹ phụ thấp giọng trao đổi. Nghe nói người giết đế giả như giết chó. Ánh mắt nam tử áo tím rơi vào trên người Dương Diệp. Còn tạm, Dương Diệp nói, ta có chút không tin. Nam tử áo tím nói. Dương Diệp nói, ta tới, là muốn cùng Độc Cô thành chủ nói một ít chuyện. Nam tử áo tím nói, ta muốn nhìn thực lực của ngươi. Dương Diệp nhìn thoáng qua nam tử áo tím nói. Vậy ra tay đi, ngươi cũng xứng để Dượng xuất thủ. Đúng lúc này, Tiêu Vân đột nhiên đi đến, hắn đi tới trước mặt Dương Diệp nói. Độc Cô Kiếm là càng sống càng thụt lùi, vậy mà nhận một thánh giả cảnh làm lão đại. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Độc Cô Kiếm nói. Về sau ngươi đi ra ngoài đừng nói Tiêu Vân ta là đệ đệ ngươi, ta gánh không nổi. Độc Cô Kiếm. Dương Diệp nhìn thoáng qua Tiêu Vân, sau đó nhìn về phía nam tử áo tím nói. Để cho hắn cùng với ta giao thủ. Ngươi không phải đánh không lại hắn chứ. Nam tử áo tím nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Tiêu Vân nói. Ra tay đi. Ngươi xuất thủ trước. Âm thanh của Tiêu Vân lạnh lùng nói. Bằng không thì, ngươi không có cơ hội xuất thủ rồi. Dương Diệp. Xa xa, Độc Cô Kiếm lắc đầu, thấp giọng nói. Đệ đệ, ta thay ngươi mặc niệm. Tiêu Vân nhìn Dương Diệp, hai tay thả lỏng phía sau, một bộ người cứ đến. Dương Diệp sờ lên mũi, sau đó nói. Ta sẽ xuất thủ. Tiêu Vân dựng thẳng lên ba ngón tay nói.
Ba chiêu, cho người ba chiêu, miễn cho người khác nói Tử Kinh Thành ta lấy lớn hiếp nhỏ. Xa xa, khóe miệng Độc Cô Kiếm co lại, hắn quay đầu, hắn đã không đành lòng nhìn rồi. Dương Diệp lắc đầu, bước ra một bước, mặc dù chỉ một bước, nhưng trung niên áo tím cùng cung trang mỹ phụ phía sau hắn sắc mặt lập tức kịch biến. Nhìn thấy Dương Diệp xuất thủ, khóe miệng Tiêu Vân lại nổi lên mỉa mai, kiếm ý từ trong cơ thể hắn tuôn ra, nhưng kiếm ý của hắn mới xuất hiện liền trực tiếp tán loạn. Tiêu Vân sững sờ, mà lúc này, Dương Diệp đã đi tới trước mặt hắn, sau đó oanh ra một quyền. Oanh! Cả người Tiêu Vân bay rất ra ngoài, Dương Diệp cũng không dùng lực, bởi vậy Tiêu Vân lui tầm hơn 10 trượng liền ngừng lại. Ngươi! Tiêu Vân kinh ngạc nhìn Dương Diệp nói. Ta, kiếm ý của ta làm sao sẽ biến mất? Dương Diệp nhìn Tiêu Vân nói. Ngươi thua! Thua! Tay phải Tiêu Vân mạnh mẽ rút kiếm, sau đó chân phải dùng sức đạp mạnh, cả người hóa thành một đạo kiếm quang điện xạ ra. Kiếm quang tốc độ cực nhanh, trong thời gian ngắn liền đi tới trước mặt Dương Diệp. Trên điện, nam tử áo tím đột nhiên đứng lên, trong mắt hắn, có một tia khiếp sợ, mà cung trang mỹ phụ thì lông mày kẻ đen cau lại. Bởi vì kiếm của Tiêu Vân bị hai ngón tay của Dương Diệp kẹp lấy. Dương Diệp lắc đầu, có chút dùng sức. Ông! Trường kiếm run lên kịch liệt, Tiêu Vân bị chấn lùi hơn trăm trượng, cuối cùng đâm vào trên vách tường mới dừng lại được. Tiêu Vân nhìn kiếm trong tay mình, sau đó ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, lẩm bẩm nói. Cái này, điều này sao có thể? Nói xong, hắn lại muốn động thủ, lúc này, Độc Cô Kiếm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn nói. Đệ đệ, đừng xấu hổ chết người ta rồi. Nhưng Tiêu Vân lại mặc kệ Độc Cô Kiếm, thân hình khẽ động, mang theo một đạo kiếm quang bắn mạnh về phía Dương Diệp. Ở dưới kiếm ý hư vô cảnh gia trì, kiếm quang lăng lệ ác liệt. Tốc độ cũng nhanh như tia chớp, nhưng còn chưa tới trước mặt Dương Diệp, những kiếm quang cùng kiếm ý này liền trực tiếp tiêu tán. Dương Diệp bước ra một bước, lập tức đi tới trước mặt Tiêu Vân, sau đó thò tay chảo một cái, trực tiếp nắm yết hầu của Tiêu Vân. Trong mắt Tiêu Vân tràn đầy vẻ kinh hãi, hắn thật không ngờ, mình vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Dương Diệp nhìn Tiêu Vân một lát, sau đó nhẹ buông tay, lui về sau hai bước nói. Tuy là kiếm ý hư vô cảnh. Nhưng kiếm ý phù phiếm, tâm tính càng không tốt, cho ngươi bình luận quá kém. Nói xong, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía trung niên áo tím nói. Hiện tại thực lực của ta đạt được Độc Cô Thành chủ đồng ý không? Trung niên áo tím nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, Độc Cô Thiên uy ta xem như tăng kiến thức. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Độc Cô Kiếm cùng Tiêu Vân vẫn còn thất hồn lạc phách nói. Các ngươi đi xuống trước. Độc Cô Kiếm có chút do dự, lúc này, cung trang mỹ phụ đột nhiên nói. Kiếm Nhi mang Vân Nhi xuống dưới nghỉ ngơi một chút. Độc Cô Kiếm không dám vi phạm cung trang mỹ phụ nói, nhẹ gật đầu, sau đó hắn nhìn về phía Dương Diệp nói. Bất kể như thế nào, ta là người kiếm minh. Nói xong, hắn mang theo Tiêu Vân quay người đi ra đại điện. Lúc này, trong đại điện chỉ còn ba người. Độc Cô Thiên Uy nói. Kiếm Nhi tâm cao khí ngạo, chưa bao giờ phục ai, nhưng hắn lại nhận ngươi làm lão đại, nói thực ra, ta đối với ngươi rất ngạc nhiên. Ở trước khi ngươi đến, ta cũng đã để cho người đi điều tra. Ta tin tưởng không chỉ Tử Kinh Thành ta, lúc này tất cả thế lực, kể cả Diệt Thế Đạo cũng điều tra ngươi. Nhưng ngươi giống như từ trong đá bỗng nhiên xuất hiện, đối với thân phận chân thật cùng lai lịch của ngươi, chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Dương Diệp nói, ta cảm thấy... Đây không phải trọng điểm. Hôm nay ta tới, là muốn biết, Độc Cô Thành chủ muốn làm bằng hữu hay làm địch nhân của kiếm minh ta. Cá nhân ta là hy vọng Độc Cô Thành chủ có thể làm bằng hữu của kiếm minh ta. Độc Cô Thiên Uy nói. Ta có thể rõ ràng nói cho ngươi biết, lúc này Diệt Thế Đạo cùng Huyền Thiên Tông, còn có Thương Thủy Tông, Phong Tuyết Thành đã liên thủ. Kỳ thật, chỉ một Diệt Thế Đạo, kiếm minh ngươi cũng không đối phó được. Ngươi để cho Tử Kinh Thành ta cùng kiếm minh ngươi liên minh. Thứ cho ta nói thẳng, người đây là để cho Tử Kinh Thành ta chịu chết. Dương Diệp nhìn Độc Cô Thiên Uy nói. Người liên thủ với Diệt Thế Đạo, cũng là chết, hơn nữa chết sẽ nhanh hơn. Người rất tự tin. Độc Cô Thiên Uy nói. Dương Diệp nói. Hai vị, sở dĩ ta tới, là vì Độc Cô Kiếm. Bởi vì hắn là người của kiếm minh ta, nếu như kiếm minh cùng Tử Kinh Thành là địch, hắn sẽ rất khó xử, đương nhiên. Ta cũng hy vọng Tử Kinh Thành có thể đứng ở bên kiếm minh.
nhưng nếu như các ngươi muốn lựa chọn diệt thế đạo, vậy cũng không sao. Dù sao hiện tại địch nhân của ta đã rất nhiều, lại nhiều cũng không sao cả. Ngươi thật là rất tự tin. Độc Cô Thiên Uy nhìn Dương Diệp nói. Ngươi xác thực rất mạnh, có năng lực chảm đế. Nhưng thế giới này, không chỉ có đế giả, hơn nữa, không phải từng đế giả đều yếu như đế giả bị ngươi giết, tựu như không phải từng thánh giả đều mạnh giống như ngươi, ngươi hiểu chưa? Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Cường giả rất nhiều, đạo lý này, ta một mực rất rõ ràng. Hiện tại, ta chỉ muốn biết ý tứ của Độc Cô Thành Chủ. Nếu như Độc Cô Thành Chủ lựa chọn Kiếm Minh, như vậy từ giờ phút này, Kiếm Minh cùng Tử Kinh Thành là minh hữu. Nếu như Độc Cô Thành Chủ lựa chọn diệt thế đạo, như vậy từ giờ phút này, chúng ta là địch nhân. Ta có chút không thích ngươi. Độc Cô Thiên Uy nhìn Dương Diệp. Ngươi quá vênh váo hung hăng. Ta chỉ là thẳng thắn, hơn nữa không thích rong dài. Dương Diệp nói. Theo Kiếm Minh, ta nhìn không thấy bất luận hy vọng gì. Độc Cô Thiên Uy nói. Dương Diệp khẽ gật đầu nói. Ta hiểu rồi, cáo từ ồ. Nói xong, Dương Diệp quay người rời đi. Chậm đã. Lúc này, Độc Cô Thiên Uy đột nhiên nói. Dương Diệp dừng bước lại, quay người nhìn về phía Độc Cô Thiên Uy nói. Như thế nào? Độc Cô Thiên Uy nói. Ta điều tra qua, ở trong Kiếm Minh ngươi, thực lực ngươi mạnh nhất, có thể nói, sở dĩ Kiếm Minh cơ mạnh, là vì ngươi. Nếu như ngươi chết, Kiếm Minh lập tức sụp đổ, ngươi nói có đúng hay không? Dương Diệp cười nhẹ nói. Độc Cô Thành Chủ muốn giết ta. Có ý nghĩ này. Độc Cô Thiên Uy nói. Dương Diệp nhìn Độc Cô Thiên Uy nói. Thứ cho ta nói thẳng, chỉ sợ thực lực của Độc Cô Thành Chủ không đủ. Đừng nói Độc Cô Thành Chủ, nếu ta muốn đi, toàn bộ Tử Kinh Thành ngươi liên thủ cũng ngăn không được ta. Độc Cô Thiên Uy đang muốn nói chuyện, lúc này, cung trang mỹ phụ phía sau hắn đột nhiên thân hình khẽ động, bắn mạnh về phía Dương Diệp. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, nắm tay phải mạnh mẽ oanh ra. Oanh! Một tiếng nổ vang, Dương Diệp lùi lại 10 trượng, trên nắm tay hắn xuất hiện một vết máu. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn, mà lúc này, cung trang mỹ phụ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó âm thanh xé gió chói tai vang lên. Nhanh! Tốc độ công kích của mỹ phụ quá nhanh, nhanh đến cho dù là Dương Diệp cũng thấy không rõ. Một dấu tay đột nhiên khắc ở trước ngực Dương Diệp. Bành! Dương Diệp nhướng mày, cả người lùi lại 10 trượng. Lúc này, cung trang mỹ phụ đã về tới vị trí nguyên lai, nhìn Dương Diệp nói. Sự thật chứng minh, chúng ta không có yếu như ngươi nghĩ. Dương Diệp nhìn trước ngực mình, chỗ đó có một thủ ấn. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn cung trang mỹ phụ, sau một khắc, cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại nguyên chỗ. Kiếm quang rất mảnh, cực kỳ mảnh, cơ hồ còn mảnh hơn một cây kim. Đây là biểu hiện nhanh đến mức tận cùng. Thời điểm Dương Diệp biến mất tại nguyên chỗ, Độc Cô Thiên Uy cùng cung trang mỹ phụ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, đặc biệt là cung trang mỹ phụ. Cơ hồ là thời điểm Dương Diệp biến mất, hai tay cung trang mỹ phụ hóa trưởng, sau đó xoay chuyển, mạnh mẽ vỗ về phía trước. Oanh! Trong đại điện, vang lên một tiếng nổ lớn. Sau một lát, trong tràng tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lúc này, Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt cung trang mỹ phụ, mà kiếm của hắn thì chống đỡ ở giữa lông mày mỹ phụ. Độc Cô Thiên Uy ở một bên hoảng hốt, nhưng lại không dám có chút động tác. Cung trang mỹ phụ nhìn Dương Diệp, trong mắt không bình tĩnh giống như trước kia, bây giờ ở trong mắt nàng chỉ có khiếp sợ. Dương Diệp nhìn cung trang mỹ phụ một lát, sau đó thu kiếm nói. Hai vị, thứ cho ta nói thẳng, tuy các ngươi mạnh hơn đế giả bình thường rất nhiều, nhưng nếu ta thật muốn giết các ngươi, kỳ thật chỉ là lãng phí chút huyền khí hơn giết đế giả bình thường mà thôi. Lúc này đây, nể tình Độc Cô kiếm, ta lưu thủ. Nhưng sẽ không có lần nữa. Cáo từ. Nói xong, Dương Diệp quay người đi ra ngoài. Tử Kinh Thành chúng ta không dính vào sự tình của Kiếm Minh cùng diệt thế đạo. Đúng lúc này, Độc Cô Thiên Uy đột nhiên nói. Dương Diệp dừng bước lại, quay người nhìn về phía Độc Cô Thiên Uy nói. Cái kia không còn gì tốt hơn. Bất quá. Độc Cô Thành Chủ, lần này các ngươi không đứng ở bên diệt thế đạo, bọn hắn sẽ bỏ qua các ngươi sao? Dù cho hiện tại bọn hắn không ra tay, nhưng nếu Kiếm Minh chúng ta bị hắn diệt thì sao? Sắc mặt của Độc Cô Thiên Uy có chút khó coi, lúc này cung trang mỹ phụ đột nhiên nói. Ngươi muốn Tử Kinh Thành ta kết minh với Kiếm Minh các ngươi,
vậy ngươi phải để cho chúng ta biết thực lực của kiếm minh ngươi. Nếu như kiếm minh chỉ có ngươi mà nói, cái kia thật có lỗi, chúng ta sẽ đứng ở bên diệt thế đạo. Nói đến đây, cung trang Mỹ Phụ đi đến trước mặt Dương Diệp nói. Ngươi xác thực rất mạnh, nhưng ngươi lại mạnh, có thể đánh thắng được 10 vị đế giả sao? Dù cho ngươi đánh thắng được 10 vị, nhưng ngươi đánh thắng được 20 vị sao? Không cần phải nói diệt thế đạo, hai thành cùng hai tông cộng lại, đế giả cũng có thể gom góp ra hơn 20 vị, nếu như tăng thêm diệt thế đạo thì sao? Dương Diệp nhìn cung trang Mỹ Phụ một lát, sau đó nói. Nếu như ta diệt thế đạo trước thì sao? Diệt thế đạo trước. Nghe Dương Diệp nói, Độc Cô Thiên Uy cùng cung trang Mỹ Phụ sắc mặt biến đổi. Sau một lúc lâu, cung trang Mỹ Phụ nhìn Dương Diệp nói. Ngươi xác định ngươi không phải nói giỡn. Dương Diệp nói. Ta làm người chưa biết nói đùa. Cung trang Mỹ Phụ nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói. Diệt thế đạo, thực lực chính thức của nó, cho tới bây giờ đều là một đoàn sương mù, bởi vì không có thế lực nào có thể để bọn hắn chính thức ra tay. Thứ cho ta nói thẳng, đừng nói ngươi, coi như kiếm minh người cùng hai tông hai thành chúng ta liên thủ cũng có thể không làm gì được bọn hắn. Sự do người làm. Dương Diệp nói. Hai vị, ta cuối cùng nói nhiều một câu. Diệt thế đạo là có tư tưởng bá quyền, đối với bọn hắn mà nói, người thuận ta sống, kẻ nghịch ta chết. Các ngươi muốn tách ra sự tình này, chỉ có thể hai đầu đều thiệt. Thế nhưng ta nhìn không thấy kiếm minh ngươi có bất kỳ hy vọng. Cung trang Mỹ Phụ nhìn Dương Diệp. Hắn là truyền nhân của kiếm vô cực tiền bối. Ngay lúc này, một thanh âm đột nhiên từ ngoài cửa truyền tới. Ba người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một lão giả đi tới, người đến đúng là Kiếm Hư. Kiếm Hư tiền bối. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Độc Cô Thiên Uy cùng cung trang Mỹ Phụ vội vàng nghênh đón, hai người thi lễ, thần sắc cực kỳ cung kính. Dương Diệp nhìn về phía Kiếm Hư, trong mắt có một tia lạ lùng, Kiếm Hư nhìn Dương Diệp nói. Năm ấy bọn hắn bị người truy sát, ta vừa vặn đi qua, thuận tay giúp một chút. Ân, kiếm đạo truyền thừa của Độc Cô Kiếm cùng Tiêu Vân là ta lưu lại. Nguyên lai như thế. Dương Diệp gật đầu. Vừa rồi Kiếm Hư tiền bối nói hắn là truyền nhân của kiếm vô cực tiền bối. Lúc này, cung trang Mỹ Phụ đột nhiên hỏi. Kiếm Hư nhìn thoáng qua cung trang Mỹ Phụ nói. Ngươi còn không cảm nhận được sao? Hắn bây giờ, đã là kiếm ý trên hư vô cảnh. Đang nói, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp gật đầu, sau một khắc, một cổ kiếm ý kinh khủng xuất hiện ở trong đại điện. Khi cổ kiếm ý này xuất hiện, không chỉ cung trang Mỹ Phụ cùng Độc Cô Thiên Uy. Ngay cả thần sắc của Kiếm Hư cũng hơi biến đổi, hắn là kiếm tu, kiếm ý này đối với hắn áp chế cùng trói buộc là lớn nhất. Rất nhanh, kiếm ý biến mất. Kiếm ý biến mất, trong lòng ba người nhất thời buông lỏng. Kiếm ý niết bàn cảnh, cái kia thật sự có thể nghiền ép đế giả cảnh. Cung trang Mỹ Phụ nhìn Dương Diệp, trong mắt có một tia phức tạp nói. Trước kia có truyền ngôn ngươi là kiếm ý trên hư vô cảnh, nhưng không nghĩ đến là thật. Khó trách kiếm nhi sẽ nhận ngươi làm đại ca, ngươi bây giờ, chỉ sợ là đại lục đệ nhất kiếm tu. Lúc này Kiếm Hư nói. Thiên Uy, Tiêu nha đầu, lần này đến, ta cũng không phải khuyên các ngươi cùng kiếm minh liên thủ. Bởi vì ta biết rõ, lúc này thực lực chỉnh thể của kiếm minh, xác thực không cách nào chống lại diệt thế đạo. Nhưng, hắn chỉ Dương Diệp nói. Ta cảm thấy, các ngươi không nên nhìn kiếm minh, mà nên nhìn hắn. Các ngươi thử nghĩ. Hắn bây giờ chỉ là thánh giả, đã có thể ổn thắng đế giả, nếu hắn đạt tới đế giả thì sao? Nghe nói như vậy, sắc mặt của cung trang Mỹ Phụ cùng Độc Cô Thiên Uy biến đổi, đúng vậy, bây giờ Dương Diệp đã có thể chạm đế, nếu hắn đạt tới đế giả thì sao? Hai người sợ hãi. Rất lâu, cung trang Mỹ Phụ nhìn về phía Kiếm Hư nói. Tiền bối là đứng ở bên kiếm minh. Xem như thế đi. Kiếm Hư nhìn Dương Diệp nói. Về sau còn cần tiểu tử này giúp một việc nhỏ, ta người này, không thích nợ nhân tình, cho nên để hắn trước thiếu chúng ta, như vậy về sau lên tiếng sẽ không cảm thấy khó mở lời. Cung trang Mỹ Phụ trầm mặc rất lâu, sau đó nói. Cho phu phụ ta thời gian cân nhắc, như thế nào? Đương nhiên, Kiếm Hư gật đầu, sau đó nhìn Dương Diệp hiểu ý, lập tức theo Kiếm Hư rời đại điện. Vũ Nhi, kẻ này như thế nào? Dương Diệp cùng Kiếm Hư đi rồi, Độc Cô Thiên Uy đột nhiên hỏi. Thiên Túng kỳ tài,
nếu như có thể qua lần này, nhất định là một tuyệt thế cường giả, cho dù kém kiếm vô cực năm ấy, nhưng tuyệt đối không phải bất luận một thế lực nào có thể chống lại. Cung Trang Mỹ Phụ trầm giọng nói. Độc Cô Thiên Uy thở dài nói. Vốn định yên ổn qua cả đời, nhưng bất đắc dĩ lão thiên không cho a. Tiêu Vũ Nhi ngẩng đầu nhìn ra ngoài điện, trong mắt có một tia phức tạp nói. Nếu như ta không đoán sai, người diệt thế đạo sắp đến rồi. Nói xong, một đạo lưu quang màu đen đột nhiên từ xa xa bay tới, tiếp theo, một người áo bào cho xuất hiện ở trong điện. Người áo bào cho vung tay, một cuộn hoành phi bay về phía Độc Cô Thiên Uy. Đạo chủ có lệnh, lệnh tất cả đế giả của Tử Kinh Thành tiến về Huyền Thiên Tông tập hợp, không được chậm trễ. Nói xong, người áo bào cho lắc mình, biến mất khỏi tại chỗ. Độc Cô Thiên Uy nhìn cuộn lụa trong tay nói. Vẫn bá đạo như vậy. Đang nói, Độc Cô Thiên Uy nhìn về phía Tiêu Vũ Nhi nói. Tuyển cái nào? Hai mắt Tiêu Vũ Nhi hơi híp. Trong căn phòng, Dương Diệp ngồi trên mặt đất, trong thân thể tử khí không ngừng rèn luyện kinh mạch cùng cốt cách. Bây giờ chỉ cần hắn có thời gian, sẽ dùng tử khí rèn luyện kinh mạch cùng cốt cách. Nơi này không có thiên đạo chi nhãn, hắn muốn tăng lên cảnh giới, kỳ thật rất đơn giản, linh khí đủ là được rồi. Nhưng bây giờ hắn ở trước khi đánh vững căn cơ, căn bản không dám tăng lên cảnh giới. Đêm khuya, cửa phòng Dương Diệp đột nhiên mở ra, tiếp theo, Độc Cô Kiếm đi vào phòng. Dương Diệp mở hé con mắt, nhìn Độc Cô Kiếm. Lão đại, đi mau. Độc Cô Kiếm đi đến trước mặt Dương Diệp, trong mắt có một tia lo lắng. Như thế nào? Dương Diệp hỏi, Độc Cô Kiếm lắc đầu nói. Đừng nói, đi nhanh đi. Bọn hắn chọn diệt thế đạo. Dương Diệp hỏi. Độc Cô Kiếm gật đầu nói. Căn bản là vậy, trước kia mở hội, gần như cầu tuyển chọn diệt thế đạo, hơn nữa, có người kiến nghị vây giết ngươi. Tóm lại, đi nhanh đi, lại không đi, đợi một tí khả năng ngươi sẽ bị vây đánh. Ta biết rõ lão đại ngươi thực lực hung hãn, nhưng ngươi thật sự không tất yếu ở chỗ này. Dương Diệp nhìn thoáng qua Độc Cô Kiếm, trong mắt thoáng qua vẻ vui mừng, hắn nhẹ nhàng vỗ bả vai Độc Cô Kiếm, sau đó đi ra căn phòng. Rời khỏi phòng, Dương Diệp trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở bầu trời. Ngoài cửa, Độc Cô Kiếm nhìn bầu trời, trong mắt có một tia phức tạp. Ở nơi hẻo lánh, một lão giả áo xám ngẩng đầu liếc nhìn bầu trời, sau khi kiếm quang biến mất, lão giả áo xám thu hồi ánh mắt, sau đó lấy ra một tấm thần phù. Hết thảy bình thường. Trên một đỉnh núi, Dương Diệp ngồi trên mặt đất, ở bên cạnh hắn là Kiếm Hư. Bây giờ ý định như thế nào? Kiếm Hư hỏi. Dương Diệp nói. Tiền bối, năm ấy người của Kiếm Thần Cung hẳn không có chết tuyệt a. Đương nhiên. Kiếm Hư nói. Năm ấy Kiếm Thần Cung thế lực khổng lồ, so với diệt thế đạo còn muốn mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Mặc dù cuối cùng hủy diệt, nhưng những đệ tử không có ở Kiếm Thần Cung lại sống sót. Bất quá không còn ai xưng là đệ tử Kiếm Thần Cung. Đều sợ vị kia tàn sát. Những người này ở đâu, tiền bối biết không? Dương Diệp hỏi. Kiếm Hư nhìn về phía Dương Diệp nói. Ngươi muốn thu phục bọn hắn. Dương Diệp gật đầu. Bỏ ý niệm này đi. Kiếm Hư nói. Những người này đều tâm cao khí ngạo, mặc dù ngươi là kiếm ý niết bàn cảnh, nhưng đừng nghĩ bọn hắn theo ngươi. Nếu như nói ta là truyền nhân của kiếm vô cực tiền bối thì sao? Dương Diệp đột nhiên nói. Kiếm Hư khẽ giật mình, hắn nghĩ nghĩ nói. Nếu như vậy, ngược lại có khả năng, bọn hắn đối với Kiếm Thần Cung đều có cảm tình rất sâu, không chỉ bọn hắn, kỳ thật ta cũng có cảm tình. Nhưng ngươi phải biết, một khi để người biết ngươi triệu tập người Kiếm Thần Cung trước kia, đặc biệt vị lúc đó, ngươi rất có thể thần hồn câu diệt. Dương Diệp trầm mặc. Kiếm Hư nói hắn tự nhiên biết rõ, địch nhân của Kiếm Thần Cung khẳng định rất mạnh, cực kỳ mạnh. Nếu như để đối phương biết hắn lần nữa triệu hồi đệ tử cũ của Kiếm Thần Cung, đối phương chắc chắn sẽ tưởng hắn muốn trùng kiến Kiếm Thần Cung, tăng thêm hắn lại tự xưng truyền nhân của Kiếm Vô Cực, vị tuyệt thế cường giả kia khả năng sẽ đến tìm hắn. Khi đó, thật là tai nạn. Nếu như ngươi tự xưng là truyền nhân của Kiếm Vô Cực tiền bối, tăng thêm bản thân ngươi lại là kiếm ý trên hư vô cảnh, ta nghĩ rất nhiều người chắc chắn sẽ nguyện ý đi theo ngươi. Những người này, đều là lão quái vật đã sống hơn ngàn năm, thực lực của bọn hắn là không thể nghi ngờ. Nhưng ngươi cũng phải hiểu, nếu lúc đó vị kia còn trên đời, đối phương khả năng sẽ đi tìm ngươi. Bởi vì,
vị kia đối với kiếm thần cung oán niệm rất sâu. Kiếm hư nói. Dương Diệp trầm mặc rất lâu, cổ tay hắn khẽ động, cổ sao xuất hiện, nhìn cổ sao một lát, hắn nói. Nhát gan chết đói, nếu như đối phương thật sự còn không bỏ xuống ân oán năm ấy, vậy thì tới đi, ai sợ ai. Kiếm hư nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói. Ngươi xác thực có gan. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía kiếm hư nói. Kiếm hư tiền bối, sự tình liên lạc người kiếm thần cung trước kia phải phiền ngươi rồi. Bây giờ, ta thật không có thời gian, hơn nữa, ta còn có một việc phải làm. Ngươi thật xác định rồi. Kiếm hư hỏi. Dương Diệp đứng dậy, thở ra một hơi nói. Xem như đổ một lần, đổ đối phương bỏ xuống ân oán năm ấy. Nếu như đối phương không buông, quyết đến giết chúng ta, vậy thì tới đi. Vẫn là câu kia, ai sợ ai. Kiếm hư trầm ngâm một lát, sau đó nói. Rất nhiều người có khả năng sẽ không rời núi. Dương Diệp nói. Thay ta hỏi bọn hắn một câu, bọn hắn muốn cả đời làm ô quy như vậy sao, nếu như phải, người như vậy không cần cũng được. Đã minh bạch, kiếm hư gật đầu nói. Ta đi đây, sau đó ngươi có tính toán gì không? Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời nói. Chuẩn bị đi Huyền Thiên Tông dạo chơi. Diệt Thế Đạo đã lệnh đế giả của hai thành hai tông tiến về Huyền Thiên Tông tập hợp. Kiếm hư nói xong, thân hình một động, biến mất ở bầu trời. Kiếm hư đi rồi, thân hình của Dương Diệp cũng động, hóa thành một đạo kiếm quang tan biến trong không gian. Hắn muốn nhìn một đạo hai tông hai thành đến tột cùng tập hợp bao nhiêu đế giả, nếu như được, tiêu diệt mấy, lấy về làm khôi lỗi liền tốt. Hư không toa kiếm thuật cực kỳ nhanh chóng, không đến hai khắc, Dương Diệp đã đến Huyền Thiên Tông. Dương Diệp vốn muốn vụng trộm ẩn vào Huyền Thiên Tông đột nhiên dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Huyền Thiên Tông, trầm ngâm rất lâu nói. 1, 2, 10, 17, 23 cái, tổng cộng 23 vị đế giả. Cảm nhận được khí tức của 23 vị đế giả, khóe miệng Dương Diệp co lại, sau nửa ngày, hắn do dự một chút, thấp giọng nói. Nếu không, ta vẫn hôm nào lại đến đi dạo a. Huyền Thiên Tông, Huyền Thiên Điện. Lúc này trong đại điện, có 23 người, toàn bộ là đế giả, vị trí đầu não chính là Huyền Thiên Tông Phó Tông Chủ Nguyên Thiên Y. Mà ở phía dưới thì phân biệt là Thương Thủy Tông Tông Chủ Lý Thượng Hải, Phong Tuyết Thành Thành Chủ Cung Tuyết Mai, cùng với Tử Kinh Thành Thành Chủ Độc Cô Thiên Uy. Kiếm Minh công nhiên khiêu khích trật tự của Minh Ngục Đại Lục chúng ta, không để hai tông hai thành chúng ta cùng với Diệt Thế Đạo vào mắt. Nguyên Thiên Y nhìn mọi người nói. Ta biết rõ, lần này là sự tình giữa Huyền Thiên Tông ta cùng Kiếm Minh, nhưng phong cách Kiếm Minh làm việc chư vị cũng nhìn thấy. Không diệt Kiếm Minh, ngày sau chúng ta. Nguyên Thiên Y. Lúc này, Độc Cô Thiên Uy cắt đứt Nguyên Thiên Y nói. Ngươi đừng có nói nhãm nữa. Lần này chúng ta đến, không phải nể mặt mũi của Huyền Thiên Tông người, mà là mặt mũi của Diệt Thế Đạo. Để người Diệt Thế Đạo ra đi. Nguyên Thiên Y nhìn thoáng qua Độc Cô Thiên Uy, sắc mặt có chút âm trầm, nhưng Độc Cô Thiên Uy lại không nghĩa tới hắn. Sau nửa ngày, Nguyên Thiên Y nhếch miệng cười nói. Ta nghe nói nhi tử của Độc Cô Thành Chủ Độc Cô Kiếm cùng Kiếm Minh Dương Diệp kia đi rất gần, bây giờ tất cả mọi người chúng ta là người trên một cái thuyền, ta có chút lo lắng có người ở trên cái thuyền này làm loạn a. Nghe nói như vậy, mọi người đều nhìn về phía Độc Cô Thiên Uy. Độc Cô Thiên Uy đứng dậy chỉ Nguyên Thiên Y nói. Nguyên Thiên Y, nhi tử của ta cùng Dương Diệp đi gần hay không, liên quan gì tới ngươi? Còn có, ngươi bất quá là một phó tông chủ, đừng nói ngươi, ngay cả Huyền Thiên Tông tông chủ Tần Thiên cũng không có tư cách đến trước mặt lão tử lải nhải. Nếu ngươi không phục, bây giờ chúng ta đi ra ngoài thử một chút. Sắc mặt của Nguyên Thiên Y cực kỳ khó coi đứng dậy, đang muốn nói chuyện, lúc này Thương Thủy Tông tông chủ Lý Thương Hải đứng dậy nói. Tốt rồi, hai vị đều bớt nói hai câu đi. Độc Cô Thành Chủ đã có thể dẫn người từ Kinh Thành tới chỗ này, đã đủ để chứng tỏ thái độ cùng tuyển chọn của hắn. Độc Cô Thiên Uy hừ lạnh một tiếng, sau đó ngồi trở lại chỗ cũ. Nguyên Thiên Y lạnh lùng nhìn thoáng qua Độc Cô Thiên Uy, nhưng lại không có nói chuyện. Lúc này, Lý Thương Hải nói. Nguyên Huynh, Độc Cô Huynh nói cũng không sai, Diệt Thế Đạo để chúng ta đến Huyền Thiên Tông, nhưng lại không thấy người của bọn hắn. Này có chút khó hiểu. Còn nữa, Tần Huynh đến bây giờ còn không đi ra gặp chúng ta, này có chút ít không ổn đâu. Độc Cô Thiên Uy đột nhiên nói. Bây giờ cảm giác của ta là, Diệt Thế Đạo cùng Huyền Thiên Tông là một nhà,
Tử Kinh Thành chúng ta, Thương Thủy Tông còn có Phong Tuyết Thành là ngoại nhân. Độc Cô Thành chủ, lời cũng không thể nói lung tung. Nguyên Thiên Y lạnh lùng nhìn thoáng qua Độc Cô Thiên Uy. Độc Cô Thiên Uy cười nhạo nói. Phải hay không, trong nội tâm Huyền Thiên Tông ngươi rõ ràng nhất. Lý Thương Hải cùng Cung Tuyết Mai nhìn về phía Nguyên Thiên Y, Nguyên Thiên Y trầm ngâm mấy tức, sau đó nói. Tông chủ bế quan, hắn cũng không phải gần đây mới bắt đầu bế quan, vài năm trước đã bế quan rồi. Về phần Diệt Thế Đạo, trung thực mà nói, ta cũng không biết bọn hắn ở đâu. Chư vị phải tin tưởng, bọn hắn luôn thần bí, bất quá bọn hắn cho chúng ta chỉ lệnh, là người chúng ta đến đủ, liền giết tới tận Thế Thành. Bọn hắn không ra tay, chỉ để chúng ta. Lúc này Cung Tuyết Mai đột nhiên nhíu mày nói. Lý Thương Hải cũng nhíu mày, bởi vì hắn có cảm giác bị người lợi dụng. Nguyên Thiên Y trầm giọng nói. Chư vị, Kiếm Minh có thể ở trong một khoảng thời gian quật khởi nhanh như vậy, các ngươi tin tưởng sau lưng bọn hắn không ai sao. Hơn nữa Dương Diệp kia giống như từ đá chui ra, một người, dù tính toán thiên tài, nhưng nếu như không có thế lực bồi dưỡng, hắn căn bản không có khả năng yêu nghiệt. Diệt Thế Đạo có ý tứ là, khẳng định có thế lực thần bí ở sau lưng Kiếm Minh. Cho nên này cũng là nguyên nhân vì cái gì bọn hắn chết năm tên đế giả, cũng không có xuất thủ với Kiếm Minh. Nghe nói, mọi người trầm mặc. Muốn nói sau lưng Kiếm Minh không ai, bọn hắn không tin. Kiếm Minh quật khởi quá nhanh, Dương Diệp quá yêu nghiệt. Đặc biệt là Dương Diệp, dù thiên phú của hắn cực kỳ yêu nghiệt, nhưng nếu như không có thế lực bồi dưỡng, thì tuyệt đối không có khả năng cường đại. Hơn nữa trước đó, trên đại lục căn bản không có Dương Diệp. Dương Diệp giống như hư không xuất hiện vậy. Âm mưu. Không chỉ Diệt Thế Đạo cảm thấy âm mưu, mọi người cũng cảm thấy này nhất định là một âm mưu đối với bọn hắn, hoặc là nói âm mưu đối với Diệt Thế Đạo. Trước kia trong lòng mọi người đều có chút nghi hoặc khó hiểu, mặc dù thực lực Kiếm Minh không tệ, nhưng tuyệt đối không có khả năng chống lại Diệt Thế Đạo, mà Diệt Thế Đạo lại không ra tay, hơn nữa còn muốn liên hợp bọn hắn. Bây giờ bọn hắn đã minh bạch, mục đích của Diệt Thế Đạo không phải Kiếm Minh, mà là thế lực sau lưng Kiếm Minh. Mà hai tông hai thành bọn hắn, đã trở thành nanh vuốt của Diệt Thế Đạo thì trốn trong bóng tối, tùy cơ hành động. Trong lòng mọi người đều có chút khó chịu, không ai nguyện ý trở thành đối tượng bị lợi dụng, nhưng khó chịu cũng không người dám nói. Không ai dám đắc tội Diệt Thế Đạo, cũng không đắc tội nổi. Nguyên Thiên Y đứng dậy nhìn mọi người nói. Chư vị, dùng thực lực của chúng ta, hoàn toàn có thể nghiền ép Kiếm Minh, mà người sau lưng Kiếm Minh, tự nhiên sẽ có Diệt Thế Đạo đối phó. Cho nên lần này, chúng ta tất thắng không nghi ngờ. Đúng rồi, Diệt Thế Đạo có ý tứ là, cả tận Thế Thành phải biến mất, không giữ lại người sống. Nói xong, khóe miệng Nguyên Thiên Y nổi lên dáng tươi cười. Chư vị, xuất phát. Ngay lúc này, chàng trong nổi lên dị biến, một đạo kiếm quang không hề dấu hiệu xuất hiện, một khắc này, tất cả mọi người chàng trong sắc mặt kịch biến. Đặc biệt là Nguyên Thiên Y, ở một khắc này, cả người hắn tóc gáy dựng đứng, bản năng muốn né tránh, nhưng một cổ lực lượng kinh khủng đột nhiên đặt ở trên người hắn, cổ lực lượng này đè hai đùi hắn cong lại, thiếu chút quỳ xuống. Một tiếng vang nhỏ hơi vang lên, mọi người ngẩng đầu nhìn về phía trên đại điện, chỉ thấy hai mắt Nguyên Thiên Y trợn tròn, ở giữa lông mày hắn có một huyết điểm, mà ở phía sau hắn, không biết khi nào nhiều hơn một nam tử tay cầm vỏ kiếm. Tiêu Cự trong mắt Nguyên Thiên Y càng lúc càng nhỏ, lẩm bẩm nói. Thật, thật nhanh. Thanh âm rơi xuống, một tia máu từ giữa lông mày Nguyên Thiên Y kích xạ ra, sau một khắc, thân thể Nguyên Thiên Y biến mất. Nam tử xoay người nhìn về phía mọi người, khóe miệng hiện lên dáng tươi cười. Không dọa các ngươi chứ? Nói xong, nam tử đạp mạnh, sau đó cả người hóa thành một đạo kiếm quang biến mất. Mọi người ngẩn người, sau một khắc, một gã đế giả còn lại của Huyền Thiên Tông đột nhiên quát. Truy, đừng để hắn chạy. Thanh âm rơi xuống, mọi người do dự thoáng một phát, sau đó đuổi theo. Nếu như để đối phương đào tẩu, như vậy truyền đi, bọn hắn cũng không cần gặp người rồi. Nam tử kia dĩ nhiên là Dương Diệp, hắn đi tới Huyền Thiên Tông, vốn không muốn ra tay giết người, chỉ muốn dò xét tìm hiểu tình huống, nhưng cuối cùng vẫn quyết định xuất thủ. Một là nhìn Nguyên Thiên Y khó chịu, hai là hắn cũng muốn ra tay trấn nhiếp hai tông hai thành thoáng một phát, tốt nhất là trước loạn quân tâm của những người này. Dương Diệp thi triển hư không toa kiếm thuật, nhưng thời điểm hắn muốn rời khỏi Huyền Thiên Tông, một màn sáng đột nhiên xuất hiện,
khi màn sáng kia xuất hiện, không gian nhất thời chập trùng, Dương Diệp không thể không hiện thân. Lúc này, hắn còn ở trong Huyền Thiên Tông. Nhìn đạo quang mang trước mặt, trong mắt Dương Diệp loáng qua một vòng hàn mang, sau một khắc, ý kiếm vào vỏ, sau đó mạnh mẽ rút kiếm. 200 đạo trảm thiên bạt kiếm thuật điệp ra. Hắn tự nhiên sẽ không lưu thủ, cũng sẽ không khinh thường màn sáng này, nếu như không xuất toàn lực, đợi bị những người kia đuổi theo, vừa nghĩ tới bị hơn 20 đế giả vây đánh, coi như là hắn cũng nhịn không được run lên. Chơi đánh lén, giết người bỏ chạy còn được, nhưng nếu cùng hơn 20 vị đế giả liều, việc ngốc này hắn nhất định là không làm. Một đạo kiếm khí kích xạ ra, trong nháy mắt oanh lên màn sáng. Màn sáng bị kiếm khí xé ra lỗ hổng, Dương Diệp quay đầu nhìn thoáng qua, khóe miệng nổi lên dáng tươi cười, sau một khắc, thân hình hắn khẽ động, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất. Ngay lập tức, bọn người Huyền Thiên Tông cùng Lý Thương Hải xuất hiện. Lúc này, mọi người đã cảm thụ không đến khí tức của Dương Diệp. Sắc mặt mọi người đều có chút khó coi, một thánh giả cảnh, ở trước mặt bọn hắn miểu sát một đế giả, hơn nữa còn trương dương rời đi, này đối với mọi người mà nói, là sỉ nhục a. Bất quá, lúc này mọi người hơn nữa là lòng còn sợ hãi. Miểu sát a, mặc dù trước kia tất cả mọi người nghe nói Dương Diệp có thực lực miểu sát đế giả, nhưng cái kia chung quy chỉ là nghe nói, mà bây giờ, bọn hắn tận mắt thấy. Một kiếm kia, quá nhanh, quá mạnh. Vấn lòng tự hỏi, mình tiếp được sao? Nghĩ đến điểm này, sắc mặt mọi người cực kỳ khó coi. Bởi vì, không ai có lòng tin tiếp được. Ngay lúc này, một đạo kiếm quang không hề có dấu hiệu xuất hiện, sắc mặt mọi người đại biến, tiếp theo, đế giả của Huyền Thiên Tông hai mắt trợn tròn. Một tia máu tươi từ giữa lông mày hắn kích xạ ra, ở trong mắt đế giả kia, tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Sau lưng tên đế giả kia, Dương Diệp nhìn mọi người, khóe miệng nổi lên dáng tươi cười nói. Ngoài ý muốn không, kinh hỉ không? Tên đế giả Huyền Thiên Tông kia trừng to mắt, hắn làm sao cũng không nghĩ đến Dương Diệp dám đi mà quay lại. Hơn 20 đế giả ở chỗ này a, hơn 20 đế giả, Dương Diệp làm sao dám giết trở về. Nhưng Dương Diệp trở về rồi. Mọi người kinh hãi nhìn Dương Diệp cầm cổ sao ở trong tay, trong lúc nhất thời vậy mà đã quên xuất thủ. Dương Diệp vung tay, tên đế giả của Huyền Thiên Tông đã bị hắn cất vào, bây giờ nhiều người, linh khí này, nên để Tiểu Bạch ở lúc trốn đi hút mới tốt. Diệt kiếm minh ta. Dương Diệp liếc nhìn mọi người, nói. Chỉ cần các ngươi dám đến, ta tất để các ngươi có đến không về. Phải không, Tiêu Thiên ta muốn nhìn một chút. Ngay lúc này, một thanh âm đột nhiên tự bầu trời vang lên, tiếp theo, một chùm sáng kim sắc tự bầu trời bắn xuống, tốc độ của tia sáng màu vàng nhanh chóng, trong nháy mắt liền đến trên đầu Dương Diệp. Gần như ở thời điểm tia sáng màu vàng xuất hiện, một đạo kiếm khí trùng thiên, cùng tia sáng màu vàng hung hăng đụng vào nhau. Hai người chạm vào nhau, bầu trời vang lên tiếng nổ lớn, vô số năng lượng màu vàng cùng kiếm khí bắn về bốn phía, cũng ngay vào lúc này, một bàn tay màu vàng khổng lồ đột nhiên phá không bay đến, trong nháy mắt xuất hiện ở trên đầu Dương Diệp. Khóe miệng Dương Diệp cười lạnh, tay phải rút kiếm chạm qua. Một tiếng kiếm minh vang triệt bầu trời, kiếm khí trùng thiên. Gia trì kiếm ý niết bàn cảnh. Sau khi gia trì kiếm ý, kiếm khí của Dương Diệp mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần, chỗ kiếm khí đi qua, không gian bị xé nứt. Ở dưới tất cả mọi người chăm chú, kiếm khí cùng bàn tay màu vàng đụng vào nhau. Kiếm khí trực tiếp chém nát bàn tay màu vàng khổng lồ, sau đó thế đi không giảm, bắn mạnh tới. Trong hư không truyền tới một tiếng vang lớn, lúc này, thanh âm của Tiêu Thiên từ trên hư không vang lên. Còn không nhanh động thủ. Nghe Tiêu Thiên nói, chúng đế nhất thời bình tĩnh trở lại, muốn động thủ, nhưng Dương Diệp lại hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở trong tràng. Nhìn biến mất Dương Diệp, sắc mặt mọi người nhất thời chìm xuống. Không phải không truy, mà là quá nhanh. Mọi người căn bản đuổi không kịp. Một đạo kim quang thoáng qua, Tiêu Thiên xuất hiện ở trong tràng. Nhìn bầu trời, hai bàn tay của Tiêu Thiên nắm chặt thành quyền, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Dương Diệp xông vào Huyền Thiên Tông, giết hai tên đế giả của Huyền Thiên Tông, sau đó tự nhiên rời đi, thanh danh của Huyền Thiên Tông xem như hủy. Thanh danh hủy cũng không có gì, quan trọng nhất là Huyền Thiên Tông bây giờ chỉ còn lại có tông chủ hắn là đế giả. Dù diệt được kiếm minh, Huyền Thiên Tông cũng sẽ hóa thành thế lực nhị lưu. Hai mắt Tiêu Thiên hơi khép, lúc này hắn muốn giết nhất không phải Dương Diệp,
mà là Nguyên Thiên Y đã chết đi kia. Vốn Huyền Thiên Tông không cần đối địch với Kiếm Minh, lúc đó hắn lệnh Nguyên Thiên Y đi tìm Kiếm Minh, mục đích là hóa giải cừu hận của song phương, dù sao khi đó cùng Kiếm Minh cũng không có lợi ích xung đột quá lớn. Nhưng Nguyên Thiên Y lại vì tôn nữ của hắn đối địch Kiếm Minh, không chỉ hại chết đế giả của Huyền Thiên Tông, còn làm hại mình cũng chết, càng làm hại Huyền Thiên Tông trở thành thế lực nhị lưu. Mà hết thảy, nguyên bản đều có thể tránh được. Ngay lúc này, một lão giả áo xám đột nhiên xuất hiện ở trong tràng. Diệt Thế Đạo. Tiêu Thiên mở hé con mắt nhìn về phía lão giả áo xám, nói. Trước kia các hạ một mực ở trong bóng tối, vì sao không ra tay? Lão giả áo xám nói. Tiêu Tông Chủ, ta hiểu tâm tình của ngươi, nhưng ta hy vọng ngươi phải hiểu, cho dù là ta, cũng không nghĩ đến Dương Diệp kia cũng dám giết đến Huyền Thiên Tông. Trước kia, ta cũng vội vàng không kịp chuẩn bị. Diệt Thế Đạo muốn chúng ta diệt Kiếm Minh, nhưng lại một mực trốn trong bóng tối, Diệt Thế Đạo là muốn chúng ta làm đau thương sao? Lúc này, Độc Cô Thiên Uy đột nhiên nói. Nghe hắn nói, mọi người đều nhìn về phía lão giả áo xám. Nếu như là trước kia, mọi người khẳng định sẽ không hùng hổ dọa người như thế. Nhưng bây giờ, nhìn thấy Dương Diệp khủng bố, mọi người đối với Diệt Thế Đạo không phái cường giả tới cực kỳ khó chịu. Bởi vì muốn diệt Kiếm Minh chính và Diệt Thế Đạo, nhưng Diệt Thế Đạo tại để bọn hắn đi kiều với Kiếm Minh. Trước kia mọi người đều cảm thấy muốn diệt Kiếm Minh, chỉ là một đĩa đồ ăn, dù sao toàn bộ cộng lại là có hơn 20 vị đế giả. Mà Kiếm Minh tối đa chỉ có vài vị mà thôi. Nhưng bây giờ, mọi người phát hiện, dù cho mọi người có thể diệt Kiếm Minh, nhưng chỉ sợ bọn hắn cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Dương Diệp kia quá kinh khủng. Không ai nguyện ý đối mặt Dương Diệp. Lão giả áo xám nhìn thoáng qua Độc Cô Thiên Uy, nói. Độc Cô Thành Chủ, Diệt Thế Đạo ta không có ý tứ lợi dụng chư vị. Ta nghĩ, trước kia Nguyên Phó Tông Chủ đã cùng chư vị nói qua, sau lưng Dương Diệp kia khả năng có người, bây giờ ta có thể rõ xác cho chư vị biết, sau lưng Dương Diệp kia không phải khả năng có người, mà là nhất định có người. Cường giả Diệt Thế Đạo ta phát hiện ở bên cạnh Dương Diệp, theo một thần bí cực kỳ cường giả, bất quá khi chúng ta phát hiện đối phương giống như cũng phát hiện chúng ta, bởi vậy bây giờ đối phương đã tiềm ẩn. Nhưng chúng ta có thể khẳng định, đối phương khẳng định trốn trong bóng tối tùy cơ hành động. Đại lục còn có những thế lực khác. Tiêu Thiên nhíu mày nói. Tự nhiên có. Lão giả áo xám quét nhìn mọi người, nói. Chư vị, mặc dù bây giờ đại lục sa sút, nhưng chư vị đừng quên, đại lục chúng ta từng là thế giới trung đẳng. Khi đó, không biết có bao nhiêu thế gia cùng tông môn, mặc dù cuối cùng đa số đều biến mất, nhưng biến mất không có nghĩa là hủy diệt. Có rất nhiều thế gia và thế lực kéo dài đến bây giờ, bất quá phần lớn đều tuyển chọn ở ẩn. Diệt Thế Đạo ta cũng từng như thế, bất quá cuối cùng chúng ta tuyển chọn xuất thế. Nghe hắn nói, sắc mặt mọi người ngưng trọng, nguyên bản bọn hắn tưởng rằng bọn hắn là thế lực nhất lưu của đại lục, nhưng bây giờ xem ra, cũng không phải như thế. Lão giả áo xám lại nói, chư vị đều nghĩ này là sự tình của Diệt Thế Đạo ta, nhưng ta muốn hỏi chư vị một câu. Sau khi Kiếm Minh kia quật khởi, nếu như cùng các ngươi phát sinh xung đột, khi đó các ngươi phải như thế nào? Tựu như tận thế thành trước kia, các ngươi phải chăng có năng lực đáng với Kiếm Minh? Thứ cho ta nói thẳng, dù chư vị liên thủ, chỉ sợ cũng đánh không lại Kiếm Minh, không nói cái khác, chỉ là Dương Diệp cũng đủ để chư vị hủy diệt rồi. Mọi người trầm mặc. Lão giả áo xám liếc nhìn mọi người, nói. Bây giờ đại bộ phận tư nguyên của đại lục bị chúng ta chia cắt. Các ngươi hy vọng có kẻ thứ ba chen chân sao? Nếu như không hy vọng, chúng ta chỉ có một tuyển chọn, chính là liên thủ tiêu diệt Kiếm Minh cùng thế lực thần bí sau lưng hắn. Trầm mặc rất lâu, Tiêu Thiên bỗng nhiên nói. Thế lực sau lưng Dương Diệp các ngươi điều tra rõ ràng chưa? Lão giả áo xám lắc lắc đầu nói. Một vài thế gia cùng thế lực ẩn thế, Diệt Thế Đạo ta cũng biết chút ít, nhưng cũng không phải toàn diện. Thế lực sau lưng Dương Diệp giống như Dương Diệp. Đều rất thần bí. Bất quá, mọi người không cần sợ hãi, thế lực sau lưng Dương Diệp kia Diệt Thế Đạo ta sẽ giải quyết, mà các ngươi, chỉ cần giải quyết Kiếm Minh là được rồi. Kiếm Minh không đáng để lo, chỉ là Dương Diệp kia. Tiêu Thiên trầm giọng nói. Thực lực người này quá mức yêu nghiệt, trong chúng ta không ai có thể đánh thắng hắn. Yên tâm, hắn có người đến đối phó. Lão giả áo xám nói. Ai? Tiêu Thiên hỏi. Khóe miệng lão giả áo xám nổi lên dáng tươi cười, nói.
đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Đêm nay các ngươi nghỉ ngơi một đêm, hai ngày sau các ngươi xuất phát kiếm minh. Nhớ lấy, từ giờ phút này, các ngươi phải tùy thời giới bị, để ngừa Dương Diệp kia đánh lén. Vì sao không xuất phát ngay bây giờ? Tiêu Thiên nhíu mày nói. Lão giả áo xám ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nói. Bởi vì người đối phó Dương Diệp kia hai ngày sau mới đến. Bên ngoài Huyền Thiên Tông mấy vạn dặm, trong một sơn mạch, Dương Diệp ngồi ở bên cạnh đầm nước, ở trước mặt hắn, là hai thi thể đế giả đã bị Tiểu Bạch hút sạch. Luyện chế thi thể đế giả đối với hắn mà nói, đã không phải nan đề gì. Sau khi trải qua một thời gian luyện chế, hai thi thể đế giả đã bị hắn luyện chế thành kiếm nô. Giờ phút này, trên người hắn đã có 11 khôi lỗi đế giải, nếu như tăng thêm cái của Dạ Lưu Vân ở trong tận thế thành, như vậy chính là 12 tên khôi lỗi đế giải. Bất quá Dương Diệp biết rõ, này còn xa xa không đủ. Không nói diệt thế đạo, chỉ nói đám người Huyền Thiên Tông liên hợp, cường giả đế giả đã vượt xa kiếm minh, nếu như tăng thêm diệt thế đạo, kiếm minh một chút ưu thế cũng không có. Này cũng là vì cái gì hắn muốn kiếm hư đi liên hệ cường giả trước kia của kiếm thần cung, không có biện pháp, bây giờ kiếm minh thế yếu, nếu như không kéo nhiều cường giả đế giả cảnh đến, kiếm minh căn bản chiến không lại một đạo hai tông hai thành. Đặc biệt là diệt thế đạo kia, bây giờ diệt thế đạo bày ra thực lực chỉ mới một góc của băng sơn. Dương Diệp nhìn hai khôi lỗi đế giải trước mặt, tay phải huy động, thu hồi khôi lỗi về, Dương Diệp vỗ vỗ trước ngực, Tiểu Bạch nhô đầu ra. Dương Diệp đưa tay, Tiểu Bạch mở to mắt, nàng bưng lấy tay Dương Diệp nhẹ nhàng cọ sát đầu mình, sau đó chảo huy động, một mảng lớn tử tinh thạch xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Hơn 2 vạn viên tử tinh thạch. Nhìn tử tinh thạch chất đống như núi ở trước mặt, trong nội tâm Dương Diệp cảm khái không thôi, lúc đó hắn mới đi tới Minh Ngục Đại Lục, đồ chơi này đối với hắn mà nói, giống như ánh sao trên bầu trời. Nhưng bây giờ, trong mắt hắn, này không khác đá bao nhiêu. Dương Diệp lắc đầu, cất tử tinh thạch vào. Lúc này, năm đạo kiếm quang đột nhiên loáng qua, sau đó kiếm hư cùng năm lão giả xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Ngươi là truyền nhân của sư tổ. Bên cạnh kiếm hư, một lão giả lưng đeo trường kiếm đi đến trước mặt Dương Diệp hỏi. Dương Diệp gật đầu, hắn tính toán là truyền nhân của kiếm vô cực sao. Kỳ thật này phải nhìn xem hắn, hắn nguyện ý, như vậy chính là, nếu như hắn không muốn, vậy thì không phải. Bây giờ hắn nguyện ý. Chứng cứ đâu? Lão giả hỏi. Dương Diệp bước ra một bước này, tựa như mấy chục vạn đại sơn đè về phía lão giả lưng đeo kiếm, lão giả lưng đeo kiếm nhất thời lùi lại. Lùi hơn 10 trượng mới dừng lại được. Kiếm ý trên hư không cảnh. Năm người liếc nhau, lão giả lưng đeo kiếm lại nói. Ngươi triệu tập chúng ta mục đích là gì? Dương Diệp nói. Kiếm tu sa sút, mục đích của ta là trấn hưng kiếm tu. Vì cái gì không phải trùng kiến kiếm thần cung? Lão giả lưng đeo kiếm hỏi. Dương Diệp nhìn lão giả lưng đeo kiếm. Vì sao tầm mắt không phóng khoáng một chút? Có ý tứ gì? Lão giả lưng đeo kiếm trầm giọng hỏi. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn hư không, nói. Ta muốn chư thiên vạn giới này, đều kính kiếm tu nhất phái chúng ta. Nói xong, Dương Diệp nhìn về phía đám người lão giả lưng đeo kiếm nói. Ân, này cũng là ý tứ của kiếm vô cực tiền bối, là hắn muốn ta làm như vậy. Năm vị lão giả trước mắt đều là đế giả, hơn nữa còn là kiếm ý hư không cảnh, người như vậy, tuyệt đối đều là tâm cao khí ngạo. Để những người này cam tâm đi theo Dương Diệp hắn. Không sự thật, biện pháp duy nhất là kéo kiếm vô cực lên, bởi vì hắn nhìn ra, những người này đối với kiếm vô cực cực kỳ tôn trọng, nếu như là di ngôn của kiếm vô cực, những người này chắc chắn sẽ tuân thủ. Quả nhiên, nghe Dương Diệp nói, năm người nhìn về phía Dương Diệp, thần sắc nhu hòa rất nhiều. Kiếm hư ở một bên thì nhìn thoáng qua, trong mắt có một tia hồ nghi. Hắn nhớ kỹ, lúc đó Dương Diệp đã nói với hắn. Vẫn thần sơn không có lưu lại thần thức ảnh tượng của kiếm vô cực. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên xoay người đối diện vị trí vẫn thần sơn thi lễ, trên khuôn mặt tràn đầy cung kính. Kiếm vô cực tiền bối, di nguyện của ngươi, Dương Diệp ta dù phấn thân toái cốt cũng sẽ hoàn thành. Nói đến cuối cùng, trên khuôn mặt Dương Diệp tràn đầy quyết tuyệt, một bộ tử chiến không lùi. Nghe được Dương Diệp nói, đám người lão giả lưng đeo kiếm nhìn về phía Dương Diệp, thần sắc càng nhu hòa. Dương Diệp đột nhiên xoay người nhìn về phía đám người lão giả lưng đeo kiếm, thi lễ nói. Năm vị tiền bối, đương kim thiên hạ, kiếm tu sa sút,
thực lực vãn bối thấp kém, thật là lực bất tòng tâm, còn mời năm vị tiền bối giúp ta, để chúng ta chung tay hoàn thành di nguyện của kiếm vô cực tiền bối, để kiếm tu được chư thiên vạn giới kính ngưỡng. Năm người nhìn nhau, cuối cùng lão giả lưng đeo kiếm gật đầu nói. Ngươi thiên phú chắc tuyệt, tuổi nhỏ đã đạt tới kiếm ý trên hư không cảnh, khó trách sư tổ tuyển ngươi làm truyền nhân. Ngươi đã là truyền nhân của sư tổ, hơn nữa kiếm ý đã đạt tới kiếm ý trên hư không cảnh, quán tuyệt đương kim đại lục. Như vậy ngươi liền là kiếm thần cung cung chủ. Từ bây giờ, kiếm phong ta nguyện ý thể sống chết tùy tùng ngươi. Nói xong, hắn nhìn Dương Diệp cung kính hành lễ. Kiếm lâm ta nguyện ý thể sống chết đi theo cung chủ. Kiếm khai ta nguyện ý thể sống chết đi theo cung chủ. Kiếm nguyện ta nguyện ý thể sống chết đi theo cung chủ. Kiếm minh ta nguyện ý thể sống chết đi theo cung chủ. Bốn người còn lại cũng nhìn Dương Diệp hành lễ, cung kính nói. Thấy tình trạng đó, khóe miệng Dương Diệp nổi lên vui vẻ, có năm người gia nhập, thực lực chỉnh thể của kiếm minh tăng lên ít nhất mấy lần. Hắn có chút gật đầu, sau đó mới hỏi. Các ngươi đều họ kiếm. Kiếm hư nói. Tự nhiên không phải, sở dĩ đều dùng kiếm làm họ, là quy củ của kiếm thần cung năm ấy, phàm là đạt tới đế giả, kiếm ý đạt tới hư không cảnh, thì có thể lấy được họ kiếm, này xem như một bối phận. Ở kiếm thần cung, chữ kiếm sắp xếp thứ hai. Sắp xếp thứ nhất là gì? Dương Diệp hiếu kỳ hỏi. Kiếm hư cười nói. Thứ nhất là cung chủ, duy nhất, chính là ngươi bây giờ. Dương Diệp sờ lên mũi, có chút buồn cười, không nghĩ đến mình đã trở thành người bối phận cao nhất của kiếm thần cung, bất quá này đối với hắn mà nói là chuyện tốt. Đúng rồi, bây giờ ngươi xem như kiếm thần cung cung chủ, nhưng ngươi còn cần một thứ mới có thể tính toán danh chính ngôn thuận. Kiếm hư đột nhiên nói. Cái gì? Dương Diệp hỏi. Kiếm thần ấn. Kiếm hư nói đến đây, trong mắt có một tia ngưng trọng nói. Ấn này chính là trên đế cấp. Cũng chính và hư cấp, ở trong kiếm thần cung ta, địa vị cùng uy lực tương đương Ngân Hà kiếm đồ. Ngân Hà kiếm đồ là sư tố sáng tạo, nhưng kiếm thần ấn lại là tín vật cung chủ của kiếm thần cung từ thời kỳ thượng cổ lưu truyền xuống. Cho nên người phải cấy được vật này. Vì cái gì phải đạt được vật ấy? Dương Diệp có chút khó hiểu. Bởi vì chỉ có được vật ấy, mới càng có nhiều người hơn nhận ngươi làm cung chủ, đặc biệt những lão ngoan cố kia. Kiếm Phong đột nhiên nói. Người kiếm thần cung lúc đó còn sống, tự nhiên không chỉ chúng ta. Nhưng có chút lão ngoan cố chỉ nhận ấn không nhận người, bởi vì kiếm thần cung có tổ huấn, người cầm kiếm thần ấn, là kiếm thần cung cung chủ. Kỳ thật, vật kia đối với người trợ giúp cũng rất lớn. Lúc này kiếm hư nói. Vật ấy chính là hư cấp chí bảo, nếu như người được nó có thể ở trong thời gian nhất định, để kiếm khí và kiếm ý của người uy lực tăng lên ít nhất gấp 3. Gấp 3. Đồng tử của Dương Diệp co lại, tăng lên gấp 3, cái kia ý nghĩa là gì? Hắn bây giờ đã là kiếm ý niết bàn cảnh, nếu như uy lực tăng lên gấp 3. Nếu như hắn thi triển Trảm Thiên Bạt kiếm thuật chính thức, sau đó uy lực kia lại tăng lên gấp 3. Dương Diệp không dám nghĩ tiếp, bởi vì như vậy thật quá điên cuồng. Kiếm hư lại nói. Trừ đó ra, nếu như ngươi được vật ấy, còn có thể mượn nhờ vật ấy thi triển Chu Thiên kiếm trận mà kiếm thần cung đời tổ sư thứ nhất ẩn tàng ở trong đó, trận này vừa ra, trong 10 vạn dặm không có một ngọn cỏ. Trước khi Ngân Hà kiếm đồ xuất thế, vật ấy chính là đệ nhất bảo vật của đại lục. Kiếm thần ấn, Ngân Hà kiếm đồ, đều là của ta, đều là của ta. Dương Diệp hai bàn tay thong thả nắm chặt, bất kể là kiếm thần ấn hay Ngân Hà kiếm đồ, hắn đều phải lấy được. Bởi vì hai bảo vật kia đối với hắn mà nói tác dụng quá lớn. Mặc dù hắn không tán thành quá theo ngoại vật, nhưng tận lực không đi dùng ngoại vật, cái kia chính là choáng váng. Đương nhiên, hắn sẽ không lẫn lộn đầu đuôi. Ấn kia ở nơi nào? Dương Diệp nhìn về phía kiếm hư. Kiếm hư trầm ngâm một lát, sau đó nói. Di chỉ kiếm thần cung. Vì sao các ngươi không đi lấy ra? Dương Diệp khó hiểu. Không thể đi, cũng không dám đi. Kiếm hư nói. Vì sao? Dương Diệp lại càng không hiểu. Sáu người nhìn nhau, trong mắt đều có một tia ngưng trọng. Trầm mặc một lát, kiếm hư mới nói. Năm ấy vị kia từng nói, phàm là kiếm tu, không thể bước vào kiếm thần cung một bước. Cũng bởi vì như thế, kiếm tu đại lục mới dần dần sa sút. Bởi vì truyền thừa cùng kiếm kỹ tốt nhất của kiếm tu, đều ở di chỉ kiếm thần cung. Vị kia là ai? Dương Diệp trầm giọng hỏi.
Không biết. Kiếm hư lắc đầu nói. Nhưng đối phương khẳng định còn ở đại lục, bởi vì từng có kiếm tu tiến về di chỉ kiếm thần cung, sau đó không có trở về. Dương Diệp nhíu mày, vị kia đối với kiếm thần cung đến tột cùng có bao nhiêu oán hận. Diệt môn rồi thì thôi, vậy mà còn không để kiếm tu tới gần. Chúng ta vô năng. Lúc này, Kiếm Phong lắc đầu nói. Nếu như sư tổ còn, ai dám lấn kiếm thần cung ta? Mọi người trầm mặc. Vị diệt kiếm thần cung kia xác thực rất cường đại, nhưng nếu như kiếm vô cực còn mà nói, đối phương còn có thể diệt được kiếm thần cung sao? Hai mắt Dương Diệp nhắm lại, hắn tiếp nhận cường giả của kiếm thần cung, cũng chẳng khác nào tiếp nhận ân oán giữa kiếm thần cung cùng vị cường giả thần bí kia. Có thể nói, ngày sau nói không chừng sẽ có phiền phức. Bất quá hắn cũng không sợ, hắn không muốn gây chuyện, nhưng nếu như đối phương thật sự còn không bỏ xuống được ân oán năm ấy mà đến tìm hắn, như trước kia hắn nói, đều là người, ai còn sợ ai. Trầm ngâm mấy tức, Dương Diệp lại hỏi. Kiếm tu không thể đi, người khác không phải có thể đi sao? Kiếm hư gật đầu nói. Đại lục có rất nhiều người không phải kiếm tu thỉnh thoảng đi kiếm thần cung, nhưng kiếm trận phòng ngự của kiếm thần cung không biết có bao nhiêu. Coi như là đế giả cũng đừng nghĩ xâm nhập kiếm thần cung. Có thể nói, bây giờ di chỉ kiếm thần cung còn tính toán là hoàn toàn nguyên vẹn. Dương Diệp nhìn đám người kiếm hư nói. Trước kia các ngươi nói kiếm ấn, là muốn để ta đi di chỉ kiếm thần cung à? Đương nhiên, ta biết rõ các ngươi không có ý hại ta, chỉ là, ta muốn biết dụng ý chính thức của các ngươi. Đám người kiếm hư nhìn nhau, sau đó nhìn Dương Diệp thi lễ, kiếm hư nói. Lúc đó kiếm thần cung bị diệt, vị cường giả kia có nói bất luận kiếm tu nào cũng không thể bước vào di chỉ kiếm thần cung. Này không chỉ là sỉ nhục của kiếm thần cung chúng ta, càng là sỉ nhục của kiếm tu cả đại lục. Chúng ta tự biết không có năng lực đi đối kháng đối phương, nhưng ngươi có. Ngươi còn trẻ, ngươi đã trải qua kiếm ý trên hư không cảnh, chúng ta tin tưởng có một ngày, ngươi nhất định có thể trở thành cường giả tuyệt thế như sư tổ. Nếu như đến một ngày đó... Chúng ta hy vọng ngươi có thể dẫn chúng ta trở lại kiếm thần cung. Nói xong, sáu người kiếm hư lần nữa nhìn Dương Diệp hành lễ. Nhìn đám người kiếm hư, trong lòng Dương Diệp có một tia phức tạp, những người này, đối với kiếm thần cung y nguyên còn có cảm tình rất sâu à. Bất quá cũng phải, tông môn đối với một ít người mà nói, kỳ thật giống như nhà, đối với nhà, dù cho nhà này đã không tồn tại, nhưng cảm tình khẳng định vẫn còn. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp cười nhẹ nói. Chư vị tiền bối, ta đã được kiếm vô cực tiền bối truyền thừa, hơn nữa lại để các ngươi đến giúp ta, như vậy ân oán của kiếm thần cung năm ấy tự nhiên cũng bị ta tiếp được. Các ngươi yên tâm, chúng ta sẽ đi di chỉ kiếm thần cung, tin tưởng ta, một ngày đó sẽ không quá xa, phải nói là sẽ rất nhanh. Nghe Dương Diệp nói, đám người kiếm hư không chỉ không có cao hứng, sắc mặt còn biến đổi, kiếm hư vội vàng nói. Ngươi đừng xúc động. Chúng ta không phải muốn ngươi bây giờ đi di chỉ kiếm thần cung, chúng ta hy vọng sau này ngươi cường đại lại trở về. Ta biết rõ, thực lực của ngươi rất mạnh, coi như là chúng ta cũng không phải đối thủ của ngươi, nhưng vị kia thật không phải ngươi bây giờ có khả năng chống lại, minh bạch không? Đám người kiếm phong vội vàng gật đầu, biểu thị tán đồng. Dương Diệp cười nói, yên tâm, ta sẽ không làm sự tình không biết lượng sức. Nói xong. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Huyền Thiên Tông nói. Bất quá, bây giờ việc cấp bách của chúng ta là giải quyết sự tình diệt thế đạo cùng hai tông hai thành. Diệt thế đạo không thể xem thường. Kiếm Phong trầm giọng nói. Thế lực này năm ấy còn chỉ là một tiểu thế lực, nhưng bây giờ đã thành khí hậu, thực lực chính thức của bọn hắn, vẫn là một bí ẩn. Dương Diệp nhíu mày nói. Lần này, ta nghĩ bọn hắn không còn là bí mật nữa. Đúng rồi. Có một người, ta hy vọng ngươi tự mình đi gặp. Lúc này, kiếm hư đột nhiên nói. Ai? Dương Diệp hỏi. Đại lục đệ nhất kiếm tu trước ngươi cùng đại lục đệ nhất kiếm trận sư bây giờ. Kiếm hư trầm giọng nói. Nếu có hắn tương trợ, trận chiến này, chúng ta thắng không nghi ngờ sẽ lớn hơn rất nhiều. Bất quá, người này có chút ngoan cố, chỉ nhận ấn không nhận người. Cho nên ta hy vọng ngươi tự mình đi gặp. Dương Diệp trầm mặc một lát. Sau đó nhìn về phía Kiếm Phong nói. Kiếm Phong tiền bối, ta có chuyện cần các ngươi giúp ta làm, là như vậy, các ngươi. Một lát sau khi, Kiếm Phong nói. Bỏ qua tận thế thành. Dương Diệp lắc đầu nói. Phòng thủ tốt nhất là tiến công, ta không thể để bọn hắn dắt mũi,
ta muốn nắm giữ chủ động trong trận chiến này. Đám người Kiếm Phong nhìn nhau, sau đó gật đầu, Kiếm Phong nói. Yên tâm, chúng ta sẽ làm thỏa đáng. Nói xong, thân hình 5 người khẽ động, biến mất ở trong tràng. Sau khi 5 người đi, Dương Diệp nhìn về phía Kiếm Hư nói. Đi thôi, chúng ta đi xem đại lục đệ nhất kiếm tu cùng kiếm trận sư bây giờ a. Ở dưới sự dẫn dắt của Kiếm Hư, hai người đến một mảnh rừng trúc, phóng nhãn nhìn lại, trong mấy vạn dặm đều là thanh trúc cao đến mấy chục trượng. Gió thổi qua, rừng trúc nhất thời phập phồng, tựa như sóng biển màu xanh. Nơi này quá vắng vẻ. Bên ngoài rừng trúc, nhìn trúc hải trước mắt, Dương Diệp lên tiếng nói. Lúc này bọn hắn đứng ở dưới đáy sơn mạch, hơn nữa bốn phía rừng trúc lại có núi cao đứng vững trong mây. Người bay trên trời, nếu như không dùng thần thức tra tìm, căn bản không phát hiện được trúc hải này. Nếu không sao nói ẩn thế. Kiếm Hư cười cười, sau đó nói. Chúng ta vào a. Không ngự kiếm bay vào sao? Dương Diệp hỏi. Kiếm Hư cười nói. Lần này ngươi ánh mắt phụng về rồi, ngươi nhìn thật kỹ xem. Dương Diệp khẽ giật mình, hắn quay đầu nhìn về phía rừng trúc, sau một lát, lông mày híu lại, nói. Trong trúc ẩn tàng kiếm ý, phiến rừng trúc này là một kiếm trận. Kiếm Hư gật đầu, nói. Trong mấy vạn dặm là một kiếm trận, từng có một đế giả cứng rắn lao vào, bị kiếm trận rảo sát. Đương nhiên, người tự nhiên không sợ, bất quá lần này chúng ta đến không phải đến đá quán. Đương nhiên, Dương Diệp cười nói. Hai người men theo một tiểu đạo trước mặt đi đến. Dương Diệp không ngừng đánh giá bốn phía, mới đầu không chú ý, bây giờ hắn quan sát liền phát hiện, mỗi một cây trúc đều giống như một thanh kiếm, hơn nữa thời điểm bọn hắn bước vào rừng trúc, tất cả lá trúc đều chuyển động. Vô số lá trúc chuyển động, nhất thời vang lên từng thanh âm sột soạt. Giống như có chút không hữu hảo với chúng ta a. Dương Diệp nói. Kiếm Hư nói. Không sao, rất bình thường. Chỉ cần tiến vào trong trận, trận pháp sẽ tự động vận chuyển. Chỉ cần chúng ta không ra tay làm loạn, bọn chúng sẽ không xuất thủ với chúng ta. Ngươi xác định. Dương Diệp nói. Kiếm Hư gật đầu nói. Đương nhiên, ta đến qua một hai lần rồi. Ngay lúc này, trước mặt hai người không xa, một cây trúc đột nhiên đứng dậy. Sau một khắc, lá trúc hóa thành mấy chục đạo kiếm quang kích xạ về phía đám người Dương Diệp. Biểu lộ của Kiếm Hư cứng đờ. Dương Diệp điểm ra, mấy chục lá trúc nhất thời tiêu tán, mấy chục lá trúc xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp thò tay chảo một cái, mấy chục lá trúc rơi vào trong tay hắn. Thời điểm Dương Diệp muốn xuất thủ, Kiếm Hư đột nhiên ngăn hắn, nói. Này hẳn là một ngoài ý muốn. Dương Diệp nhìn thoáng qua Kiếm Hư, nói. Hy vọng như vậy. Kiếm Hư gật đầu, nói. Chúng ta đi nhanh một chút. Hai người vừa định đi, đột nhiên. Những cây trúc ở xung quanh hai người bắt đầu xoay tròn, hơn nữa rầm rầm, rất nhiều cây trúc xuất hiện ở trên đường nhỏ. Thấy một màn này, sắc mặt của Kiếm Hư có chút khó coi. Bọn chúng là không hoan nghênh ta hay không hoan nghênh ngươi? Dương Diệp hỏi Kiếm Hư. Kiếm Hư do dự thoáng một phát, nói. Ta cũng không rõ ràng. Ngươi cùng vị kia quan hệ như thế nào? Dương Diệp lại hỏi. Không quá tốt. Kiếm Hư nói. Dương Diệp tràn đầy hắc tuyến, hắn một mực nghĩ Kiếm Hư cùng vị kia là hảo hữu, bây giờ ra hỏa nói hai người quan hệ không tốt. Dương Diệp lắc đầu, nói. Trước để ta phá vỡ trận pháp này a. Khẩu khí thật lớn. Ngay lúc này, rừng trúc xa xa đột nhiên mở ra, tiếp theo, một nữ tử tay cầm một thanh trường kiếm màu xanh xuất hiện. Nữ tử thân mặc quần dài màu xanh, dáng người uyển chuyển, dung mạo thanh tú, chỉ bất quá ánh mắt lạnh như băng, cho người cảm giác chớ gần. Thấy nữ tử này, Dương Diệp sững sờ, lập tức kinh ngạc nói. Trúc Giao, sao ngươi ở đây? Ngươi nhận ra tỷ tỷ ta. Nữ tử cau mày. Chị của ngươi. Dương Diệp ngẩn người, nói. Ngươi không phải Trúc Giao. Trả lời vấn đề của ta. Nữ tử váy dài nhíu mày nói. Dương Diệp khẽ giật mình, lập tức nói. Nhận ra, bây giờ nàng đi theo ta. Đi theo ngươi. Nữ tử váy dài hai mắt hơi nhíu, nói. Một thánh giả cảnh, tỷ tỷ ta làm sao có thể sẽ vừa ý ngươi. Dương Diệp biểu lộ cứng đờ, lúc này Kiếm Hư nói. Ý của hắn là nói, bây giờ chị của ngươi theo hắn lăn lộn. Được rồi, nhà đầu, chúng ta là đến tìm sư phụ ngươi,
người đi thông báo một tiếng. Sư phụ ta là các người muốn gặp có thể gặp sao? Nữ tử váy dài lạnh lùng nói. Kiếm hư muốn nói gì, lúc này Dương Diệp đột nhiên nói. Kiếm hư tiền bối, dùng phương pháp của ta tới đi. Nói xong, Dương Diệp bước ra một bước, trong chốc lát, một cổ kiếm ý kinh khủng xuất hiện. Khi cổ kiếm ý này xuất hiện, nữ tử váy dài kia sắc mặt đại biến, nhanh lùi lại, lùi vài trăm trượng mới đứng vững. Mà rừng trúc xung quanh thì toàn bộ rung động, từng đạo kiếm minh không ngừng phát ra. Đó là dùng mình. Ngươi, nữ tử váy dài kinh hãi nhìn Dương Diệp, nói năng lộn xộn. Dương Diệp lại không có lý đối phương, mà nhìn về phía sâu trong rừng trúc, nói. Nếu tiền bối muốn thử ta, ta nghĩ bây giờ tiền bối đã thử được rồi. Không biết tiền bối có thể ra gặp hay không? Lúc này kiếm hư nói. Kiếm cực, Dương Diệp đã được chúng ta tôn làm kiếm thần cung đương đại cung chủ, người ngay cả kiếm thần cung cung chủ cũng không gặp sao. Trầm mặc một cái chớp mắt, chỗ xa đột nhiên truyền tới một thanh âm. Cung chủ, buồn cười, không có kiếm thần ấn, hắn cũng dám tự xưng cung chủ. Kiếm hư, lão phu đã nói, nhận ấn không nhận người, muốn lão phu rời núi tương trợ. Có thể, cầm kiếm thần ấn đến. Sắc mặt kiếm hư trầm xuống, đang muốn nói chuyện, lúc này Dương Diệp lại nói. Kiếm hư tiền bối, không cần nhiều lời, chúng ta đi thôi. Ngươi, kiếm hư nhìn Dương Diệp, hắn không nghĩ đến Dương Diệp sẽ như vậy. Dương Diệp nhìn thoáng qua rừng trúc nói. Một lão ngoan cố, không cần để ý. Làm càn, ngươi dám vũ nhục sư phụ ta. Lúc này, nữ tử váy dài đột nhiên gầm lên. Nhưng thanh âm của nàng vừa dứt, Dương Diệp lại quỷ dị xuất hiện ở trước mặt nàng, sau đó một thanh kiếm chỉ ngay mi tâm. Dương Diệp nhìn nữ tử váy dài nói. Tính tình, có thể có, nhưng cái kia phải thành lập ở trên thực lực, không có thực lực, tốt nhất thu liễm tính tình một chút. Nói xong, thân hình Dương Diệp khẽ động, về tới tại chỗ, sau đó nhìn kiếm hư, nói. Chúng ta đi thôi. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Không dễ dàng như vậy. Lúc này, trong rừng trúc đột nhiên truyền ra một tiếng gầm lên. Thanh âm rơi xuống, tất cả cây trúc ở xung quanh Dương Diệp cùng kiếm hư toàn bộ chuyển động. Tiếp theo, toàn bộ lá trúc hóa thành từng đạo kiếm mang bắn về phía Dương Diệp cùng kiếm hư. Xem thấy một màn này, trong mắt kiếm hư có một tia ngưng trọng. Bởi vì hắn phát hiện, các lá trúc ở thời điểm đi tới trước mặt bọn hắn, vậy mà toàn bộ trùng điệp lại với nhau, lá trúc trùng điệp, kiếm quang tự nhiên cũng trùng điệp. Giờ phút này trước mặt bọn hắn, mỗi đạo kiếm quang ít nhất tăng hơn 1000. Tay kiếm hư đặt ở trên kiếm, muốn xuất thủ, nhưng lúc này Dương Diệp lại bước ra một bước rơi xuống, một cỗ kiếm ý xuất hiện ở chung quanh hắn, khi kiếm ý này xuất hiện, một màn quỷ dị xuất hiện. Tất cả kiếm quang dừng lại, sau đó kiếm quang tiêu tán, lá trúc rơi xuống. Kiếm ý niết bàn cảnh, tuyệt đối áp chế. Lúc này... Một thanh âm kiếm minh bén nhọn từ trong rừng trúc vang lên, rất nhanh, đạo kiếm quang này từ rừng trúc bắn ra, trong nháy mắt liền đến trước mặt Dương Diệp. Nhưng Dương Diệp lại không tránh không né, mặc kệ đạo kiếm quang kia bắn ở trên người hắn. Ở trong ánh mắt kinh hãi của nữ tử váy dài, kiếm quang trực tiếp bắn vào trong thân thể Dương Diệp, sau đó, không có sau đó, đạo kiếm quang kia phảng phất như chưa từng xuất hiện qua. Kiếm cực, đừng phí công vô ích. Kiếm ý của hắn đã đạt đến trên kiếm ý hư không cảnh, trừ khi kiếm ý của ngươi cũng siêu việt hư không cảnh, hoặc ngươi không dùng kiếm, nếu không, ngươi ở trước mặt hắn gần như không phải địch thủ. Kiếm hư nói. Lúc này, một lão giả mặc lam bào từ trong rừng trúc đi ra. Nữ tử váy dài kia vội vàng nghênh đón nói. Sư phụ. Lão giả lam bào gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói. Không nghĩ đến. Sau sư tổ, đại lục lại xuất hiện một kiếm tu kiếm ý trên hư không cảnh. Dương Diệp nói, kiếm ý trên hư không cảnh thì như thế nào? Kiếm tu sa sút, di chỉ kiếm thần cung đến nay không có kiếm tu dám bước vào, này là sỉ nhục của kiếm thần cung cùng kiếm tu. Dương Diệp ta, xấu hổ với kiếm vô cực tiền bối. Lão giả trầm ngâm một lát, sau đó nói, này không phải lỗi của ngươi, đó là lỗi của ta. Dương Diệp đột nhiên kích động. Là thực lực của ta quá yếu, là ta thanh danh không đủ, không có biện pháp triệu tập tất cả cường giả của kiếm thần cung. Bằng không thì, kiếm tu nhất phái tất có thể trọng hiện huy hoàng năm ấy. Này thật không phải lỗi của ngươi. Kiếm hư cũng nhịn không được khuyên nhủ. Không,
đó là lỗi của ta. Dương Diệp nói, nếu như ta, được rồi được rồi. Lúc này, lão giả Lam Bào đột nhiên cắt đứt Dương Diệp nói. Ngươi đừng ở trước mặt ta chơi chiêu này, lão phu chỉ muốn nhìn mục đích ngươi triệu tập chúng ta, mặc dù ngươi có hiểm nghi lợi dụng chúng ta, nhưng không thể không nói, mục đích của ngươi còn tính toán cùng chung chí hướng. Hơn nữa, có thể chấn hưng kiếm tu, xác thực không phải ngươi không ai khác. Đâu có đâu có. Dương Diệp vội vàng khiêm tốn nói. Chấn hưng kiếm tu, còn cần chư vị tiền bối tương trợ mới được, vãn bối một người, thật lực bất tòng tâm. Muốn ta đi theo ngươi, có thể, bất quá ta có một điều kiện. Lão giả Lam Bào nhìn Dương Diệp. Nói đi. Dương Diệp nghiêm mặt nói. Cầm lại kiếm thần ấn của kiếm thần cung. Ấn này, là biểu tượng của kiếm thần cung ta, phải cầm lại. Ta biết rất khó, nhưng ta tin tưởng, chung quy có một ngày ngươi có thể tiến về di chỉ kiếm thần cung. Lão giả nói. Không vấn đề. Dương Diệp trả lời không có một chút chần chờ. Di chỉ kiếm thần cung hắn nhất định sẽ đi, bởi vì ngân hà kiếm đồ khả năng ở chỗ này. Lão giả gật đầu nói. Vậy đi thôi, bây giờ đi tận thế thành bố trí cho ngươi một kiếm trận. Cầu còn không được. Khóe miệng Dương Diệp nổi lên dáng tươi cười. Thân hình bốn người di động, hóa thành bốn đạo kiếm quang biến mất. Tận thế thành. Mặt trời lặn phía tây, sắc trời dần dần u ám. Bên ngoài tận thế thành, một nam tử tóc dài đến eo xách theo một cái đầu người máu chảy đầm đìa thong thả đi tới tận thế thành. Người đến dừng lại. Trên tường thành, một huyền giả kiếm minh quát. Nam tử dừng chân, hắn nghiêng đầu nhìn về phía tường thành, sau một khắc, người đầu trong tay hắn rơi trên mặt đất, nhưng trong nháy mắt, trên tay hắn lại thêm một đầu người. Trên tường thành, đầu của huyền giả kia đã không còn, một cột máu như suối phun từ cổ tuôn ra. Tất cả mọi người kinh hãi. Khóe miệng nam tử tươi cười. Ta gọi đoạt thủ nhân, đến cầm đầu người Dương Diệp. Đoạt thủ nhân. Dạ Lưu Vân nghe ba chữ này, sắc mặt đại biến. Dương Diệp cũng không phải người đầu tiên dùng thực lực thánh giả cảnh sát đế giả. Tại Dương Diệp trước kia, còn có hai người từng lấy thánh giả cảnh giết qua đế giả, một người trong đó là đoạt thủ nhân. Đoạt thủ nhân, không ai biết hắn tên gì. Chỉ biết sau khi hắn giết người sẽ vui vẻ xách theo đầu đối thủ, cho nên thế nhân gọi hắn là đoạt thủ nhân. Người này làm vô số thế lực cùng cường giả nể nang không thôi, bởi vì hắn biến thái. Không chỉ người biến thái, thực lực càng mạnh biến thái. Sắc mặt Dạ Lưu Vân khó coi đến cực điểm, nàng làm sao cũng không nghĩ đến biến thái kia sẽ đến tìm kiếm minh quấy rầy, kiếm minh cùng đối phương cũng không có phát sinh xung đột gì a. Bất quá rất nhanh, Dạ Lưu Vân có chút minh bạch. Mặc dù kiếm minh cùng đoạt thủ nhân không có phát sinh xung đột gì, nhưng kiếm minh, diệt thế đạo cùng với đám người huyền thiền tông có xung đột. Chính là nói, đoạt thủ nhân này rất có thể là diệt thế đạo hoặc huyền thiền tông phái đến. Nghĩ đến chỗ này, thần sắc của Dạ Lưu Vân càng thêm khó coi. Nàng đối với Dương Diệp tự nhiên là tin tưởng, nhưng nếu như Dương Diệp bị đoạt thủ nhân ngăn chặn, như vậy kiếm minh cơ bản xong đời. Lúc này mặc dù thực lực của kiếm minh tăng mạnh, nhưng thời gian quá ngắn. Kiếm minh căn bản không cách nào chống lại đám người huyền thiền tông liên thủ. Ngay lúc này, đoạt thủ nhân đột nhiên nhìn về phía Dạ Lưu Vân, sắc mặt của Dạ Lưu Vân đại biến, khôi lỗi đế giải trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt nàng, nhưng sau một khắc, khôi lỗi đế giải trước mặt nàng đầu biến mất, mà trong tay đối phương, đúng là đầu của khôi lỗi đế giả. Miểu sát đế giả. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người kinh hãi. Đoạt thủ nhân nhìn cái đầu trong tay. Nhếch miệng cười cười, nói. Đầu, không tệ. Nói xong, hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Lưu Vân ở trên tường thành. Đồng tử của Dạ Lưu Vân co lại, cũng ngay lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên từ bầu trời bắn đến, tốc độ của kiếm quang nhanh chóng, trong nháy mắt đến trên đỉnh đầu của đoạt thủ nhân. Sau một khắc, một đầu người trùng thiên, đón nhận kiếm quang đột nhiên xuất hiện kia. Đầu người cùng kiếm quang đồng thời nổ tung, trong nháy mắt hóa thành hư không. Lúc này, một nam tử thanh sam xuất hiện ở dưới tường thành. Là kiếm chủ. Nhìn thấy nam tử thanh sam kia, mọi người nhất thời hoan hô, Dạ Lưu Vân cũng thở ra một hơi. Dương Diệp là người tâm phúc của kiếm minh, chỉ cần có Dương Diệp, mọi người liền an lòng. Này tự nhiên không phải bởi vì Dương Diệp có vương bá khí, chủ yếu là bởi vì thực lực của Dương Diệp. Sau khi nhìn thấy Dương Diệp liên sát năm tên đế giả, ở trong lòng mọi người, Dương Diệp gần như là thần.
Nhìn thấy Dương Diệp xuất hiện, Dạ Lưu Vân quay đầu nhìn về phía chỗ xa, ở chỗ đó, là bọn người cầm trúc ngọc, trước kia bọn người cầm trúc ngọc chuẩn bị xuất thủ, bất quá Dương Diệp đến, bọn người cầm trúc ngọc không có xuất thủ nữa. Dạ Lưu Vân nhìn đám người cầm trúc ngọc gật đầu, cầm trúc ngọc hiểu ý, lập tức dẫn hơn 20 người ở sau lưng biến mất ngay tại chỗ. Ngoài thành, Dương Diệp nhìn Đoạt Thủ Nhân, không có phế thoại, rút kiếm chảm ra, một đạo kiếm khí kích xạ, trong nháy mắt đến trước mặt đối thủ. Đoạt Thủ Nhân thò tay tìm tòi, sau đó chảo một cái, kiếm khí của Dương Diệp ầm ầm vỡ vụn, hóa thành hư không. Hai mắt Dương Diệp hơi nhíu, hắn đang muốn động thủ, lúc này, 21 đạo khí tức khủng bố đột nhiên xuất hiện ở trên tận thế thành. Sau đó 21 người xuất hiện ở trên không bên ngoài thành. 21 vị đế giả. Tất cả mọi người tận thế thành sắc mặt đại biến. Lúc này, người kiếm minh nội tâm sụp đổ. 21 vị đế giả a. Bây giờ trong kiếm minh, chỉ có cầm trúc ngọc cùng hơn 20 vị kiếm tu kia có thực lực chống lại đế giả. Dương Diệp ngược lại có thể dùng một địch vài cái, nhưng bây giờ Dương Diệp bị Đoạt Thủ Nhân kiềm chế. Hơn nữa dù không có Đoạt Thủ Nhân, Dương Diệp cũng không có khả năng chiến qua 21 vị đế giả a. Đánh như thế nào? Này là suy nghĩ của tất cả mọi người kiếm minh bây giờ. Trên tường thành, Dạ Lưu Vân nắm chặt song quyền, mặc dù mặt ngoài nàng thoạt nhìn trấn định, nhưng nội tâm mê mang như những người khác. Đối với Dương Diệp, nàng tín nhiệm, cực kỳ tín nhiệm. Dương Diệp nói với nàng, hết thảy ngoại sự có hắn, nhưng bây giờ tình huống này. Dương Diệp, hôm nay là tử kỳ của ngươi và kiếm minh. Trên bầu trời, Huyền Thiên Tông tông chủ Tiêu Thiên nhìn Dương Diệp nói. Tin tưởng ta, người có liên can đến ngươi, một cái cũng sẽ không sống. Phải không? Dương Diệp cười nhẹ nói. Bây giờ các ngươi không ngại liên hệ tông môn của mình xem. Bọn người Tiêu Thiên nhíu mày, ngay lúc này, không gian trước mặt bọn người Tiêu Thiên đột nhiên nổi lên một trận lăn tăn, rất nhanh, sắc mặt bọn người Tiêu Thiên cực kỳ khó coi. Tiêu Thiên nắm chặt hai tay, nhìn Dương Diệp âm trầm nói. Người vậy mà phái người đánh lén tông môn chúng ta. Dương Diệp gật đầu nói. Việc này xác thật là ta làm. Trong mắt Tiêu Thiên hiện ra hung ác nói. Chư vị, bây giờ trở về đã không kịp, bây giờ chúng ta muốn làm chính là liên thủ diệt kiếm minh cùng tận thế thành. Chỉ cần diệt kiếm minh cùng Dương Diệp, thắng lợi là của chúng ta. Sát! Thanh âm rơi xuống, bọn người Tiêu Thiên muốn xuất thủ, cũng ngay vào lúc này, hai đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện, rất nhanh, kiếm ngư cùng kiếm cực xuất hiện ở trước mặt bọn người Tiêu Thiên. Hai tên đế giả, buồn cười, đây là lá bài tẩy của ngươi. Tiêu Thiên chế nhạo nhìn Dương Diệp, lúc này Dương Diệp phất tay, 11 khôi lỗi đế giải xuất hiện. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt bọn người Tiêu Thiên rốt cuộc biến thành tái xanh. Khóe miệng Dương Diệp cười lạnh nói. Giết! Thanh âm rơi xuống, kiếm hư cùng kiếm cực hóa thành hai đạo kiếm quang bắn mạnh tới bọn người Tiêu Thiên, mà sau lưng hai người, là 11 khối lỗi đế giải. Bọn hắn mới 13 tên đế giả, chúng ta có 21 tên, chúng ta có ưu thế tuyệt đối, sát. Tiêu Thiên hữu phất tay, muốn động thủ, cũng ngay vào lúc này, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, bởi vì một bàn tay không hề dấu hiệu xuất hiện ở phía sau hắn, L bất ngờ không đề phòng, Tiêu Thiên bị trưởng ấn oanh chúng, cả người bay ra mấy ngàn trượng. Mọi người ngốc như gà gỗ, bởi vì xuất thủ chính là Độc Cô Thiên Uy. Độc Cô Thiên Uy nhìn Dương Diệp. Dương Diệp có chút gật đầu. Lúc đó Tử Kinh Thành kỳ thật tuyển chọn là kiếm minh, bất quá ở dưới thê cơ tử của Độc Cô Thiên Uy kiến nghị, mọi người mới chơi khổ nhục kế. Bởi vì khi ấy người diệt thế đạo ở Tử Kinh Thành, nếu như khi ấy Tử Kinh Thành tuyển chọn kiếm minh, như vậy diệt thế đạo chắc chắn sẽ xuất thủ. Như thế, khi đó phiền phức không phải chỉ kiếm minh, còn có Tử Kinh Thành, cũng không có hiệu quả xuất kỳ bất ý như bây giờ. Tử Kinh Thành tổng cộng có 5 đế giả. Tăng thêm kiếm minh là 18 đế giả, cộng thêm kiếm hư cùng kiếm cực đều có thể dùng một địch hai, chiến cuộc trong nháy mắt nghịch chuyển. Độc Cô Thiên Uy, người thật to gan, người không sợ. Tiêu Thiên chỉ Độc Cô Thiên Uy mắng, nhưng hắn còn không nói xong, một đạo kiếm quang bắn tới. Trên bầu trời, mấy chục tên đế giả đại chiến, Tử Kinh Thành quay giáo, chiến đấu hiện lên nghiêng về một phía, không đến 10 tức, đã có một đế giả vẫn lạc. Chúng ta, có thể, bắt đầu chưa? Đối diện Dương Diệp, Đoạt Thủ Nhân đột nhiên nói. Người bị người cắt lưỡi hả? Dương Diệp nhìn về phía Đoạt Thủ Nhân hỏi. Nghe vậy,
Sắc mặt của Đoạt Thủ Nhân trong nháy mắt hung ác lên, nói. Ta, Thảo, con mẹ, ngươi vẫn là ngậm miệng đi, nghe ngươi nói chuyện, ta thật muốn tát ngươi một cái. Dương Diệp cắt đứt Đoạt Thủ Nhân nói, cả người hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ngay tại chỗ. Nhất niệm thuấn sát bản trung cực. Trước mắt mặc dù Đoạt Thủ Nhân là bán đế, nhưng thực lực của đối phương còn khủng bố hơn đế giả rất nhiều, hắn không có khinh địch, trực tiếp thi triển ra nhất niệm thuấn sát bản trung cực. Ngay thời điểm Dương Diệp biến mất, đồng tử của Đoạt Thủ Nhân đột nhiên co lại, sau một khắc, một huyết thuẫn xuất hiện ở trước mặt hắn. Một mũi kiếm đâm vào huyết thuẫn, cả huyết thuẫn kịch chiến, vô số lằn vân trải rộng, Đoạt Thủ Nhân thì bị lực lượng chấn lùi lại, kiếm của Dương Diệp thì áp sát chặt lấy màn sáng huyết sắc. Hai mắt Dương Diệp hơi nhíu, trong mắt có một tia ngưng trọng, hắn không nghĩ đến một kiếm có thể miểu sát đế giả lại bị nam tử kia cản được. Mà trong mắt nam tử tóc dài thì có kinh hãi, huyết thuẫn của hắn là đế cấp, nhưng lại thiếu chút bị một kiếm kia tiêu hủy. Nhìn huyết thuẫn trải rộng lằn vân, nam tử tóc dài lòng còn sợ hãi. Sau một khắc, chân phải hắn mạnh mẽ đạp lên mặt đất kịch chiến, sau đó hắn dừng lại. Cũng ngay vào lúc này, Dương Diệp cũng mạnh mẽ đạp lên mặt đất, cái đạp mạnh này, cả mặt đất trực tiếp sụp đổ. Đồng thời, mượn nhờ mặt đất truyền tới lực lượng, hai tay Dương Diệp nắm kiếm mạnh mẽ xoay tròn. Nam tử tóc dài lần nữa bị chấn lùi lại, cùng lúc ấy, kiếm của Dương Diệp y nguyên chống đỡ ở trên huyết thuẫn, lằn vân càng ngày càng nhiều. Cồn! Đoạt Thủ Nhân đột nhiên gào thét, một tia máu từ trong huyết thuẫn bộc phát ra, sau đó oanh về phía Dương Diệp, nhưng Dương Diệp tại không tránh không né. Tia máu trực tiếp oanh ở trên người Dương Diệp, nhưng Dương Diệp lại một chút sự tình cũng không có, cuối cùng, toàn bộ tia máu tiến vào người Dương Diệp, sau đó tiến vào tâm sát lục. Cái gì? Trên mặt Đoạt Thủ Nhân tràn đầy kinh ngạc. Ngươi đoán a? Khóe miệng Dương Diệp nổi lên dáng tươi cười, hai tay nắm kiếm mạnh mẽ xoay tròn. Đoạt Thủ Nhân bị chấn lui gần ngàn trượng, Dương Diệp muốn lấn thân lên, Đoạt Thủ Nhân lại đột nhiên hóa thành một tia máu biến mất, lần nữa xuất hiện, đã ở ngoài mấy ngàn trượng. Sau đó hắn duỗi ra hai tay nhìn Dương Diệp quát. Hái đầu. Thanh âm rơi xuống, sắc mặt Dương Diệp đột nhiên đại biến, sau một khắc, cổ họng hắn mở ra một vết rách, một tia máu tươi kích xạ ra. Nhìn thấy một màn này, mọi người trên tường thành sắc mặt trắng bệch, mà Đoạt Thủ Nhân thì khóe miệng nổi lên dáng tươi cười xâm lãnh. Cũng ngay vào lúc này, ở dưới ánh mắt kinh ngạc của Đoạt Thủ Nhân, vết thương trên cổ họng Dương Diệp trực tiếp khép lại. Như thế nào, có thể. Trong mắt Đoạt Thủ Nhân tràn đầy khó có thể tin. Dương Diệp sờ lên cổ họng của mình, ngẩng đầu nhìn về phía Đoạt Thủ Nhân, trong mắt ngưng trọng. Một sát na đó, hắn vậy mà cảm giác huyết dịch toàn thân của mình giống như bị cái gì chuyển động, đặc biệt huyết dịch ở cổ họng, phảng phất như biến thành một thanh sắc bén đao, sau đó từ trong ra ngoài cắt mở cổ họng. Cũng may ở thời khắc mấu chốt, vòng xoáy thần bí trong thân thể chuyển động thoáng một phát, chấn áp những huyết dịch bị lực lượng thần bí thôi động, bằng không thì, hắn thật có khả năng bị cắt đầu. Đương nhiên, chỉ là có khả năng, mặc dù cổ họng hắn bị cắt một vết rách, nhưng cái này không đủ để chí mạng, mà hắn đã có phòng bị, dù cho không có vòng xoáy thần bí, cũng có thể dựa vào kiếm ý chấn áp huyết mạch trong thân thể. Dương Diệp chính thức thu hồi tâm khi dễ, không, phải nên nói là hắn toàn bộ tinh thần giới bị. Hắn từ mới bắt đầu liền không có khi dễ Đoạt Thủ Nhân này, chỉ là Đoạt Thủ Nhân này công kích quỷ dị để hắn thiếu chút bổ nhào. Ngươi, như thế nào? Đoạt Thủ Nhân giống như muốn nói cái gì, nhưng Dương Diệp lại không có tâm tình nghe hắn nói nhãm. Một thanh cổ sao xuất hiện ở trên tay Dương Diệp, sau một khắc, ý kiếm vào vỏ, sau đó Dương Diệp mạnh mẽ rút ra. Tiếng kiếm minh chói tai vang triệt bầu trời, một đạo kiếm khí lướt qua trường không hung ác chạm về phía Đoạt Thủ Nhân. 200 đạo chạm thiên bạt kiếm thuật điệp ra, lại tăng thêm kiếm ý niết bàn cảnh, đạo kiếm khí điệp ra này uy lực cực kỳ khủng bố, chỗ đi qua không gian nát bấy. Kiếm khí còn chưa đến, kiếm ý cùng năng lượng cường đại trong đó đã chấn Đoạt Thủ Nhân lùi lại. Đồng tử của Đoạt Thủ Nhân co lại, trong nội tâm chấn kinh, tâm niệm khẽ động, một huyết thuẫn xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó hắn cắn đầu lưỡi của mình, một giọt máu tươi kích xạ ra, bắn vào trong huyết thuẫn, khi máu tươi vào huyết thuẫn, vết rách trên huyết thuẫn nhất thời lấy tốc độ mắt thường có thể thấy khôi phục, hơn nữa ở mặt ngoài huyết thuẫn nhiều hơn một màn sáng màu đỏ hơi mỏng. Kiếm khí oanh lên huyết thuẫn, màn sáng trên huyết thuẫn vỡ vụn, cả người Đoạt Thủ Nhân bị kiếm chấn rút lui mấy ngàn trượng.
Đoạt thủ nhân mới dừng lại, một đạo kiếm khí không kém trước kia đột nhiên phá không bắn tới, oanh ở trên huyết thuẫn trước mặt hắn. Huyết thuẫn vỡ nát, mà đoạt thủ nhân thì lần nữa bị chấn lui ra sau mấy ngàn trượng. Lần này đoạt thủ nhân còn chưa dừng lại, Dương Diệp liền hóa thành một đạo kiếm quang bổ đến cổ của đoạt thủ nhân, tốc độ của Dương Diệp quá nhanh, cho dù đoạt thủ nhân đã nhìn thấy, nhưng lại không có cách khác, hắn có thể làm, là lần nữa cắn đầu lưỡi, sau đó để máu tươi của mình phun lên huyết thuẫn. Giờ phút này, hắn tuyệt đối không thể để huyết thuẫn trước mặt mình nghiền nát, bằng không thì, hắn chỉ có một con đường chết. Huyết thuẫn bị máu tươi gia trì, huyết thuẫn kịch chiến, mặt ngoài lần nữa bao trùm một tầng màn sáng huyết sắc. Màn sáng mới bao trùm ở trên huyết thuẫn, một thanh kiếm liền chém lên. Không gian xung quanh Dương Diệp cùng đoạt thủ nhân vỡ nát, đoạt thủ nhân phun ra một ngụm máu lên huyết thuẫn, lần này, không phải hắn cố ý phun, mà là bị chấn thương ngũ tạng, bất đắc dĩ phun ra. Cùng lúc đó, đoạt thủ nhân lần nữa bị một kiếm này chấn lui về phía sau. Nhưng Dương Diệp lại như giòi trong xương, lần nữa xuất hiện ở trước mặt đoạt thủ nhân, lần này, Dương Diệp không có xuất kiếm, mà tâm niệm khẽ động, hai tay hắn trong nháy mắt bao trùm long lân, sau đó ở trong ánh mắt kinh hãi của đoạt thủ nhân, Dương Diệp dùng hai bàn tay nắm lấy huyết thuẫn. Trong lòng đoạt thủ nhân kinh hãi, tâm niệm khẽ động, huyết thuẫn nhất thời xoay tròn, vô số huyết nhận từ trong đó mãnh liệt bắn ra. Nhưng Dương Diệp lại không tránh không né, cuối cùng, những quang nhận kia đều rơi vào trong thân thể Dương Diệp. Khóe miệng Dương Diệp nổi lên dáng tươi cười, hai bàn tay mạnh mẽ dùng sức, huyết thuẫn bị hắn kéo lại, bất quá huyết thuẫn lại điên cuồng run rẩy. Huyết thuẫn cùng đoạt thủ nhân có liên hệ tinh thần, nó đã nhận đoạt thủ nhân làm chủ, bây giờ bị đoạt, nó tự nhiên là không chịu. Nhưng mặc kệ dựa vào nó vùng vẫy như thế nào, cũng không tránh được tay Dương Diệp. Dương Diệp nhìn huyết thuẫn trong tay, sau đó trực tiếp ném vào vòng xoáy thần bí. Sau khi huyết thuẫn bị Dương Diệp ném vào vòng xoáy thần bí, hai mắt đoạt thủ nhân nhất thời trợn tròn, nói. Sao, sao? Đã bảo ngươi không nên nói chuyện mà. Dương Diệp nói xong, cả người hóa thành một đạo kiếm quang bắn ra. Chỗ xa, trong lòng đoạt thủ nhân kinh hãi, hắn căn bản không cách nào trốn, bởi vì tốc độ của Dương Diệp vượt xa hắn, bởi vậy hắn chỉ có thể đối bính. Ngay lập tức, kiếm đã tới, mũi kiếm dừng lại cách mi tâm đoạt thủ nhân không đến nửa tấc, bởi vì kiếm của Dương Diệp bị hai bàn tay của đoạt thủ nhân gắt gao bắt được. Khóe miệng Dương Diệp nổi lên dáng tươi cười, tay phải cầm kiếm mạnh mẽ xoay tròn. Hai bàn tay của đoạt thủ nhân bị cắt nát, sau đó Dương Diệp lấn thân lên, trực tiếp đâm vào người đoạt thủ nhân. Một thanh âm vật nhọn đâm vào thịt vang lên, đoạt thủ nhân bay ra ngoài, trên không trung, một đạo kiếm khí phá vỡ trường không, hung ác chạm lên người đoạt thủ nhân. Ngay thời điểm kiếm khí muốn chém vào trên người đoạt thủ nhân, một cái độc thủ đột nhiên xé rách không gian, xuất hiện ở trước mặt đoạt thủ nhân, sau đó cầm chặt đạo kiếm quang kia của Dương Diệp. Kiếm quang nghiền nát, bàn tay khổng lồ biến mất, một lão giả áo lam xuất hiện ở trước mặt đoạt thủ nhân. Ngươi! Lão giả áo lam đang muốn nói chuyện, Dương Diệp lại đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, lần nữa xuất hiện, đã ở trước mặt lão giả áo lam, sau đó Dương Diệp mạnh mẽ rút kiếm. Đồng tử của lão giả áo lam co lại, không dám khinh thường, hai bàn tay nắm chặt thành quyền, sau đó mạnh mẽ oanh về phía Dương Diệp. Quyền kiếm tương giao, hai tay của lão giả áo lam vỡ nát, sau đó cả người hắn bị chấn bay ra ngoài ngàn trượng. A! À, lúc này, chỗ xa đột nhiên truyền tới một tiếng kêu thảm. Lão giả áo lam nhìn qua, chỉ thấy một thanh kiếm chính cắm ở giữa lông mày đoạt thủ nhân. Nhìn thấy một màn này, hai mắt lão giả áo lam nhất thời nhíu lại, trong mắt có một tia chấn kinh. Chỗ xa, Dương Diệp vẫy tay, nạp giới của đoạt thủ nhân bay tới trong tay hắn, sau đó tay phải hắn huy động, đoạt thủ nhân bị hắn thu vào nạp giới. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía lão giả áo lam, cười nói. Diệt thế đạo ngươi, rốt cuộc nhìn không được sao. Lão giả áo lam phất tay, ở chung quanh hắn nhất thời xuất hiện 15 lão giả. 15 tên đế giả. Lúc này, Kiếm Minh cùng đám người Huyền Thiền Tông cũng dừng lại. Lúc này bên Kiếm Minh, khôi lỗi của Dương Diệp chết sau bộ, chỉ còn lại có 3 bộ, Tử Kinh Thành chết một đế giả, Kiếm Cực cùng Kiếm Hư chỉ bị một chút thương nhẹ. Mà bên Huyền Thiền Tông có chút thảm trọng rồi. Kiếm Cực cùng Kiếm Hư đều là cường giả có thể dùng một địch hai, đặc biệt là Kiếm Cực, thậm chí dùng một địch ba cũng được, bởi vậy, phàm là đơn độc đối mặt với hai người, cơ bản đều chết.
Bên Huyền Thiền Tông nguyên bản có 16 tên đế giả, nhưng bây giờ bọn hắn chỉ còn lại có 9 đế giả. Tổn thất thảm trọng. Huyền Thiền Tông tông chủ Tiêu Thiên, Thương Thủy Tông tông chủ Lý Thượng Hải cùng với Phong Tuyết Thành thành chủ sắc mặt khó coi đến cực điểm, lần này, bọn hắn thật sự tổn thất thảm trọng. Không có mấy trăm năm, chỉ sợ khôi phục không được nguyên khí. Không nghĩ đến, người sau lưng ngươi là Dư Nghiệt Kiếm Thần Cung. Lúc này, một trung niên tay cầm quạt xếp xuất hiện ở trên bầu trời. Bái kiến đạo chủ. Nhìn thấy trung niên nam tử, những lão giả áo lam kia nhất thời ly thi lễ, cung kính nói. Dư Nghiệt. Trong mắt Kiếm Hư hiện ra hàn mang, nói. Năm ấy Kiếm Thần Cung ta còn tại thế, Diệt Thế Đạo ngươi chỉ sợ ngay cả Bất Nhập Lưu cũng không tính đi. Ta đối với Kiếm Vô Cực tiền bối vẫn rất tôn trọng. Trung niên nam tử lạnh nhạt nói. Nhưng các Kiếm Thần Cung ngươi, ha ha, hôm nay các ngươi ngay cả nhà của mình cũng không dám về, bất quá là một đám tang gia chi khuyển mà thôi. Vốn các ngươi không xuất thế thì thôi, nhưng các ngươi lại hết lần này tới lần khác tìm đường chết, đã như vậy, vậy thì do Diệt Thế Đạo ta tự mình đến kết thúc Kiếm Thần Cung ngươi. Dựa vào các ngươi. Lúc này, Kiếm Cực đột nhiên lấy ra một cái kiếm hộp, nói. Diệt Thế Đạo đạo chủ, ha ha, đến. Ta lĩnh giáo thủ đoạn của ngươi một chút. Như ngươi mong muốn. Trung niên nam tử thản nhiên nhìn Kiếm Cực, sau đó quay đầu nhìn về phía đám người lão giả áo lam nói. Giết, một cái không lưu. Thanh âm rơi xuống, trung niên nam tử trùng thiên mà lên, mà Kiếm Cực thì theo phía sau. Ở trong tràng, bởi vì Diệt Thế Đạo xuất hiện, bên Kiếm Minh từ nguyên bản ưu thế biến thành bất lợi, bởi vì bên Diệt Thế Đạo tăng thêm đám người Huyền Thiên Tông, tổng cộng có 24 đế giả. Mà bên Kiếm Minh, chỉ còn lại có 10 tên đế giả. Chênh lệch quá lớn. Sắc mặt đám người Kiếm Hư đều khó coi. Lúc này, sắc mặt Tiêu Thiên hung ác nói. Dương Diệp, hôm nay ta muốn nhìn, ai còn có thể cứu ngươi cùng Kiếm Minh gì kia? Ngươi yên tâm, ta sẽ ở trước mặt ngươi tru sát toàn bộ người Kiếm Minh của ngươi. Dương Diệp cười nhẹ nói. Kỳ thật, ta một mực đang đợi người Diệt Thế Đạo xuất hiện. Vì cái gì? Một lão giả áo lam nhíu mày nói. Dương Diệp nhìn về phía lão giả áo lam kia, khóe miệng nổi lên dáng tươi cười nói. Bởi vì như vậy, mới có thể diệt toàn bộ các ngươi. Dựa vào ngươi. Lão giả áo lam khóe miệng nổi lên chế nhạo. Là dựa vào ta. Dương Diệp nói xong, hai mắt hắn trong nháy mắt huyết hồng. Táng thiên. Thuận theo thanh âm của Dương Diệp vang lên. Một cột máu từ trong thân thể Dương Diệp mạnh mẽ khoách tán ra, khi cột máu xuất hiện, tất cả đế giả đều bị cột máu chấn lui về phía sau. Hư cấp! Tất cả đế giả kinh hãi nhìn về phía Dương Diệp, ở trong mắt bọn hắn, ngoại trừ kinh hãi, còn khó có thể tin. Hư cấp, là trên đế cấp, bảo vật như thế này, cả Minh Ngọc Đại Lục một tay có thể đếm hết ha. Mọi người không nghĩ đến trong tay Dương Diệp còn có thần vật như vậy. Sắc mặt đám người Huyền Thiền Tông cùng Diệt Thế Đạo cực kỳ khó coi. Tay phải Dương Diệp nắm chặt, một thanh huyết kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, tay cầm huyết kiếm, có tia máu đột nhiên từ dưới chân hắn bay lên, sau đó bao phủ cả người. Cùng lúc đó, một cổ sát khí cùng với lệ khí kinh khủng trong nháy mắt tuôn ra. Giết! Trong tia máu, thanh âm hung ác của Dương Diệp vang lên, gần như ở thời điểm thanh âm vang lên, một đạo huyết quang thoáng qua. Chỗ xa! Thân thể Tiêu Thiên cứng ngắc, một tia máu tươi từ giữa lông mày kích xạ ra, hai mắt Tiêu Thiên trợn tròn, đến khi chết, trong mắt vẫn còn khó có thể tin cùng sợ hãi. Hắn không nghĩ đến mình đường đường Huyền Thiền Tông tông chủ, lại bị một thánh giả cảnh một kiếm miểu sát, ngay cả lực hoàn thủ cũng không có. Chết không nhắm mắt. Trong nháy mắt, thân thể Tiêu Thiên biến mất, sau một khắc, một đạo huyết quang lần nữa thoáng qua. Chỗ xa, một đế giả của Thương Thủy Tông cũng giống như Tiêu Thiên. Giữa lông mày kích xạ ra máu tươi, ở sau lưng hắn, là Dương Diệp bị tia máu bao phủ. Trong nháy mắt, thi thể tên đế giả này đã biến mất ngay tại chỗ. Tất cả mọi người bình tĩnh trở lại. Liên thủ giết hắn, giết hắn. Một lão giả áo lam của Diệt Thế Đạo thất thanh giận dữ hét. Vô số đế giả bắn mạnh về phía Dương Diệp, mà đế giả bên Kiếm Minh cũng không nhàn rỗi, tê. Hời điểm cường giả của Diệt Thế Đạo cùng Huyền Thiên Tông động thủ. Cũng liền xuất thủ. Đế giả của Diệt Thế Đạo cùng đám người Thương Thủy Tông mới trùng đến trước mặt Dương Diệp, lúc này, một mảnh kiếm khí huyết sắc đột nhiên từ chỗ Dương Diệp đứng chạm ra. Nhìn thấy kiếm khí huyết sắc,
Các cường giả đế giả kinh hãi, vội vàng lui ra sau, nhưng trong đó có đế giả né tránh không kịp, chỉ có thể đối bính kiếm khí. Oanh oanh oanh! Mấy tên đế giả này bị kiếm khí huyết sắc oanh đến bay ra mấy ngàn trượng, trong đó hai tên đế giả thân thể thiếu chút bị chém ra, còn có hai tên đế giả hai bàn tay bị chém hơn nửa, nếu như không phải né tránh nhanh, chỉ sợ cả người sẽ bị chảm thành hai. Nhìn thấy một màn này, đám cường giả diệt thế đạo nội tâm kinh hãi đến cực điểm. Này là thánh giả sao? Không chỉ đám người diệt thế đạo phát mộng, ngay cả đám người kiếm hư cũng bị Dương Diệp trấn trụ, coi như cầm lấy bảo vật hư cấp, cũng không có lý do cường đại đến trình độ này a. Sau khi Táng Thiên ở Vẫn Thần Sơn hấp thu sát ý cùng lệ khí của kiếm vô cực, trực tiếp tấn cấp thành hư cấp. Phẩm giai tăng lên, uy lực tự nhiên cũng trên phạm vi lớn tăng lên. Mặc dù không có để sát ý của Dương Diệp tăng lên tới niết bàn cảnh, nhưng lúc này trong Táng Thiên, có chút ít sát ý cùng lệ khí của kiếm vô cực. Phải biết, lúc đó sát ý cùng lệ khí này ở trên đỉnh Vẫn Thần Sơn, ngay cả đế giả cũng không dám tới gần. Hơn nữa, ngay cả đế cấp Táng Thiên cũng hàng phục không được sát ý cùng lệ khí này, có thể tưởng tượng, sát ý cùng lệ khí này kinh khủng cỡ nào. Mà bây giờ, Dương Diệp nắm giữ sát ý cùng lệ khí đó. Vốn Táng Thiên tích chứa sát ý cùng lệ khí đã có thể uy hiếp đế giả, bây giờ lại tăng thêm sát ý cùng lệ khí của kiếm vô cực, uy lực kia tự nhiên là tăng lên mấy lần. Hơn nữa lại thêm kiếm ý niết bàn cảnh của Dương Diệp, uy lực kia sẽ kinh khủng cỡ nào. Có thể nói, không cần nhất niệm thuấn sát bản trung cực, chỉ tùy tiện một đạo kiếm khí cũng có thể giết đế giả. Ở trong tràng, dưới chân Dương Diệp, một tia máu tiếp theo một tia máu dâng lên, bị tia máu ngăn lại, mọi người nhìn không tới tình huống của Dương Diệp lúc này, nhưng mọi người cảm thụ được sát ý của Dương Diệp, đặc biệt là đám người diệt thế đạo. Sát ý của Dương Diệp một mực nhấn chìm lấy bọn hắn. Giết! Ngay lúc này, trong tia máu lần nữa truyền đến thanh âm của Dương Diệp. Sau một khắc, cả người Dương Diệp hóa thành một tia máu biến mất. Thời điểm Dương Diệp biến mất, các cường giả của diệt thế đạo lông tơ dựng đứng. Trong tràng rất nhiều đế giả còn chưa bình tĩnh trở lại, một lão giả áo lam của diệt thế đạo giữa lông mày bắn ra một tia máu tươi. Miểu sát! Không hề huyền niệm miểu sát! Giết! Giết hắn! Đừng lưu thủ! Ở trong tràng, một gã đế giả của diệt thế đạo cuồng loạn gào thét. Nhưng thanh âm của hắn vừa dứt, một đạo kiếm quang mãnh liệt bắn đến, đế giả này kinh hãi, cũng may hắn sớm có chuẩn bị, ở thời điểm huyết quang xuất hiện, đầu hắn có chút lệch ra. Nửa bên má của lão giả kia bị nạo xuống, máu tươi như trụ. Mà lúc này, những đế giả còn lại vội vàng xuất thủ, trong tràng vô số đạo năng lượng quyền ấn cùng trưởng ấn, còn có các loại huyền kỹ phô thiên cái địa oanh về phía Dương Diệp. Hơn 20 tên đế giả đồng thời xuất thủ, uy lực kia sao mà khủng bố. Không gian bên ngoài tận thế thành vỡ nát, mà sắc mặt đám người kiếm hư cũng biến đổi, lúc này cường giả diệt thế đạo đã bị Dương Diệp giết ra chân hỏa. Xuất thủ! Kiếm hư nói xong, hắn cùng đám người từ kinh thành còn có khôi lỗi của Dương Diệp lao về phía cường giả của diệt thế đạo. Ở trong tràng, từng đạo kiếm khí huyết sắc không ngừng kích xạ ra, kiếm khí huyết sắc cực kỳ khủng bố. Ngay cả đế giả cũng không dám đối bính, chỉ có thể tuyển chọn né tránh. Ở trong tràng, chiến đấu vô cùng kịch liệt. Mặc dù Dương Diệp rất khủng bố, nhưng bây giờ cường giả của diệt thế đạo đã có chuẩn bị tâm lý, bởi vậy Dương Diệp cũng không có như trước kia thấy một giết một, bởi vì có gần 10 tên đế giả ở xung quanh Dương Diệp, chỉ cần Dương Diệp xuất thủ, 10 tên đế giả sẽ liên thủ công kích. Bất quá bởi vì có Dương Diệp kiềm chế, trong tràng vốn bất lợi với kiếm minh lại dần dần chiếm cứ thượng phong. Mà 10 tên đế giả xung quanh Dương Diệp thì thần sắc vô cùng ngưng trọng, 10 người đều như lâm đại địch, không dám có một chút lười biếng, kiếm khí huyết sắc kia quá kinh khủng. Trừ khi là có thần khí phòng ngự đế cấp, bằng không thì bọn hắn căn bản không dám ngạnh kháng, bởi vì căn bản đỡ không nổi, ai kháng người đó chết. Giết! Ngay lúc này, trong tận thế thành, hơn 20 đạo kiếm quang đột nhiên trùng thiên mà lên, lao về phía đám người diệt thế đạo. Là đám người cầm trúc ngọc. Trước kia đám người cầm trúc ngọc không ra tay, là bởi vì thực lực quá yếu, bọn hắn đi ra là chịu chết. Nhưng bây giờ, kiếm minh đã chiếm cứ thượng phong, bọn hắn đi có thể ít nhất ngăn chặn 2-3 tên đế giả. Như thế ưu thế của kiếm minh sẽ càng thêm rõ ràng. Quan trọng nhất là, bọn hắn muốn cho Dương Diệp tranh thủ thời cơ. Thời cơ gì? Tránh thoát 10 tên đế giả vây đánh. Mục tiêu của đám người cầm trúc ngọc chính là 10 tên đế giả ở xung quanh Dương Diệp, quả nhiên.
thời điểm đám người cầm trúc ngọc xuất hiện, 10 tên đế giả kia sắc mặt biến đổi. Rất nhanh, một gã đế giả nghênh đón đám người cầm trúc ngọc. Ở bọn hắn xem ra, phía dưới đều là một ít bán đế, một đế giả đã đủ. Bất quá rất nhanh, bọn hắn hối hận. Bởi vì tên đế giả kia ở dưới hơn 20 kiếm tu vây đánh, không đến nửa khắc đã bị giết. Giết! Cầm trúc ngọc nói xong, hơn 20 người lần nữa xông qua. Còn có ta! Lúc này, chỗ xa truyền tới một thanh âm quen thuộc, một đạo kiếm quang xuất hiện ở trong tràng. Độc cô kiếm! Người đến đúng là độc cô kiếm. Huyễn không nhìn thoáng qua độc cô kiếm, nói. Độc cô ra, tốt, chúng ta không nhìn lầm ngươi. Giết! Thanh âm rơi xuống, mọi người lao về phía 9 tên đế giả kia. Lần này, 9 tên đế giả kia không dám chủ quan, phái ra 3 tên đế giả đi đối kháng bọn người độc cô kiếm. Sau khi 3 tên đế giả rời khỏi, còn lại 6 gã đế giả sắc mặt nhất thời đại biến, trong đó một gã đế giả vội vàng quát. Trở về. Hắn vừa nói xong, một đạo kiếm khí huyết sắc đột nhiên tràn vào mi tâm của hắn, kiếm khí huyết sắc cũng không biến mất. Mà ở sau não đế giả này mang theo một đạo máu tươi kích xạ ra, biến mất ở bầu trời vô tận. Trốn. Lúc này, Lý Thương Hải đang vây sát Dương Diệp không có một chút do dự, lập tức dẫn đế giả của Thương Thủy Tông xoay người bỏ chạy. Bên kia Phong Tuyết Thành thành chủ cung Tuyết Mai nhìn thấy Lý Thương Hải trốn, do dự thoáng một phát, cũng nói. Chúng ta đi. Lúc này Dương Diệp đã chiếm ưu thế, ở lại chỗ này, tất cả của cải của bọn hắn đều sẽ chôn vùi. Bọn hắn không ngu, tự nhiên là muốn chạy trốn. Trở về. Bên kia, một cường giả của Diệt Thế Đạo gầm lên. Nhưng Thương Thủy Tông cùng Phong Tuyết Thành không ai để ý đến hắn. Rất nhanh, cường giả của Thương Hải Tông cùng Phong Tuyết Thành toàn bộ rút lui. Ở trong tràng, chỉ còn lại có 7 tên đế giả của Diệt Thế Đạo. Thừa dịp người bệnh muốn mệnh ngươi, đám người kiếm hư hiểu được đạo lý này, muốn động thủ, nhưng ngay vào lúc này, một nhân ảnh đột nhiên từ trên bầu trời rơi xuống. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt đám người kiếm hư đại biến, bởi vì nhân ảnh này là kiếm cực. Thân hình kiếm hư hơi động, tiếp được kiếm cực. Phốc phốc phốc. Trong miệng kiếm cực phun ra mấy ngụm máu tươi, bất quá lại để kiếm hư nới lỏng một hơi, bởi vì kiếm cực còn sống. Một bên 7 tên đế giả của Diệt Thế Đạo cũng nới lỏng một hơi, bởi vì trung niên nam tử, cũng là Diệt Thế Đạo đạo chủ xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Trung niên nam tử tay phải nắm chặt, nhưng rất nhanh, lại nới lỏng ra. Hắn nhìn về phía Dương Diệp bị tia máu bao phủ, nói. Hung kiếm hư cấp, ta ngược lại đánh giá thấp ngươi rồi. Nói đến đây, hắn ngừng một chút lại nói. Chuyện hôm nay, đến đây liền thôi, Diệt Thế Đạo ta thừa nhận địa vị của kiếm minh ngươi ở đại lục, ngày sau chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ta. Kiếm minh ta cần ngươi thừa nhận, ngươi tính toán cái gì? Trong tia máu, truyền tới thanh âm của Dương Diệp, nói. Giết, một cái không lưu. Thanh âm rơi xuống, cả người Dương Diệp hóa thành một đạo kiếm quang bắn mạnh tới. Giết, thanh âm của kiếm hư vang lên, rất nhanh, tất cả mọi người kiếm minh liền xông về phía đám người Diệt Thế Đạo. Diệt Thế Đạo cầu hòa, không chỉ Dương Diệp không đáp ứng, ngay cả người kiếm minh cũng sẽ không đáp ứng. Bọn hắn không phải người ngu xuẩn, bây giờ Diệt Thế Đạo cầu hòa. Đó là không đường lựa chọn, bởi vì lúc này thực lực của kiếm minh vượt xa Diệt Thế Đạo. Hơn nữa, mọi người cũng không tin Diệt Thế Đạo thật sự muốn cầu hòa, Diệt Thế Đạo cầu hòa, chỉ là kế hoãn binh mà thôi. Điểm này, Dương Diệp hiểu, người kiếm minh cũng hiểu. Nhìn thấy Dương Diệp động thổ, sắc mặt trung niên nam tử âm trầm xuống, trong mắt sát ý thiểm hiện, mà lúc này, kiếm khí đã tới trước mặt hắn. Trung niên nam tử vung tay phải, quạt xếp trong tay triển khai. Chống ở trước mặt kiếm quang. Quạt xếp kịch chiến, trung niên nam tử lui 10 bước. Trong mắt hắn thoáng qua vẻ ngưng trọng, hiển nhiên, hắn không nghĩ đến một đạo kiếm khí của Dương Diệp khủng bố như vậy. Ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt trung niên nam tử, sau đó một thanh huyết kiếm bổ xuống. Hai mắt trung niên nam tử hơi nhíu, không dám khinh thường, huyền khí trong thân thể tuôn ra, một cổ khí thế kinh khủng từ trong thân thể hắn tuôn ra, oanh về phía Dương Diệp. Nhưng cổ khí thế này mới tới, liền bị sát ý cùng lệ khí của Dương Diệp chấn vỡ nát. Đồng tử của trung niên nam tử co lại, sắc mặt càng biến đổi, không kịp né tránh, quạt xếp trong tay hợp lại, sau đó mạnh mẽ ngăn cản huyết kiếm của Dương Diệp. Trung niên nam tử kia bị Dương Diệp chấn rơi xuống, nhưng sau một khắc,
trung niên nam tử đột nhiên hóa thành một đạo bạch quang bay lên. Trên không trung, hai mắt Dương Diệp đột nhiên nhíu lại, sau đó hai tay nắm lấy huyết kiếm lần nữa bổ một phát. Két sát. Phiến kiếm chạm vào nhau, không gian xung quanh hai người vỡ nát. Trung niên nam tử kia ở dưới một kiếm này của Dương Diệp, lần nữa bị chấn rơi xuống. Trên không trung, thân thể Dương Diệp lảo đảo, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang bắn về phía trung niên nam tử. Phía dưới, trung niên nam tử nhìn thấy Dương Diệp bắn đến, đồng tử co lại, sau một khắc, cổ tay hắn xoay chuyển, quạt xếp trong tay mạnh mẽ triển khai, sau đó một chùm tia sáng từ trong đó trùng thiên lên, oanh về phía Dương Diệp. Nhưng khi chùm tia sáng tiếp xúc đến huyết kiếm của Dương Diệp, trong nháy mắt đã bị kiếm xé mở, tốc độ của Dương Diệp không giảm, trong nháy mắt đến đỉnh đầu của trung niên nam tử kia. Đồng tử của trung niên lần nữa co lại, lần này trong mắt của hắn đã có kinh hãi. Kiếm khí của Dương Diệp này quá sắc bén rồi, cho dù là hắn, cũng không dám có một chút chủ quan. Không dám giữ lại, trung niên nam tử vung tay, quạt xếp trong tay trùng thiên mà lên, quạt xếp kia đón gió căng phồng, lúc đi tới trước mặt Dương Diệp đã có trăm trượng, ở trong đó, đột nhiên bắn ra một chùm tia sáng dài gần ngàn trượng màu trắng, chùm tia sáng tốc độ nhanh chóng, trong nháy mắt đã oanh lên huyết kiếm. Huyết kiếm trong tay Dương Diệp kịch chiến, mà Dương Diệp thì bị chùm tia sáng bạch sắc chấn bay ra ngoài ngàn trượng. Trung niên đang muốn thừa thắng truy kích, nhưng lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền tới thanh âm kêu thảm, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đế giả của Diệt Thế Đạo Mi Tâm bị đâm ra một lỗ máu. Mà ở trong tràng, nguyên bản 7 tên đế giả, chỉ còn lại có 4 gã. Nhìn thấy một màn này, trung niên nam tử nắm chặt hai tay, trong mắt lệ khí thiểm hiện. Trung niên nam tử cũng không có động thủ, mà phất tay nói. Rút lui. Lúc này Diệt Thế Đạo đại thế đã qua, nếu chiến tiếp, vài tên đế giả còn lại đều sẽ bàn giao ở chỗ này. Mặc dù Diệt Thế Đạo rất cường đại, nhưng còn không cường đại đến tình trạng đế giả đi đầy đất, mỗi một gã đế giả đều là trụ cột vững vàng của Diệt Thế Đạo. Nghe trung niên nam tử nói, cường giả của Diệt Thế Đạo không có một chút chần chờ, xoay người bỏ chạy. Mà lúc này, chân phải của Dương Diệp đột nhiên đạp mạnh hư không, sau đó cả người hóa thành một đạo ánh sáng biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở ngoài mấy ngàn trượng. Ở phía sau hắn, là một cường giả của Diệt Thế Đạo. Một đạo máu tươi từ giữa lông mày của tên đế giả này kích xạ ra, trong nháy mắt, thi thể tên đế giả này biến mất tại nguyên chỗ. Làm càn. Chỗ xa, trong mắt Diệt Thế Đạo đạo chủ bắn ra lệ khí, thân hình khẽ động, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Sau đó quạt xếp trong tay hắn mạnh mẽ bổ qua. Dương Diệp vốn muốn đi truy sát hai tên đế giả còn lại, không thể không dừng lại, rút kiếm bổ về phía trung niên nam tử. Mặc dù Diệt Thế Đạo đạo chủ cũng là đế giả, nhưng đối phương không phải đế giả bình thường, thực lực rất mạnh, hắn cũng không dám có một chút chủ quan. Kiếm phiến tương giao, trung niên nam tử kia bị chấn đến lui ra ngoài trăm trượng. So lực lượng thân thể, cho dù là trung niên nam tử kia, cũng kém xa Dương Diệp. Có thể nói, lực lượng thân thể, ở trong nhân loại có rất ít người có thể so sánh với Dương Diệp. Một kiếm đẩy lui trung niên nam tử kia, Dương Diệp xoay người hóa thành một đạo kiếm quang, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở bên ngoài 10 vạn dặm, cùng lúc đó, ở trước mặt hắn không xa là một gã đế giả của Diệt Thế Đạo. Nhìn thấy Dương Diệp truy đến, tên đế giả kia kinh hãi, rất nhanh, trong mắt của hắn thoáng qua một vòng lệ khí cùng quyết tuyệt, sau đó phần bụng hắn bành trướng lên. Tự bảo. Này là tuyển chọn duy nhất của hắn. Chiến, hắn căn bản không phải đối thủ của Dương Diệp, trốn. Sự thật chứng minh, tốc độ của Dương Diệp hoàn toàn siêu việt hắn. Này là duy nhất hắn có thể làm. Nhưng bụng của hắn mới bành trướng lên, Dương Diệp liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở phía sau của hắn. Ở trên bụng của hắn, nhiều ra một kiếm động. Một cột máu từ phần bụng của đế giả này tuôn ra. Lực lượng trực tiếp áp xúc trở về, sau một khắc, một đạo kiếm quang từ sau đầu đế giả này xuyên qua, trong mắt đế giả kia không còn sắc thái. Ngay lúc này, Diệt Thế Đạo đạo chủ xuất hiện ở chỗ xa, nhìn thấy một màn kia, thần sắc của hắn trong nháy mắt hung ác lên. Tốt một cái đuổi tận giết tuyệt, Dương Diệp, Diệt Thế Đạo ta cùng kiếm minh ngươi không chết không ngớt. Dương Diệp phất tay, cất thi thể đế giả kia vào, sau đó nói. Không chết không ngớt, ngươi bây giờ mới chuẩn bị cùng kiếm minh ta không chết không ngớt. Thời điểm các ngươi xuất hiện ở bên ngoài tận thế thành, kiếm minh ta đã cùng các ngươi không chết không ngớt rồi.
Nói xong, Dương Diệp xoay người lần nữa hóa thành một đạo kiếm quang đi tới trước mặt hắn. Làm càn. Sắc mặt hắn đại biến, thân hình di động, biến mất ngay tại. Chồ. Bên ngoài mấy chục vạn dặm, trung niên nam tử mới từ trong không gian đi ra, một tiếng kêu thảm vang lên. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, ngoài ngàn trượng, gã đế giả còn lại của Diệt Thế Đạo ở giữa lông mày đang phun máu. Khóe miệng Dương Diệp cười tà. Thật có lỗi, ngươi lại đến muộn. Nói xong, Dương Diệp phất tay, cất thi thể đế giả kia vào, sau đó từng bước một đi về phía La trung niên nam tử kia. Thật lâu trước kia, ta đã nói với người Diệt Thế Đạo ngươi, kiếm minh ta không muốn gây chuyện, càng không muốn cùng các ngươi đối địch. Đáng tiếc, các ngươi không để ý chúng ta, muốn đưa chúng ta vào chỗ chết. Bây giờ hối hận, đã muộn. Thanh âm rơi xuống, chân phải Dương Diệp đập mạnh hư không, cả người bắn ra, trong nháy mắt đến trước mặt trung niên kia, sau đó hai tay nắm lấy huyết kiếm bổ xuống. Trong mắt trung niên thoáng qua một vòng lệ khí, tay phải hắn mạnh mẽ đè xuống. Không gian xung quanh hắn nhất thời kích đáng, tựa như nước sôi. Sau một khắc, tay phải của trung niên nam tử mạnh mẽ vỗ về phía Dương Diệp. Chấn thiên trưởng. Thuận theo thanh âm của trung niên nam tử, một trưởng ấn gần như trong suốt bắn ra, sau khi trưởng ấn xuất hiện, không gian trong phương viên mấy vạn dặm kích đáng, cùng lúc đó, tất cả sơn mạch ở một khắc này đều bị chấn sụp. Ít nhất là huyền kỹ đế cấp đỉnh phong. Ở chỗ xa, Dương Diệp phát hiện trưởng ấn khủng bố kia, ánh mắt co lại, vội vàng cắm huyết kiếm vào trong cổ sao, sau đó vận chuyển huyền khí còn thừa không nhiều lắm, mạnh mẽ rút kiếm chạm một cái, một đạo kiếm khí huyết sắc kích xạ ra. 200 đạo trảm thiên bạt kiếm thuật điệp ra. Ở trong ánh mắt của Dương Diệp cùng trung niên nam tử, trưởng ấn cùng kiếm khí huyết sắc oanh lại với nhau, yên lặng một cái chớp mắt. Chính giữa hai người, đột nhiên bộc phát một đạo khí lãng khủng bố, tốc độ của khí lãng nhanh chóng, trong nháy mắt nhấn chìm Dương Diệp cùng trung niên nam tử. Trên không trung, khí lãng không ngừng tàn sát bừa bãi, chỗ nó đi qua, không gian từng khúc sụp đổ, ở một đoạn thời khắc, không gian trong vạn dặm đều đã trở thành hắc động đen kịt. Bất quá rất nhanh, không gian đã bị lực lượng thần bí phục hồi, nhưng khí lãng y nguyên tồn tại. Khí lãng tàn sát bừa bãi gần một nửa khắc mới dần dần tiêu tán. Không biết qua bao lâu, trong tràng truyền tới một thanh âm ho khan, rất nhanh, trên mặt đất một nam tử thong thả đứng dậy. Diệt Thế Đạo đạo chủ. Đứng lên đúng là trung niên nam tử tay cầm quạt xếp, trung niên nam tử mới đứng lên liền phun ra một ngụm máu, hắn cúi đầu nhìn trước ngực mình. Lúc này trước ngực hắn đã huyết nhục mơ hồ, ngay cả ngũ tạng cũng lờ mờ có thể thấy. Hai mắt trung niên nam tử hơi nhíu, ngẩng đầu nhìn về chỗ xa, ở chỗ không xa, là một người toàn thân huyết hồng. Là Dương Diệp. Nhìn thấy Dương Diệp còn hôn mê, trong mắt trung niên nam tử hiện lên lệ khí, sau đó từng bước đi về phía Dương Diệp. Ngay lúc này, một cái đầu màu trắng từ trong ngực Dương Diệp chui ra, tiểu bạch chứng kiến trung niên nam tử kia, mặt nhỏ nhất thời biến đổi. Nàng vội vàng rút trở về, nhưng rất nhanh, nàng lại ló đầu ra, sau đó vuốt ve hai má Dương Diệp, nhưng Dương Diệp không có tỉnh. Chứng kiến trung niên nam tử càng ngày càng gần, tiểu bạch gấp đến nước mắt chảy ra, bất quá đó là linh khí. Dương Diệp y nguyên không có tỉnh. Mà lúc này, trung niên nam tử kia đã đi tới trước mặt Dương Diệp gần nửa trượng, tay phải thong thả nâng lên, muốn xuất thủ, lúc này tiểu bạch đột nhiên nhảy tới trước mặt nam tử kia, tiểu trảo tung bay. Vài trăm khối tử tinh thạch rơi vào trước mặt trung niên nam tử, trong mắt tràn đầy vẻ cầu khẩn. Yên tâm, ta sẽ để ngươi đi cùng hắn. Thanh âm của trung niên nam tử rơi xuống, sau đó một trưởng chụp về phía tiểu bạch cùng Dương Diệp. Con mắt tiểu bạch trợn tròn, lông tơ cả người dựng đứng, sau một khắc, nàng xoay người lao về phía trước ngực Dương Diệp, tiểu trảo gắt gao ôm cổ Dương Diệp, thân thể không ngừng run rẩy, nàng cực kỳ sợ hãi. Nhưng nàng lại không có chạy. Đúng lúc này, một đạo huyết quang lóe lên, một thanh huyết kiếm đâm vào giữa lông mày của trung niên nam tử. Hai mắt trung niên nam tử trợn lên, thân thể liên tiếp lui về phía sau, trong mắt hắn hiện đầy vẻ hoảng sợ. Xa xa, Dương Diệp chậm rãi đứng lên, hắn không có đi quản trung niên nam tử, mà nhìn về phía tiểu bạch trong ngực, nhìn tiểu bạch lạnh run, trong nội tâm Dương Diệp nhu hòa. Trước kia tiểu bạch bị Thiên Long Vương nhốt, bởi vậy lá gan của nàng rất nhỏ, cực kỳ nhỏ. Lần này tuy nàng cực kỳ sợ hãi, nhưng lại không có lựa chọn ẩn núp. Nghĩ vậy, ánh mắt Dương Diệp càng nhu hòa, hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu tiểu bạch, ôn nhu nói. Đừng sợ, có ta ở đây,
không ai có thể làm bị thương ngươi. Nghe Dương Diệp nói, Tiểu Bạch nhẹ nhàng nâng đầu nhìn về phía Dương Diệp, khi thấy Dương Diệp thanh tỉnh, Tiểu Bạch quệt miệng, nước mắt như vỡ để bừng lên. Khi nước mắt nàng tràn ra, linh khí lập tức nồng đậm hơn rất nhiều. Đừng khóc, khóc sẽ rất khó coi. Dương Diệp nhẹ nhẹ xoa đôi má của Tiểu Bạch, cười nói. Nhưng Tiểu Bạch lại khóc càng dữ hơn. Dương Diệp. Khóc một hồi, Tiểu Bạch đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nàng quay người trừng trung niên nam lử kia, tiểu trảo không ngừng vung. Dương Diệp cũng nhìn ra, nàng đây là đang cáo trạng. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn trung niên nam tử kia, tuy trong đầu CBI đâm một kiếm, nhưng trung niên nam tử kia lại còn chưa có chết. Lúc này đối phương đang nhìn hắn, trong mắt hắn, ngoại trừ hoảng sợ, còn có khó có thể tin. Bởi vì Dương Diệp ở trong mắt hắn, ngoại trừ khóe miệng mang theo một vết máu, thì giống như không có một chút tổn thương. Giống như biết rõ trung niên nam tử nghĩ gì, Dương Diệp vỗ nhẹ nhẹ bộ ngực của mình, nói. Thấy được không, thân thể yêu thú đế cấp, thân thể này của ta, ngạnh kháng một môn huyền kỹ đế cấp cũng không có vấn đề gì. Nói xong, Dương Diệp khẽ vẫy tay, huyết kiếm ở giữa lông mày của trung niên nam tử lập tức bay đến trong tay hắn, huyết kiếm biến mất. Một cỗ máu tươi như suối phun từ mi tâm trung niên bừng lên, sau đó hai mắt trung niên chậm rãi đóng lại. Thời điểm trung niên nam tử nhắm mắt, vô số linh khí từ trong cơ thể hắn bừng lên, Tiểu Bạch cũng không khách khí, há mồm khẽ hấp, linh khí trong cơ thể trung niên nam tử chui vào trong miệng Tiểu Bạch. Dương Diệp vung tay phải lên, không gian giới chỉ trên tay trung niên nam tử bay đến trong tay hắn. Tra xét thoáng một phát, lông mày Dương Diệp lập tức nhíu lại, bởi vì ở trong không gian giới chỉ có không đến 5.000 tử tinh thạch, đồ vật thượng vàng hạ cám ngược lại rất nhiều, nhưng ngoại trừ quạt xếp, những thượng vàng hạ cám kia hắn căn bản chướng mắt. Với tư cách một đạo chủ, vậy mà nghèo như vậy, chậc chậc. Dương Diệp lắc đầu, nhìn về phía quạt xếp trong tay. Đúng lúc này, quạt xếp kia đột nhiên tuôn ra một cột sáng màu trắng, oanh về phía Dương Diệp, bất quá đạo bạch quang kia mới xuất hiện, liền bị kiếm ý của Dương Diệp chấn vỡ. Quả nhiên là có linh trí. Dương Diệp liếc quạt xếp trong tay, lúc này quạt xếp lạnh run, bởi vì nó đang bị kiếm ý niết bàn cảnh của Dương Diệp trấn áp. Toàn thân quạt xếp hiện lên màu ngọc bạch, nhìn kỹ Dương Diệp mới phát hiện, cái quạt xếp này dĩ nhiên là dùng xương cốt yêu thú không biết tên chế tạo. Trừ đó ra, mặt quạt cũng không phải dùng giấy, mà là một loại da mềm, sờ tới sờ lui cực kỳ mềm nhẵn, như da thịt hải nhi mới sinh. Hai bên mặt quạt có khắc phù văn kỳ dị, huyền khí trong cơ thể Dương Diệp tràn vào mặt quạt. Phù văn kỳ dị lập tức bộc phát ra một cột sáng chói mắt bay thẳng thương khung. Nhìn cột sáng bay thẳng thương khung, khóe miệng Dương Diệp nổi lên dáng tươi cười, nói. Cũng không tệ lắm. Nói xong, Dương Diệp thu quạt xếp vào, sau đó tay phải lật qua, một huyết thuẫn xuất hiện ở trên tay hắn. Cái huyết thuẫn này dĩ nhiên là của đoạt thủ nhân, đối với huyết thuẫn này, hắn cực kỳ kinh ngạc, bởi vì tấm chắn này chặn nhất niệm thuẫn sát bản trung cực của hắn cùng với trảm thiên bạt kiếm thuật. Còn không chỉ một lần. Huyết thuẫn mới xuất hiện, một mùi máu tươi đập vào mặt, bất quá đối với Dương Diệp mà nói, mùi máu tươi này hoàn toàn là chút lòng thành. Huyết thuẫn hình tròn, toàn thân huyết hồng, giống như táng thiên, tựa như máu tươi tạo thành. Ở trong huyết thuẫn, có một tay nắm, rất dễ dàng cầm trong tay. Trừ đó ra, ngược lại không có địa phương gì đặc biệt. Bất quá Dương Diệp biết rõ, tuy huyết thuẫn này giống như quạt xếp đều là đế cấp. Nhưng huyết thuẫn khẳng định mạnh hơn quạt xếp rất nhiều. Trầm ngâm một cái chớp mắt, Dương Diệp cong ngón búng ra, một giọt máu tươi chui vào huyết thuẫn, trong chốc lát, huyết thuẫn tựa như sống lại, bộc phát ra một tia máu, rất nhanh, ở phía trên huyết thuẫn bao trùm một tầng màn máu, mà ở dưới màn máu, huyết thuẫn tựa như một biển máu, bên trong máu tươi bắt đầu khởi động, làm cho người ta sợ hãi. Đúng vậy, coi như không tệ. Khóe miệng Dương Diệp nổi lên dáng tươi cười. Cái huyết thuẫn này với hắn mà nói cực kỳ phù hợp, có huyết thuẫn này tăng thêm thân thể của hắn, ngày sau đế giả bình thường công kích cơ bản có thể miễn dịch. Thu huyết thuẫn lại, Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Bạch, cười nói. Tử tinh thạch, trước kia hắn tổng cộng đánh chết 7 tên đế giả, nói cách khác, Tiểu Bạch khẳng định chế tạo ra 7 vạn viên tử tinh thạch. 7 vạn viên tử tinh thạch a, cái này có thể chế tạo ra bao nhiêu cường giả, bất quá có chút đáng tiếc là... Đám người kiếm hư cũng đã giết rất nhiều đế giả, nhưng hắn không để cho Tiểu Bạch đi hút. Bởi vì lúc trước quá rối loạn, hắn căn bản không dám để cho Tiểu Bạch ly khai mình. Nghe Dương Diệp nói,
Tiểu Tiểu Bạch mở to mắt, sau đó tiểu chảo nàng vung lên, rất nhanh, từng khối tử tinh thạch xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, không đến một hồi, liền chồng chất như núi. Nhìn tử tinh thạch trước mặt, Dương Diệp cười ha ha, sau đó ôm Tiểu Bạch hung hăng hôn một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Bạch lập tức đỏ bừng, bất quá lần này nàng không có ẩn núp, mà cũng học Dương Diệp ôm đôi má hắn hôn một cái. Dương Diệp lần nữa cười ha ha, tay phải hắn vung lên, thu tử tinh thạch vào, sau đó ôm Tiểu Bạch thân hình khẽ động, tiến về tận thế thành. Tận thế thành. Lúc này đám người kiếm hư đang nhìn về phía chân trời, bọn hắn đang đợi, đợi Dương Diệp. Không chỉ đám người kiếm hư, toàn bộ tận thế thành cũng đang đợi Dương Diệp. Tuy trận chiến này tận thế thành đại thắng, nhưng nếu như Dương Diệp không về. Như vậy cái đại thắng này cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, toàn bộ kiếm minh sẽ sụp đổ. Kiếm minh là do rất nhiều thế lực tạo thành, có lính đánh thuê, có kiếm tu, có tán tu, còn có người trước kia của kiếm thần cung. Những người này, sở dĩ gia nhập kiếm minh, đơn giản là vì một người, chính là Dương Diệp. Nếu như Dương Diệp mất, đổi lại người khác đến làm kiếm chủ, những người này sẽ phục sao? Ngoại trừ Dương Diệp, ai có năng lực làm kiếm minh kiếm chủ? Rốt cục, ở trong ánh mắt của mọi người, phía chân trời xuất hiện một đạo kiếm quang. Nhìn thấy đạo kiếm quang này, toàn bộ tận thế thành lập tức sôi trào, vô số người cùng kêu lên hoan hô, thanh âm xông thẳng lên trời. Đám người kiếm hư ở thời khắc này cũng thở dài một hơi, Dương Diệp trở về, kiếm minh mới xem như chính thức thắng lợi. Xa xa, Độc Cô Thiên Uy nhìn thấy Dương Diệp về, trong nội tâm lập tức thở dài. Tử Kinh Thành lựa chọn hợp tác với kiếm minh, là ý tứ của vợ hắn, lúc trước hắn có chút phản đối, bởi vì kiếm minh thấy thế nào cũng không có phân thắng. Nhưng cuối cùng hắn vẫn lựa chọn nghe theo ý kiến của vợ hắn. Bởi vì ánh mắt của vợ hắn độc đáo hơn hắn. Sự thật chứng minh cũng là như thế. Tử Kinh Thành lựa chọn kiếm minh, là một lần đánh bạc rất lớn, thắng, ngày sau địa vị của Tử Kinh Thành tăng vọt, nếu như thua, sau này không có Tử Kinh Thành. Hiện tại, Tử Kinh Thành đánh bạc thăng. Tận Thế Thành, trong kiếm điện. Trong đại điện, Dương Diệp ngồi ở chủ vị, phía dưới là bọn người kiếm hư cùng Dạ Lưu Vân. Ánh mắt Dương Diệp rơi vào trên người Độc Cô Thiên Uy. Nói. Tử Kinh Thành tổn thất bao nhiêu đế giả? Độc Cô Thiên Uy có chút trầm ngâm, sau đó nói. Hai gã. Hai mắt Dương Diệp nhắm lại, đế giả của Tử Kinh Thành tổng cộng mới 5-6 tên, hiện tại thoáng cái tổn thất hai gã, không thể không nói, tổn thất rất thảm trọng. Về phần kiếm minh, tuy kiếm minh cũng tổn thất gần 10 tên đế giả, nhưng 10 tên đế giả này toàn bộ đều là khôi lỗi. Khôi lỗi đế di cải so với đế giả chính thức. Chênh lệch vẫn phải có. Khôi lỗi cuối cùng là khôi lỗi, tự nhiên là kém người sống. Dương Diệp trầm ngâm một lát, sau đó nói. Độc Cô Thành chủ, lần này Tử Kinh Thành tương trợ, Dương Diệp ta khắc trong tâm khảm. Nói xong, hắn cong ngón búng ra, một cái không gian giới chỉ bay đến trước mặt Độc Cô Thiên Uy, nói. Trong này có 1 vạn viên tử tinh thạch, xem như một chút tâm ý của ta. Độc Cô Thiên Uy do dự, sau đó nói. Tử tinh thạch ta không dám nhận, nhưng ta có một yêu cầu quá đáng, hy vọng kiếm chủ đáp ứng. Mời nói. Dương Diệp cười nói. Đúng rồi, ta cùng Độc Cô Kiếm là huynh đệ, Độc Cô Thành chủ gọi ta Dương Diệp là được. Độc Cô Thiên Uy nhìn Dương Diệp một cái, sau đó nhẹ gật đầu nói. Hiện tại Phong Tuyết Thành, Huyền Thiên Tông cùng với Thương Thủy Tông đại thế đã mất, Tử Kinh Thành ta muốn chỉnh hợp Huyền Thiên Tông, đương nhiên, nếu như ngươi có tính toán của mình. Coi như ta chưa nói. Hy vọng cái này không ảnh hưởng hữu nghị giữa Tử Kinh Thành chúng ta cùng kiếm minh. Dạ Lưu Vân có chút nhíu mày, Huyền Thiên Tông là thế lực kim cương cấp, có linh mạch tuyệt phẩm, càng có vô số tài nguyên, tuy Tử Kinh Thành giúp kiếm minh rất lớn, nhưng yêu cầu này có chút quá đáng. Bởi vì dùng thực lực của Tử Kinh Thành, nếu như cùng Huyền Thiên Tông liều mạng, dù bọn hắn thắng Huyền Thiên Tông, cũng là thắng thảm. Mà bây giờ, đế giả của Huyền Thiên Tông đều bị Dương Diệp tru sát. Bọn hắn chỉ cần duỗi tay ra, Huyền Thiên Tông chính là của bọn họ. Dạ Lưu Vân đang muốn nói chuyện, nhưng Dương Diệp đột nhiên cười nói. Có thể, nếu như Tử Kinh Thành thu phục được Huyền Thiên Tông có phiền toái gì, chỉ cần nói một tiếng, kiếm minh ta nhất định xuất thủ tương trợ. Nghe Dương Diệp nói, Dạ Lưu Vân nhìn Dương Diệp một cái, không có nói chuyện. Độc Cô Thiên Uy nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Đa tạ. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn về phía Độc Cô Thiên Uy, nói.
Độc Cô thành chủ, cũng biết tổng bộ Diệt Thế Đạo ở chỗ nào. Ngươi muốn tiêu diệt Diệt Thế Đạo? Độc Cô Thiên Uy hỏi. Đương nhiên. Dương Diệp nói. Trảm thảo có thể nào không trừ căn? Tốt một cái trảm thảo trừ căn. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên ở trên không vang lên. Không cần làm phiền ngươi, ta tự mình đưa đến cửa. Thanh âm rơi xuống, một cỗ uy áp lăng không xuất hiện ở trong đại điện, tất cả đế giả ở thời khắc này đều không thể động đậy, về phần những bán đế kia, trực tiếp nằm sấp ở trên mặt đất không ngừng run rẩy. Sắc mặt mọi người kịch biến. Cường giả hư giả cảnh, Diệt Thế Đạo thật sự có cường giả hư giả cảnh. Một bên, trong mắt Độc Cô Thiên Uy một mảnh cho tàn. Trong đại điện, mọi người bị uy áp chấn áp không cách nào nhúc nhích. Không chỉ Độc Cô Thiên Uy, cơ hồ trong mắt tất cả mọi người đều là một mảnh cho tàn. Trên đế giả cảnh là hư giả cảnh, mà cường giả hư giả cảnh, ở Minh Ngục Đại Lục đã rất nhiều năm không có xuất hiện. Không phải không có, mà là không hiện thân. Đến loại trình độ này, đồ đạc bình thường đã rất khó khiến cho bọn hắn hứng thú. Bởi vậy rất nhiều người trên đại lục đều tiềm thức quên sự hiện hữu của bọn hắn. Mà mọi người thật không ngờ, Diệt Thế Đạo lại có cường giả hư giả cảnh. Tuyệt vọng. Giờ phút này kể cả Dạ Lưu Vân cũng tuyệt vọng. Dương Diệp rất nghịch thiên, hắn có thể miểu sát đế giả, nhưng hắn cuối cùng chỉ là thánh giả. Nàng tin tưởng, nếu như cho Dương Diệp nhiều một chút thời gian, về sau Dương Diệp nhất định có thể chống lại cường giả hư giả cảnh, nhưng hiện tại cảnh giới chênh lệch thật sự là quá lớn. Không chỉ Dạ Lưu Vân nghĩ như vậy, tất cả mọi người lúc này đều nghĩ như vậy. Oanh! Đúng lúc này, một cỗ kiếm ý đột nhiên mang tất cả ra, sau khi cỗ kiếm ý này xuất hiện, mọi người lập tức cảm giác buông lỏng, khôi phục bình thường. Kiếm ý niết bàn cảnh xác thực rất cao minh. Bên ngoài đại điện, truyền đến một giọng nói. Trong đại điện, mọi người nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp chậm rãi đứng dậy, hắn liếc nhìn mọi người, cười cười, sau đó đi ra bên ngoài. Mọi người! Thời điểm Dương Diệp muốn đi ra đại điện, Nam Sương đột nhiên đi tới bên cạnh hắn, Dương Diệp nhìn về phía Nam Sương nhìn Dương Diệp nói. Ta đi với ngươi. Ngươi không sợ sao? Dương Diệp cười nói. Sợ. Nam Sương nhìn Dương Diệp, trung thực nói. Dương Diệp nhìn Nam Sương một lát, sau đó nhẹ gật đầu nói. Chúng ta cùng đi ra ngoài. Lúc này, Dạ Lưu Vân đột nhiên cũng đi tới sau lưng Dương Diệp, rất nhanh. Độc Cô Kiếm cùng đám người cầm trúc ngọc cũng đi tới sau lưng Dương Diệp, không đến một hồi, mọi người trong đại điện đều đi tới sau lưng Dương Diệp. Dương Diệp quay đầu nhìn mọi người, cười nói. Đừng coi như ta đi chịu chết vậy, các ngươi không cần lo lắng, trời sập rồi, có ta gánh lấy. Nói xong, Dương Diệp giữ chặt tay Nam Sương đi ra đại điện. Mọi người vội vàng đi theo. Trên không tận thế thành, một lão giả mặc trường bào xanh trắng tương giao ngạo nghễ mà đứng. Dáng người thẳng tắp, ánh mắt lợi hại như đao, để cho người không dám nhìn thẳng. Kiếm quang hiện lên, Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt lão giả. Thời điểm Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt lão giả, một cổ khí thế vô hình như trăm tòa đại sơn nghiền áp về phía Dương Diệp. Cổ khí thế kia nhìn không thấy, nhưng mọi người lại cảm thụ được. Cổ khí thế kia so với đế giả thì khủng bố hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Đúng lúc này, kiếm ý niết bàn cảnh lăng không xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, sau khi kiếm ý xuất hiện, khí thế của lão giả kia lập tức bị cản trở. Nhưng không gian chung quanh Dương Diệp và lão giả lại kịch liệt kích động lên, từng vết nứt không gian không ngừng xuất hiện ở bốn phía, hơn nữa dùng tốc độ cực nhanh lan tràn ra. Phía dưới, hai tay mọi người nắm chặt, khẩn trương nhìn Dương Diệp cùng lão giả kia. Bất kể như thế nào, hiện tại Dương Diệp là hy vọng duy nhất của bọn hắn. Phía chân trời, yên lặng một lát, kiếm ý niết bàn cảnh của Dương Diệp cùng khí thế của lão giả đồng thời biến mất ở trên không trung. Lão giả nhìn Dương Diệp nói. Vạn năm qua, một đời tuổi trẻ, người thứ nhất. Quá khen. Dương Diệp nói. Các hạ xuống đây, cũng không có trực tiếp xuất thủ, có lẽ là có lời gì muốn nói, ta xin lắng tai nghe. Lão giả nói. Ta vốn đang bế quan, bọn hắn đột nhiên tới tìm ta đi ra xem xét, không nghĩ tới. Tông chủ Diệt Thế Đạo cùng mười mấy tên đế giả chết thảm, mà hết thảy lại là một thánh giả cảnh cùng kiếm minh trước kia chưa từng nghe qua làm. Ta hiếu kỳ, tò mò. Bây giờ nhìn thấy ngươi, không thể không nói, bọn hắn chết không oan, tuy ngươi là thánh giả, nhưng có kiếm ý niết bàn cảnh,
đế giả bình thường đối với ngươi mà nói, căn bản không có uy hiếp. Nói đến đây, khóe miệng lão giả nổi lên nụ cười quỷ dị nói. Nhưng hơn nữa là kinh hỉ. Kinh hỉ. Dương Diệp nao nao nói. Kinh hỉ ta giết nhiều người diệt thế đạo như vậy. Lão giả cười nói. Có thể nói như vậy. Nói xong, hắn nhìn lướt qua tận thế thành phía dưới, sau đó nhìn về phía Dương Diệp nói. Ngươi khẳng định không muốn cùng ta ở chỗ này động thủ a? Đương nhiên. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Vậy thì đi thôi. Lão giả nói xong, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Dương Diệp đang muốn rời đi, lúc này phía dưới Dạ Lưu Vân đột nhiên hô. Kiếm chủ. Dương Diệp cúi đầu nhìn lại, lúc này trong tận thế thành, tất cả mọi người đang nhìn hắn. Dương Diệp cười cười nói. Sau khi ta rời đi, hết thảy sự vụ trong kiếm minh, toàn bộ do Lưu Vân làm chủ, mà ngoại sự, hết thảy do kiếm hư tiền bối làm chủ. Đây là mệnh lệnh của ta, mặc kệ người phương nào cũng không được cãi lời, dám can đảm cãi lời, Lưu Vân cùng kiếm hư tiền bối có thể thiền trảm hậu tấu. Vâng, tất cả mọi người của tận thế thành nhìn Dương Diệp cung kính thi lễ, cùng kêu lên nói. Ngươi nhất định sẽ trở lại. Lúc này, Nam Sương đột nhiên nhìn Dương Diệp nói. Nhất định sẽ, đúng không? Khóe miệng Dương Diệp nổi lên dáng tươi cười nói. Nếu ta không về được, ngươi sẽ như thế nào? Nam Sương không ngờ Dương Diệp sẽ hỏi như vậy, lập tức sửng sốt. Lúc này, Dương Diệp cười ha ha, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở phía chân trời. Nhìn Dương Diệp biến mất, Nam Sương ngẩn ngơ, sau đó lẩm bẩm nói. Ta cũng không biết thế nào. Sau khi Dương Diệp rời đi, trong trang một mảnh tĩnh mịch. Đã qua hồi lâu, Dạ Lưu Vân hít sâu một hơi nói. Đều về vị trí của mình, đừng cho kiếm chủ trở về chứng kiến một tận thế thành lộn xộn. Vâng, mọi người không dám chần chờ, vội vàng đáp ứng. Nhưng trong mắt mọi người như trước mang theo lo lắng không chút nào che giấu. Mà rất nhiều người con mắt thì híp lên, không biết đang suy nghĩ gì. Trên hư không vô tận, Dương Diệp ngự kiếm chạy gấp, những nơi đi qua không gian đều run động. Mà ở trước mặt hắn cách đó không xa, là lão giả kia. Nhưng mặc kệ Dương Diệp gia tốc như thế nào lô, cũng không thể đuổi theo lão giả kia. Cho dù cuối cùng hắn dùng tới hư không toa kiếm thuật, vẫn không có truy đến lão giả. Lão giả ngay ở trước mắt, nhưng xa không thể chạm. Thần sắc của Dương Diệp ngưng trọng lên, cường giả hư giả cảnh, hắn tự nhiên là gặp được qua. Ban đầu ở linh giới, cường giả cùng đế nữ giao thủ có lẽ là hư giả cảnh, nhưng hắn Khô Kinh có cùng đối phương giao thủ. Mới đầu là có giao thủ, nhưng khi đó đối phương chỉ là một cỗ phân thân, mà khi bản thể đối phương xuất hiện, đế nữ cũng xuất hiện. Cho nên hắn không biết cường giả hư giả cảnh đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nhưng khẳng định rất cường đại, bất quá, hiện tại hắn cũng rất mạnh. Nếu là lúc trước, hắn khẳng định không cách nào một mình chống lại cường giả loại này. Nhưng hiện tại, hắn muốn thử xem. Ước chừng qua hơn một giờ, lão giả đột nhiên ngừng lại, lão giả vừa dừng lại, Dương Diệp liền xuất hiện ở phía sau hắn trăm trượng. Lúc này, hai người đã ở trên một sa mạc. Lão giả quay người nhìn Dương Diệp, khẽ gật đầu nói. Kiếm kỹ của ngươi không tệ, đặc biệt là sau khi ra chỉ kiếm ý niết bàn cảnh. Vẫn không có nhanh bằng ngươi. Dương Diệp nói. Lão phu dù sao cũng sống lâu hơn ngươi nhiều năm. Lão giả phất tay nói. Đến đây đi, cho ta xem, thực lực của ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Như ngươi mong muốn. Dương Diệp cũng không nói nhảm, huyết kiếm xuất hiện ở trong tay, sau một khắc, chân phải hắn mãnh liệt đập mạnh hư không, cả người hóa thành một đạo huyết quang bắn mạnh tới. Nhất niệm thuấn sát bản trung cực. Đối mặt cường giả loại này, hắn tự nhiên là động thật. Kiếm khí cực nhanh, trong chớp mắt liền đi tới trước mặt lão giả, nhưng bị hai ngón tay ngăn trở. Ngón tay hắn điểm vào trên thân huyết kiếm của Dương Diệp, là hai ngón tay này, làm cho một kiếm kia của Dương Diệp không cách nào tiến thêm nửa tấc. Hung kiếm hư cấp, thật làm cho ta ngoài ý muốn. Lão giả nói xong, ngón tay bắn ra. Ông! Huyết kiếm run lên kịch liệt, Dương Diệp bị chấn bay ra ngoài mấy ngàn trượng. Mặc dù chiêu này không tệ, nhưng còn xa xa chưa đủ. Lão giả hai tay thả lỏng phía sau, lạnh nhạt nói. Ra, dùng công kích chính thức của ngươi để cho ta xem. Lão giả nói, Dương Diệp đột nhiên đến trước mặt hắn, sau đó mạnh mẽ rút kiếm chém.
200 đạo trảm thiên bạt kiếm thuật điệp ra. Một kiếm ra, sa mạc dưới thân lão giả bị chấn sụp gần ngàn trượng. Nhưng lão giả lại không tránh không né, đưa tay điểm đi. Bành! Toàn bộ phía chân trời kịch liệt run lên, Dương Diệp bị chấn bay hơn ngàn trượng lần nữa. Nhưng lão giả kia cũng lùi lại mấy bước. Một kiếm này không tệ, đế giả bình thường xác thực ngăn không được. Lão giả nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt mang theo một tia kinh ngạc. Dương Diệp không có động thủ, mà chỉ nói. Hai kiếm này là một kích mạnh nhất của ta, hiện tại ta đã dùng hết rồi. Ta cũng hiểu được. Lão giả nhẹ gật đầu, ngẩng đầu nhìn Dương Diệp nói. Biết rõ vì cái gì ta không trực tiếp ra tay giết ngươi không? Rất muốn biết. Dương Diệp nói. Khóe miệng lão giả nổi lên dáng tươi cười. Nhục thể của ngươi đã đạt tới đế cấp, càng có được sát ý hư vô cảnh cùng với kiếm ý niết bàn cảnh, còn có hung kiếm hư cấp, ân, vỏ kiếm kia của ngươi cũng không phải phàm vật. Ngươi sáng tạo kiếm minh cũng tốt, có tiềm lực phát triển rất lớn. Quan trọng nhất là thiên phú của ngươi, bằng chừng ấy tuổi, liền có thành tựu như vậy, thiên phú của ngươi vạn năm qua, tuyệt đối là số một. Ngươi có ý tứ gì? Hai mắt Dương Diệp nhắm lại. Khóe miệng lão giả tươi cười dần dần mở rộng nói. Ngươi biết rõ vì cái gì ta bế quan không? Bởi vì thọ nguyên của ta gần hết, ta tự nhiên biết, hư giả cảnh đã là cực hạn của ta. Nếu như ta còn muốn tiếp tục sống, như vậy chỉ có một biện pháp, cái kia chính là đoạt xá. Đoạt xá? Dương Diệp nao nao nói. Ngươi muốn đoạt xá ta? Đương nhiên. Nụ cười trên mặt lão giả dần dần biến thành điên cuồng. Trước kia vốn định ở Diệt Thế Đạo tìm một cái. Nhưng không có một cái nào là ta nhìn chúng. Cũng may, người xuất hiện, thật là trời cũng giúp ta. Dương Diệp trừng mắt nhìn, sau một khắc, hắn quay người bỏ chạy. Muốn chạy trốn, đã muộn. Lão giả nói xong, thò tay chào một cái, xa xa, Dương Diệp bị một cổ lực lượng thần bí giam cầm ngay tại chỗ. Rất nhanh, lão giả xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, nhe răng cười nói. Ngươi yên tâm, sau khi ta nắm giữ thân thể của ngươi, ta sẽ dẫn kiếm minh của ngươi trở thành đại lục đệ nhất thế lực, còn có, ta cũng sẽ chăm sóc tốt những nữ nhân kia của ngươi, ha ha. Thanh âm rơi xuống, linh hồn lão giả, vèo, một tiếng trực tiếp chui vào mi tâm Dương Diệp. Lão giả không có phát hiện, sau khi linh hồn hắn chui vào mi tâm Dương Diệp, khóe miệng Dương Diệp nổi lên dáng tươi cười. Linh hồn lão giả vừa chui vào mi tâm Dương Diệp, bắt đầu tranh đoạt quyền khống chế thân thể của Dương Diệp. Mà chuyện thứ nhất hắn làm là cắn nuốt sạch linh hồn của Dương Diệp. Nhưng đúng lúc này, vòng xoáy nhỏ trong cơ thể Dương Diệp đột nhiên điên cuồng xoay tròn. Rất nhanh, trong đầu Dương Diệp vang lên âm thanh kinh hãi của lão giả kia. Đây là cái gì? Đây là cái gì? Đây là vật gì? À đây là vật gì? Bảo nó dừng lại, nhanh bảo nó dừng lại. Vòng xoáy nhỏ chuyển động tốc độ nhanh hơn. Dương Diệp, lão phu nhận sai, lão phu thật sự nhận lầm. Người thả lão phu giúp người trưởng quản tất cả, cho kiếm minh người trở thành đại lục đệ nhất thế lực, lão phu cầu người nhanh để nó dừng lại. Trong đầu Dương Diệp vang lên tiếng cầu xin tha thứ của lão giả. Dương Diệp ngốc sao, hắn đương nhiên không ngốc, bởi vậy vòng xoáy nhỏ chuyển động càng nhanh hơn. A a nhanh, nhanh để nó dừng lại. Lúc này đây, thanh âm của lão giả biến thành tiếng kêu thảm thiết. Thời gian dần trôi qua. Thanh âm lão giả càng ngày càng suy yếu, ước chừng qua 15 phút sau, thanh âm của lão giả biến mất. Lúc này, Dương Diệp chậm rãi mở mắt, nhìn thi thể của lão giả trước mặt, khóe miệng Dương Diệp nổi lên vẻ mỉa mai. Tự gây nghiệt, lão giả rất cường đại, rất mạnh, mạnh phi thường. Có thể nói, trừ khi là hắn thi triển trảm thiên bạt kiếm thuật chính thức cùng kỳ thức tỉnh, bằng không thì, hắn căn bản không phải đối thủ. Nhưng hắn không nghĩ tới lão giả này lại muốn đoạt xá. Đoạt xá? Cái này đối với Dương Diệp mà nói thật là thiên đại chuyện tốt ha. Vì cái gì? Bởi vì lão giả này là muốn chết. Nếu như ở bên ngoài, dù hắn thúc giục vòng xoáy nhỏ, chỉ sợ cũng khó có thể chống lại lão giả này. Bởi vì thực lực của vòng xoáy nhỏ cùng tổn thương chưa khôi phục, phải biết, lúc trước vòng xoáy nhỏ trấn áp cùng kỳ, là dựa vào đế nữ trợ giúp. Mà thực lực của lão giả này khẳng định mạnh hơn cùng kỳ trước khi bị thương. Nhưng hắn không nghĩ tới lão giả này lại để cho linh hồn mình tiến vào trong cơ thể hắn đoạt xá. Linh hồn đã đi ra thân thể, tuy cũng có thực lực nhất định, nhưng thực lực kia ít nhất kém nguyên lai ít nhất 7-8 lần.
Bởi vì đã không có thân thể làm môi giới, trừ khi là một ít huyền giả chuyên tu linh hồn, bằng không thì, một thân thần thông của bọn hắn căn bản không cách nào thi triển. Mà ở trong cơ thể Dương Diệp, đây là địa bàn của vòng xoáy nhỏ, lão giả này không phải muốn chết sao? Đương nhiên, nếu như không có vòng xoáy nhỏ, lão giả mưu đồ có tỷ lệ thành công rất lớn, bởi vì linh hồn của Dương Diệp căn bản không cách nào chống lại hắn. Nhưng vấn đề là, hắn có vòng xoáy nhỏ. Thần hồn câu diệt. Cái này là kết cục của lão giả. Chết kiểu như lão giả này, khả năng minh mục đại lục từ trước tới nay không có xuất hiện qua. Dương Diệp đánh giá thân thể lão giả trước mặt, lắc đầu, thầm nghĩ đáng tiếc. Bởi vì thi thể của lão giả này không cách nào luyện chế thành khôi lỗi. Muốn luyện chế thành khôi lỗi, nhất định phải có linh hồn, loại linh hồn không có ý thức chủ thể. Mà cỗ thi thể trước mắt này, không có linh hồn, căn bản không cách nào luyện chế thành khôi lỗi. Khôi lỗi hư giả cảnh, cứ như vậy không có. Không chỉ đáng tiếc, Dương Diệp còn có chút đau lòng. Đau lòng một hồi, ánh mắt Dương Diệp rơi vào không gian giới chỉ trên tay lão giả, tay hắn khẽ vẫy, không gian giới chỉ bay đến trong tay hắn. Nhìn không gian giới chỉ trong tay, Dương Diệp thấp giọng nói. Hy vọng được chút thứ tốt. Nói xong, tinh thần lực của hắn quét qua, vừa quét qua, Dương Diệp sửng sốt. Bởi vì tinh thần lực của hắn vậy mà không cách nào xuyên thấu chiếc nhẫn kia. Dương Diệp nhìn kỹ thoáng một phát, hắn phát hiện, ở trong không gian giới chỉ có một bình chướng. Có chút trầm ngâm, Dương Diệp cong ngón búng ra, một đám kiếm ý bao vây không gian giới chỉ lại. Ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, không gian, giới chỉ đột nhiên truyền đến một âm thanh vang nhẹ. Nghe thanh âm vang nhẹ này, khóe miệng Dương Diệp nổi lên dáng tươi cười, tinh thần lực rót vào trong không gian giới chỉ. Rất nhanh, dáng tươi cười trên mặt Dương Diệp lớn ra. Bởi vì ở trong không gian giới chỉ, tử tinh thạch vậy mà khoảng chừng 3 vạn. Trừ đó ra, trong đó còn có một áo giáp màu vàng cùng với một thanh búa màu vàng, hai kiện bảo vật đều là chuẩn đế cấp. Còn lại một ít gì đó mặc dù không tệ, nhưng không thể vào mắt của hắn rồi. Thu hoạch tương đối khá. Dương Diệp thu hồi không gian giới chỉ, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó thân hình khẽ động, rơi vào mặt đất. Hắn không có lựa chọn trở về. Bởi vì hắn cảm giác mình sắp tấn cấp rồi. Không phải hắn muốn tấn cấp, mà là nước chảy thành sông. Phương thức gì tăng thực lực lên nhanh nhất, đương nhiên không phải ngồi xuống tu luyện, là chiến đấu. Chiến đấu là một loại phương thức tăng thực lực lên nhanh nhất. Những siêu cấp thiên tài kia, người nào không thân kinh bách chiến. Dương Diệp hắn cũng như thế, không nói trước kia, ngay lúc này, theo hắn đi vào thế giới này, chiến đấu cơ hồ không có đình chỉ qua. Loại nhiều lần chiến đấu này, với hắn mà nói, kỳ thật chỗ tốt rất lớn, bởi vì cái này không chỉ gia tăng kinh nghiệm chiến đấu của hắn, càng có thể không ngừng kích thích tiềm năng thân thể của hắn. Dương Diệp cũng không có xung kích thánh giả trung cấp, mà là áp chế mình. Tuy tăng lên tới thánh giả trung cấp, có thể để cho thực lực của hắn tăng nhiều, nhưng lâu dài đến xem, được không bù mất. Đế nữ nói, hắn tự nhiên là tin tưởng, hiện tại việc cấp bách nhất của hắn không phải xung kích bán đế hay đế giả. Mà là vững chắc căn cơ của mình. Sau khi căn cơ vững chắc, cảnh giới với hắn mà nói không phải việc khó gì. Dù sao ở địa phương này, không có thiên đạo trở ngại. Trong tràng, khí tức của Dương Diệp không ngừng bành trướng, nhưng rất nhanh, khí tức kia lại bị hắn áp chế xuống, bất quá không đến một hồi, khí tức của hắn lại bành trướng cứ như vậy, Dương Diệp vòng đi vòng lại không ngừng tuần hoàn. Kỳ thật căn cơ của hắn so với rất nhiều người, đã tính toán cực kỳ kiên cố rồi. Nhưng nếu như so sánh với những thiên tài đạt trình độ cao nhất, ví dụ như đế nữ, vậy thì chênh lệch rất nhiều. Vì không cho ngày sau xuất hiện tai họa ngầm, hiện tại hắn phải áp chế mình. Trên đời này, rất nhiều người ước gì tăng thực lực lên nhanh, thậm chí vì tăng cảnh giới mà không từ thủ đoạn, như Dương Diệp cố ý áp chế mình không tấn cấp, không thể nói không có, nhưng tuyệt đối rất ít. Cứ như vậy, thời gian từng điểm trôi qua. Tận thế thành. Lúc này tận thế thành không có náo nhiệt như ngày xưa, trong thành hào khí trầm trọng, cơ hồ trên mặt mỗi người đều mang theo mây đen. Tuy mọi người đối với Dương Diệp cực kỳ có lòng tin, nhưng lần này, đây không phải cường giả đế giả cảnh, mà là hư giả cảnh A. Cường giả đế giả cảnh căn bản không cách nào đánh đồng với loại cường giả này. Dương Diệp có thể còn sống trở về sao? Đây là ý nghĩ của tất cả mọi người. Rất nhanh, một ngày trôi qua. Nhưng Dương Diệp chưa có trở về.
Ngày thứ hai trôi qua, Dương Diệp còn không có trở về. Lúc này, rất nhiều người trong thành bắt đầu kiềm chế không được. Bất quá trong thành vẫn rất bình tĩnh, không có xuất hiện nhiễu loạn gì. Ngày thứ ba trôi qua, vẫn không thấy bóng dáng của Dương Diệp. Lúc này, trong thành bắt đầu truyền ra tin tức Dương Diệp vẫn lạc. Mới đầu chỉ là một nhóm người truyền, rất nhanh, ngày càng nhiều người truyền. Trong thành bắt đầu lòng người bàng hoàng. Ngày thứ tư, trong tận thế thành cơ hồ khắp nơi đều truyền lưu tin tức Dương Diệp vẫn lạc. Trong kiếm điện, Dạ Lưu Vân ngồi ở trước bàn gỗ, trên bàn gỗ chồng chất một đống lớn quyển trục. Muốn quản lý một thành, vấn đề tự nhiên rất nhiều, những vấn đề này, có phân phối nhân viên, có phân phối tinh thạch, còn có phân phối nhiệm vụ, còn có rất nhiều vấn đề thượng vàng hạ cám. Dương Diệp tự nhiên không có thời gian xử lý những sự tình này, bởi vậy những sự tình này đều rơi vào trên người Dạ Lưu Vân. Đương nhiên, nàng không có khả năng chuyện gì cũng phải nhúng tay, đây cũng là chính nàng yêu cầu. Bởi vì một thành, đặc biệt là tận thế thành lúc này, thế lực rắc rối phức tạp, rất nhiều sự tình một khi xử lý không tốt, rất có thể dẫn phát nhiễu loạn. Rất nhiều chuyện, là không thể dùng vũ lực trấn áp. Lưu Vân tỷ, nghỉ ngơi một chút đi. Lúc này, Nam Sương đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Dạ Lưu Vân. Nhìn Dạ Lưu Vân, trong mắt Nam Sương có một tia đau lòng. Hôm nay tận thế thành có thể ngay ngắn rõ ràng, có thể nói, Dạ Lưu Vân không thể bỏ qua công lao. Dạ Lưu Vân nhìn thoáng qua Nam Sương, cười nói. Không sao, ngươi đi chơi đi. Nam Sương lắc đầu, nàng do dự một chút, sau đó nói. Lưu Vân tỷ, hắn sẽ trở về sao? Nghe vậy, thân thể Dạ Lưu Vân cứng đờ, một lát sau, nàng đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một đám người đi vào đại điện. Dạ Lưu Vân nhíu mày, bởi vì nàng từng có bàn giao, không có nàng cho phép, mặc kệ người phương nào cũng không thể vào. Đến đều là người quen, có bọn người mặc lão của Tuyết Sư Dòng Binh Đoàn, còn có người lang hồn Dòng Binh Đoàn vừa bắt đầu đi theo Dương Diệp, cùng với một ít tán tu. Đều là bán đế. Khoảng chừng hơn 70 vị. Ánh mắt Dạ Lưu Vân rơi vào trên người mặc lão nói. Mặc lão người đây là ý gì? Mặc lão cùng Viên Phong nhìn nhau. Cuối cùng Mạc Lão nói, Dạ quân sư, hôm nay chúng ta tới là muốn biết, kiếm chủ trở về chưa? Không có, bất quá, có lẽ sắp trở lại rồi. Dạ Lưu Vân nói, có lẽ sắp trở lại rồi hả? Mạc Lão cười cười nói, Dạ quân sư, tất cả mọi người là người biết chuyện, lời này của ngươi, ai mà tin? Dạ Lưu Vân chậm rãi đứng dậy, nhìn Mạc Lão nói, ngươi muốn làm cái gì? Mạc Lão nhìn Dạ Lưu Vân nói. Dạ đoàn trưởng, ta cũng không quanh co lòng vòng. Kiếm chủ, hắn nhất định là không về được. Ngươi có biết ngươi đang nói cái hay không gì? Hai mắt Dạ Lưu Vân bắt đầu nhắm lại. Đương nhiên biết rõ. Mạc Lão nói. Dạ đoàn trưởng, tỉnh lại đi. Đây chính là cường giả hư giả cảnh. Tuy kiếm chủ rất mạnh, nhưng hắn địch qua cường giả hư giả cảnh sao? Nhiều ngày như vậy không có tin tức, kiếm chủ nhất định là đã vẫn lạc. Làm càn. Một bên, Nam Sương phẫn nộ quát. Mạc Lão quỷ, ngươi có phải muốn tạo phản hay không? Tạo phản. Mạc Lão lạnh lùng nhìn thoáng qua Nam Sương nói. Tiểu nha đầu, ở đây không có chỗ ngươi nói chuyện, cút sang một bên. Ngươi. Nam Sương đang muốn nói cái gì, nhưng Dạ Lưu Vân ngăn nàng, sau đó nói. Mạc Lão, nói rõ ý đồ đến của ngươi đi. Mạc Lão hít sâu một hơi. Sau đó cùng mọi người phía sau hắn nhìn Dạ Lưu Vân có chút thi lễ nói. Dạ đoàn trưởng, nhà không thể một ngày vô chủ, quốc không thể một ngày không vua. Hôm nay kiếm minh rắn mất đầu, chúng ta nguyện ý tôn ngươi làm kiếm minh minh chủ. Nam Sương khẽ giật mình, nàng quay đầu nhìn về phía Dạ Lưu Vân, ở trong mắt nàng, đã có một tia đề phòng. Hai mắt Dạ Lưu Vân nhắm lại, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này Mạc Lão lại nói. Dạ đoàn trưởng, lúc này diệt thế đạo cùng hai tông hai thành khác nguyên khí đã đại thương, cái này đúng là thời điểm kiếm minh chúng ta quật khởi tốt nhất. Về phần những kiếm tu kia cùng hai đế giả, bọn hắn gia nhập kiếm minh chỉ bởi vì Dương Diệp vẫn lạc, bọn hắn tất nhiên sẽ rời đi. Dạ đoàn trưởng, chỉ cần ngươi gật đầu, từ nay về sau, kiếm minh là của ngươi cùng mọi người chúng ta. Các ngươi mưu đồ đã lâu rồi. Dạ Lưu Vân hỏi. Mạc Lão cười nói. Không có bao lâu, bất quá lúc này tận thế thành đã ở trong khống chế của chúng ta,
phàm là có dị tâm hoặc không đáp ứng, chúng ta đã khống chế, kể cả Phượng Hoàng Dòng binh đoàn cùng với một ít tán tu, cũng đã bị chúng ta khống chế lại. Hiện tại, Dạ Đoàn trưởng, xem ngươi có đáp ứng hay không rồi. Lưu Vân tỷ. Nam Sương nhìn về phía Dạ Lưu Vân, trong mắt đề phòng so với trước càng đậm. Bởi vì nàng biết Dạ Lưu Vân có một khôi lỗi đế giải, nếu như Dạ Lưu Vân phóng xuất khôi lỗi, dù giết không được những người này, cũng có thể mang theo hai người bọn họ lao ra. Nhưng Dạ Lưu Vân không có thả ra khôi lỗi đế giải. Vì cái gì? Bởi vì nàng khả năng có ý nghĩ riêng. Mạc lão lại nói. Dạ Đoàn trưởng, người sáng mắt không nói tiếng lóng, lúc này trong thành tuy chúng ta đã khống chế đại bộ phận, nhưng rất nhiều người vẫn có dị tâm, nếu như ngươi ra mặt mà nói, ta tin tưởng, những người này đều vô điều kiện ủng hộ ngươi, bởi vì ở trong nội tâm những người kia, ngươi là người phát ngôn của Dương Diệp, ngươi nói, bọn hắn sẽ cho rằng là Dương Diệp nói. Hai tay Dạ Lưu Vân nắm chặt, thần sắc giống như có chút ý động. Thấy thế, Viên Phong cũng vội vàng nói. Dạ Đoàn trưởng, chúng ta không tính là phản bội Dương Diệp, hắn đã chết, chúng ta không cần phải chờ một người chết, không phải sao? Chỉ cần mọi người chúng ta hợp tác, ngày sau Kiếm Minh tất nhiên sẽ trở thành đại lục đệ nhất thế lực, bởi vì lúc này đã không có thế lực dám đến trêu chọc chúng ta, hơn nữa trong thành có hai linh mạch tuyệt phẩm cùng một linh mạch tiên phẩm. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, tương lai đại lục là của chúng ta. Các ngươi những bạch nhãn lang này. Lúc này, Nam Sương chỉ vào bọn người Mạc lão nổi giận mắng. Lương tâm của các ngươi bị chó ăn rồi sao? Nếu như không phải Dương Diệp, hiện tại các ngươi đã bị Huyền Thiên Tông diệt. Nếu như không phải Dương Diệp, các ngươi còn trải qua thời gian thè lưỡi ra liếm huyết trên vết đao. Nếu như không phải Dương Diệp, đại bộ phận các ngươi cả đời này cũng không có cơ hội tấn chức bán đế. Hiện tại, các ngươi lại muốn tạo phản, các ngươi. Im miệng. Lúc này, Mạc lão đột nhiên gầm lên. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Nam Sương, trong mắt có một tia dữ tợn. Trước kia ngươi ỷ có Dương Diệp chỗ dựa, ở trong thành địa vị đặc thù, không để chúng ta vào mắt, chúng ta đã sớm xem ngươi khó chịu rồi. Hiện tại không có Dương Diệp cho ngươi chỗ dựa, ta xem ai có thể bảo vệ ngươi. Nói xong, hắn tay phải vung lên nói. Bắt lại, tùy các ngươi xử trí, muốn chơi như thế nào cũng được. Thanh âm rơi xuống. Vài tên bán đế sau lưng Mạc lão lập tức đi về phía Nam Sương. Nghe vậy, sắc mặt Nam Sương lập tức trắng bệch, nàng vội vàng nhìn về phía Dạ Lưu Vân, nhưng Dạ Lưu Vân lại hơi cúi đầu, trầm mặc không nói. Chậm đã. Lúc này Dạ Lưu Vân đột nhiên mở miệng. Tất cả mọi người nhìn về phía Dạ Lưu Vân. Trong nội tâm Nam Sương buông lỏng, trong mắt bọn người Mạc lão thì lập lòe hàn mang, thần sắc bất thiện. Dạ Lưu Vân nhìn bọn người Mạc lão nói. Các ngươi không thể chờ đợi được như vậy sao? Mạc lão cười lạnh nói. Dạ Đoàn trưởng, hiện tại Kiếm Minh đã ra hồn, tăng thêm thanh danh đã đánh ra ngoài, có thể nói, tương lai Kiếm Minh, tiền đồ vô lượng. Ta tin tưởng, rất nhiều người trong Kiếm Minh đều đánh chủ ý, ở trong đó, chỉ sợ cũng có Dạ Đoàn trưởng người. Hiện tại chúng ta không động thủ, đến lúc đó chỉ sợ chúng ta ngay cả súp cũng uống không đến. Viên Phong cũng nói. Dạ Đoàn trưởng. Không phải chúng ta phản bội Dương Diệp, mà là vì mình mưu đường ra. Ngươi đã từng bị Dương Diệp khâm điểm làm quân sư, ở trong thành danh vọng cực cao, địa vị dưới một người, trên vạn người. Nếu như ngươi hợp tác với chúng ta, như vậy Kiếm Minh là của chúng ta. Dạ Lưu Vân nhìn thoáng qua Viên Phong nói. Viên Đoàn trưởng, ngươi là người sớm nhất đi theo Dương Diệp, ta không nghĩ tới ngươi sẽ làm như vậy. Dương Diệp đối với các ngươi còn chưa đủ tốt nào. Công pháp huyền kỹ. Tử tinh thạch, những cái này, nguyên bản chỉ có những đệ tử thế lực kim cương cấp mới có, hiện tại các ngươi đều có, các ngươi. Cái kia là bố thí. Mạc lão cắt đứt Dạ Lưu Vân nói, âm thanh hung dữ nói. Dạ Đoàn trưởng, ngươi cũng biết Viên Phong sớm nhất đi theo hắn, thế nhưng ngươi nhìn xem, hiện tại Viên Đoàn trưởng ở trong Kiếm Minh tính toán cái gì? Cái gì cũng không tính. Không chỉ hắn, ngươi nhìn bọn ta, chúng ta ở trong Kiếm Minh tính toán cái gì? Nói xong, hắn đột nhiên chỉ vào Nam Sương nói. Chúng ta ở Kiếm Minh, địa vị ngay cả tiện nhân này cũng kém. Nàng vì Kiếm Minh đã làm cái gì? Nàng không có làm gì. Lúc này, Viên Phong âm thanh lạnh lùng nói. Dạ Đoàn trưởng, chức vị của ngươi cao hơn chúng ta nhận thức, bởi vì năng lực của ngươi xác thực xuất chúng, nhưng Nam Sương này bằng cái gì địa vị cao hơn chúng ta? Hơn nữa, Dương Diệp phân phối tử tinh thạch,
nàng vĩnh viễn cầm tối đa. Dựa vào cái gì? Nam Sương nắm chặt bàn tay nhỏ bé, không nói gì. Đương nhiên, Mạc lão lại nói, cái này là một chuyện, còn có rất nhiều sự tình Dương Diệp hắn đều làm không công bằng. Cũng may hiện tại chúng ta không cần xem sắc mặt của hắn. Hiện tại Kiếm Minh hết thảy, tự chúng ta làm chủ. Dạ đoàn trưởng, ta cuối cùng hỏi một lần, người có nguyện ý làm Kiếm Minh minh chủ hay không? Dạ Lưu Vân khẽ lắc đầu nói. Quả nhiên, nhân tâm dục vọng, là vĩnh viễn không cách nào đạt được thỏa mãn. Hai mắt Mạc lão nhắm lại nói. Dạ đoàn trưởng, thật sự, người không cần phải vì Dương Diệp thủ vững, hắn hiện tại, đã là một người chết, vì một người chết đối nghịch người sống, đáng giá sao? Dạ đoàn trưởng, người không vì mình, cũng phải vì những người trước kia của vệ hồn dòng binh đoàn A, không phải sao? Lúc này, một lão giả mang theo hơn 10 người từ ngoài điện đi đến, nhìn thấy những người này, Nam Sương biến sắc, vô ý thức lui về phía sau mấy bước, bởi vì những người này đã từng là người của vệ hồn dòng binh đoàn. Ở dưới lão giả dẫn dắt, những người này đi tới trước mặt Dạ Lưu Vân, lão giả kia nói. Nhà đầu, người vì Dương Diệp đã làm rất nhiều, hiện tại hắn đã chết, thật sự không cần phải vì hắn. Im miệng. Đúng lúc này, Dạ Lưu Vân đột nhiên quát, nàng nhìn chằm chằm vào lão giả kia, trong mắt nước mắt thoáng chảy ra. Khó trách trong thành đột biến, ta một chút tin tức cũng không có, nguyên lai các ngươi với tư cách nhãn tuyến của ta cũng đi theo làm phản. Lăng thúc. Vì cái gì ngươi cũng muốn lựa chọn phản bội? Vì cái gì, tại sao các ngươi phải làm như vậy? Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của Dạ Lưu Vân cơ hồ là giống lên. Lão giả kia nói, nhà đầu, chúng ta là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi vì Kiếm Minh dốc hết tâm huyết, thế nhưng đổi lấy là cái gì? Bất quá là một hư danh, dùng năng lực của ngươi, hoàn toàn có thể làm Kiếm Minh minh chủ, ngươi. Im miệng. Dạ Lưu Vân đột nhiên đi đến trước mặt lão giả kia, hai mắt nàng đỏ bừng, trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ, hồi lâu, nàng đột nhiên chậm rãi quỳ xuống nói. Kiếm chủ, ta nguyện ý dùng mạng của mình đổi mạng của đám người lăng thúc. Mọi người nhướng mày, khó hiểu. Ta sẽ suy nghĩ. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Nghe thanh âm này, tất cả mọi người trong điện thân thể cứng rắn, ngoại trừ Nam Sương, một cảm giác khủng hoảng tràn ngập ra. Một ít người càng trực tiếp co quắp ngồi trên mặt đất. Bởi vì thanh âm này là của Dương Diệp. Dương Diệp đi vào trong đại điện, khi thấy Dương Diệp, sắc mặt bọn người Mạc lão cùng Viên Phong cực kỳ khó coi, thân thể của bọn hắn kìm lòng không được run rẩy lên. Đều là bán đế, tâm tính cùng thực lực tự nhiên là có. Nhưng Dương Diệp thật đáng sợ, không chỉ là thực lực của Dương Diệp, còn có thủ đoạn của hắn. Trốn. Đúng lúc này, một tên huyền giả đột nhiên hô một tiếng. Sau đó thân hình khẽ động, lao ra ngoài đại điện, nhưng hắn còn chưa đi ra nửa trượng, đầu của hắn đã rơi xuống. Nhìn thấy một màn này, những người nguyên bản muốn chạy trốn lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Đế giả Dương Diệp cũng có thể đập phát chết luôn, huống chi bọn hắn. Dương Diệp bỏ qua tất cả mọi người trong tràng, ánh mắt rơi vào trên người Nam Sương cũng đang nhìn hắn, thời gian dần trôi qua, hai hàng nước mắt từ trong hốc mắt của Nam Sương tràn ra. Rất nhanh, nàng chạy đến trước mặt Dương Diệp, ôm lấy Dương Diệp nói. Ta nghĩ ngươi không trở lại. Dương Diệp nhẹ nhẹ vỗ sau lưng Nam Sương, cười nói. Ta không phải đã nói với ngươi sao, ta nhất định sẽ trở lại. Nam Sương lui về sau một bước, nàng ngẩng đầu nhìn Dương Diệp nói. Ngươi có phải sớm đã trở lại rồi hay không? Dương Diệp vuốt vuốt đầu Nam Sương nói. Ngươi đoán, nhất định là vậy. Nam Sương trùng Dương Diệp một cái. Dương Diệp cười cười, đang muốn nói chuyện, lúc này đám người Độc Cô Kiếm cùng Cầm Trúc Ngọc đột nhiên từ bên ngoài đại điện đi vào. Khi thấy Dương Diệp, trong nội tâm mọi người đều buông lỏng. Dương Diệp là trụ cột tinh thần của Kiếm Minh, nếu như Dương Diệp không còn, Kiếm Minh nhất định sẽ tan rã, mà bọn hắn cũng sẽ rời Kiếm Minh. Sở dĩ bọn hắn ở lại Kiếm Minh, hoàn toàn là vì Dương Diệp. Cũng chỉ có Dương Diệp mới có thể để cho bọn hắn cam tâm ở lại Kiếm Minh. Bởi vì lúc này Dương Diệp là mục tiêu theo đuổi của tất cả kiếm tu. Sau khi đám người Độc Cô Kiếm xuất hiện, Kiếm Hư, Kiếm Cực cùng với đám người Kiếm Phong cũng xuất hiện. Ta còn tưởng rằng ngươi không về được. Kiếm Hư nhìn Dương Diệp nói. Dương Diệp cười cười nói. Xác thực thiếu chút nữa không về được. Kiếm Hư nhìn Dương Diệp,
không hỏi Dương Diệp là tại sao trở về. Hắn nhìn lướt qua đám người Viên Phong, sau đó nói. Chúng ta không nhúng tay vào, là bởi vì đây là sự tình nội bộ, người đã nói, sự tình nội bộ toàn bộ do nhà đầu Lưu Vân kia quản. Đương nhiên, quan trọng nhất là, nếu như ngươi về không được, Kiếm Minh này cùng chúng ta không có nửa điểm quan hệ, bởi vì chúng ta sẽ rời đi. Bọn hắn giống như đám người Độc Cô Kiếm, gia nhập Kiếm Minh là vì Dương Diệp. Bởi vì có Dương Diệp Kiếm Minh mới có hy vọng, Kiếm Minh không có Dương Diệp, ở trong mắt đám người Viên Phong vẫn là một thế lực khổng lồ, nhưng ở trong mắt bọn hắn, ngay cả thế lực tam lưu cũng không tính. Bọn hắn đi theo Dương Diệp, là vì cùng Dương Diệp có chung mục tiêu, mà không phải như đám người Mặc Lão, vì một chút lợi nhỏ. Mà nếu như Dương Diệp mất, bọn hắn tự nhiên sẽ ly khai. Nói trắng ra một chút, đợi ở trong Kiếm Minh không có Dương Diệp, hoàn toàn là lãng phí thời gian cùng tinh lực của bọn hắn. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Ta minh bạch. Nói xong, hắn nhìn về phía Dạ Lưu Vân nói. Ngươi biết ta còn sống. Hắn trở về Lạc Vân Thành, cũng không có thông chỉ Dạ Lưu Vân cùng bất luận kẻ nào, nhưng trước kia Dạ Lưu Vân lại biết rõ hắn. Trở về. Khôi lỗi. Dạ Lưu Vân thấp giọng nói. Nghe vậy, Dương Diệp minh bạch. Lúc trước hắn rời đi, khôi lỗi đế giải còn lại đều đặt ở bên người Dạ Lưu Vân, mà hắn với tư cách chủ nhân của khôi lỗi đế giải, nếu như hắn chết, khôi lỗi tất nhiên sẽ mất đi hiệu lực. Mà khôi lỗi đến bây giờ còn ở đó, vậy thì chứng minh Dương Diệp còn sống. Dương Diệp nhìn thoáng qua Dạ Lưu Vân, sau đó thò tay vịn nàng lên nói. Nam nhân dưới gối là vàng, dưới gối nữ nhân cũng có, đừng động một chút lại quỳ, hiểu chưa? Dạ Lưu Vân nhìn Dương Diệp một cái. Đang muốn nói chuyện, Dương Diệp lại dẫn đầu nói. Ngươi muốn ta buông tha người phệ hồn rong binh đoàn. Dạ Lưu Vân nhẹ gật đầu. Kiếm chủ, chúng ta biết sai. Kính xin kiếm chủ tha mạng cho ta. Đúng lúc này, bọn người Mặc Lão cùng Viên Phong vội vàng quỳ xuống, cùng kêu lên nói. Trốn, trốn như thế nào? Không nói bên cạnh Dương Diệp có 7 tên đế giả, chỉ là một người Dương Diệp cũng đủ để dọn dẹp bọn hắn rồi. Nếu muốn sống. Chỉ có một biện pháp, chính là cầu xin tha thứ. Dương Diệp nhìn đám người Viên Phong nói. Trước đó, ta cho rằng bọn ngươi là người một nhà, ta cho rằng, ta làm như vậy, các ngươi cũng sẽ coi ta là người một nhà. Nhưng ta vẫn đánh giá thấp nhân tính, người A, chính là như vậy, vĩnh viễn không sẽ cảm thấy thỏa mãn. Kiếm chủ, ta sai rồi, thật sự sai rồi. Lúc này, Viên Phong tát mình mấy cái tát nói. Kính xin kiếm chủ nể tình lúc trước tha mạng cho ta, xin kiếm chủ hạ thủ lưu tình. Xin kiếm chủ hạ thủ lưu tình. Sau lưng Viên Phong, tất cả mọi người nằm sấp trên mặt đất, cùng kêu lên cầu xin tha thứ. Một bên, Kiếm Hư cùng đám người Độc Cô Kiếm trầm mặc. Kiếm chủ. Lúc này, Dạ Lưu Vân do dự, muốn nói cái gì, nhưng Dương Diệp lại khoát tay áo nói. Dương Diệp ta, người không phụ ta không phụ người, nếu người phụ ta. Ta tất giết người. Nói xong, Dương Diệp nhìn lướt qua bọn người Viên Phong nói. Thống trị Kiếm Minh, ta có lòng nhân từ, nhưng ta cũng có thủ đoạn tu la. Phàm là người hôm nay làm phản, có bao nhiêu, giết bao nhiêu, một tên cũng không để lại. Dương Diệp nói xong, kiếm quang không ngừng tung hoành, rất nhanh, từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Kiếm chủ tha mạng tha mạng. Kiếm chủ, chúng ta biết sai a. A Dương Diệp. Ta nguyền rủa người chết không yên lành, ta nguyền rủa người chết không yên lành a a. Không đến một hồi, trước mặt Dương Diệp chỉ còn lại mấy chục người toàn bộ là người phệ hồn rong binh đoàn, tuy Dương Diệp không có xuất thủ với bọn họ, nhưng lúc này mấy chục người kia chân đều đang run, đứng cũng sắp đứng không yên. Bất quá, mọi người lại thở dài một hơi, Dạ Lưu Vân cũng thế, mà đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên lại nói. Không giết các ngươi, là vì nể tình Lưu Vân. Kiếm Minh từ khi thành lập đến nay, nội bộ Kiếm Minh hết thảy ngay ngắn rõ ràng, nàng không thể bỏ qua công lao. Các ngươi đều là thân nhân cùng huynh đệ của nàng, ta không muốn làm cho nàng thương tâm cùng đau khổ. Nhưng tôi chết có thể miễn, tội sống khó tha. Từ giờ phút này, các ngươi không còn là người Kiếm Minh, ta không muốn ở trong tận thế thành chứng kiến thân ảnh của các ngươi. Nếu để cho ta nhìn thấy, tin tưởng ta, đây tuyệt đối là một lần cuối cùng. Nghe vậy. Trong lòng người phệ hồn rong binh đoàn buông lỏng, bởi vì mệnh xem như bảo trụ rồi. Nhưng bọn hắn lại vội vàng nhìn về phía Dạ Lưu Vân, hy vọng Dạ Lưu Vân cầu tình để cho bọn hắn ở lại Kiếm Minh.
Hiện tại phúc lợi của Kiếm Minh có thể nói là đệ tử tông môn cũng so ra kém, một khi ly khai, tất cả đều không còn, bọn hắn không muốn lần nữa trở lại thời gian lang thang phiêu bạt trước kia. Quan trọng nhất là, không có Kiếm Minh bảo hộ, ở bên ngoài, bọn hắn tùy thời đều có thể bị người tiêu diệt. Dạ Lưu Vân nhìn bọn người phệ hồn rong binh đoàn, sau đó lắc đầu. Đây đã là kết quả tốt nhất rồi, lại đi cầu tình, là không biết điều rồi. Chứng kiến Dạ Lưu Vân lắc đầu, sắc mặt người phệ hồn rong binh đoàn lập tức khó coi. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên quay đầu nhìn về phía Độc Cô Kiếm cùng Cầm Trúc Ngọc nói. Trong thành còn có một vài người làm phản, các ngươi đi giải quyết, như ta nói, một cái không lưu. Độc Cô Kiếm cùng Cầm Trúc Ngọc nhẹ gật đầu, sau đó mang theo mọi người đi ra đại điện. Kiếm Hư nói. Ngươi đã bình an vô sự, những lão gia hỏa chúng ta cũng yên lòng. Ngươi xử lý những chuyện này a, chúng ta đối với những chuyện này không có hứng thú, cũng không xử lý được. Nói xong, đám người Kiếm Hư quay người đi ra đại điện. Nam Xương cùng người phệ hồn rong binh đoàn cũng đi ra đại điện, trong chàng chỉ còn lại có Dương Diệp cùng Dạ Lưu Vân. Ta đuổi bọn chúng đi, có trách ta không? Dương Diệp nói. Dạ Lưu Vân lắc đầu. Bọn hắn vốn đáng chết. Nói xong, nàng do dự một chút, sau đó lại nói. Kỳ thật không nên giết những người kia. Vì cái gì? Dương Diệp hỏi. Dạ Lưu Vân nói. Kiếm Minh tổn thất thảm trọng, bởi vì lần này người tham dự, khẳng định rất nhiều, đều giết, thực lực của Kiếm Minh chúng ta sẽ ngã rất nhiều. Ta cảm thấy, chu đầu đảng tội ác là được rồi. Dương Diệp nói. Ngươi nói không sai, lúc này tiêu diệt toàn bộ. Cường giả bán đế của Kiếm Minh khẳng định sẽ tổn thất 6-7 thành, về phần dưới bán đế, chỉ sợ sẽ thêm nữa, đạo lý này, ta minh bạch. Nhưng ta vẫn lựa chọn giết. Vì cái gì? Dạ Lưu Vân ngẩng đầu nhìn Dương Diệp. Dương Diệp nói. Những người này, kỳ thật giống như một mục nhọt trên tay, chúng ta chém mất nó, sẽ rất đau nhức, nhưng không diệt, chúng có thể sẽ độc hại toàn thân chúng ta. Ta không hy vọng trong Kiếm Minh có u ác tính như vậy. Dạ Lưu Vân trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Bọn hắn rất ngu. Nàng là người thông minh, nhìn sự tình rất minh bạch. Kiếm Minh, kỳ thật Kiếm Minh có Dương Diệp mới thật sự là Kiếm Minh, mới là một Kiếm Minh cường đại. Dù cho nàng ở trong Kiếm Minh danh vọng rất cao, nhưng nếu như không có Dương Diệp, nàng thật sự làm Kiếm Minh minh chủ cũng không có ý nghĩa. Vì sao? Bởi vì không có Dương Diệp, những cường giả chân chính trong Kiếm Minh đều sẽ rời đi. Mà một khi những cường giả kia ly khai, khi đó Kiếm Minh chỉ là một đám ô hợp. Lợi ích hôn tâm. Dương Diệp nói. Bọn hắn cảm thấy ta không về được, lại sợ người khác đoạt Kiếm Minh, cho nên mới vội vã động thủ. Kỳ thật, ta rất muốn hạ thủ lưu tình, nhưng ta vừa nghĩ tới nếu như ta thật sự không về được, kết cục của Nam Xương cùng những người không muốn làm phản, ta liền không có cách nào hạ thủ lưu tình. Ta minh bạch. Dạ Lưu Vân nói. Nàng tự nhiên minh bạch dụng ý thực sự của đám người Mặc lão muốn nàng làm minh chủ, đối phương bất quá là muốn mượn dùng nàng đến tạm thời ổn định tận thế thành, mà một khi tận thế thành ổn định, bọn người Mặc lão danh chính ngôn thuận rồi. Khi đó, bọn người Mặc lão muốn giết nhất đúng là nàng. Dương Diệp nói, trải qua sự tình lần này, ta tin tưởng, Kiếm Minh sẽ đoàn kết hơn khi nào hết. Nói xong, Dương Diệp đánh giá Dạ Lưu Vân, sau đó nói. Thực lực của ngươi đúng là còn thấp, phải nghĩ biện pháp để cho mình đạt tới đế giả. Ta không có thời gian tu luyện gì rồi. Dạ Lưu Vân khẽ lắc đầu. Hiện tại sự tình nội bộ Kiếm Minh đều là nàng quản, có thể nói, nàng là người bận rộn nhất của cả tận thế thành. Thật có lỗi. Dương Diệp nói. Tuy Kiếm Minh là hắn thành lập, nhưng hắn căn bản là vung tay trưởng quầy, hết thảy sự tình trong Kiếm Minh, hắn cơ hồ là toàn bộ vung cho Dạ Lưu Vân. Có thể nói, nếu như không có Dạ Lưu Vân, Kiếm Minh không biết sẽ như thế nào. Dù sao quản lý một thế lực, ngoại trừ xem thực lực cá nhân, còn phải xem năng lực quản lý. Mà năng lực quản lý này, hắn không có, những người khác trong Kiếm Minh cũng không có. Đây là lựa chọn của ta. Dạ Lưu Vân cười cười nói. Như trước kia ta nói, so sánh với loại sinh hoạt trước kia, ta càng ưa thích hiện tại. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Hắn cong ngón búng ra, một quả trái cây màu vàng xuất hiện ở trước mặt Dạ Lưu Vân nói. Đây là tạo hóa quả, ta không biết có thể trợ giúp ngươi tấn thăng đến đế giả hay không, cho dù không thể giúp ngươi tấn thăng đến đế giả,
nhưng nó đối với ngươi cũng có rất nhiều chỗ tốt. Dạ Lưu Vân nhìn thoáng qua trái cây màu vàng, không cự tuyệt, nàng thu vào nói. Ta coi như nhận lương tháng. Dương Diệp cười cười nói. Bây giờ kiếm minh chúng ta không phải có một nhiệm vụ đường, chuyên môn nhận nhiệm vụ sao? Dạ Lưu Vân nhẹ gật đầu nói. Đã có quy mô. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó cong ngón búng ra, một không gian giới chỉ xuất hiện ở trước mặt Dạ Lưu Vân. Bên trong có hai huyền bảo chuẩn đế cấp, còn có rất nhiều đồ vật thượng vàng hạ cám, ta giữ lại không có tác dụng, người trước lựa chọn, có phù hợp mình thì lưu lại, nếu như không có, để ở nhiệm vụ đường. Tóm lại, đồ đạc cho ngươi, ngươi an bài là tốt rồi. Dạ Lưu Vân nhìn Dương Diệp một cái nói. Lão giả kia chết rồi, đúng không? Dương Diệp khẽ gật đầu. Dạ Lưu Vân không có hỏi nữa, nàng thu hồi không gian giới chỉ nói. Ta đi xuống. Đi xuống đi. Dương Diệp nói. Dạ Lưu Vân có chút thi lễ, sau đó xoay người rời đi, thời điểm nàng sắp ly khai đại điện, thanh âm của Dương Diệp đột nhiên truyền đến. Tuy chúng ta đã ly khai Lạc Vân Thành, nhưng dù sao cũng là căn cứ địa cũ, người phái một ít người đi quản lý, ân, người nào cũng được. Thân thể Dạ Lưu Vân cứng đờ, hồi lâu sau, nàng hít sâu một hơi nói. Đa tạ. Nói xong, Dạ Lưu Vân đi ra đại điện, ở trên mặt nàng quét qua mây đen trước kia, lộ ra dáng tươi cười sung sướng. Nhìn bóng lưng Dạ Lưu Vân biến mất, trên mặt Dương Diệp cũng lộ ra dáng tươi cười. Hắn vung tay phải lên. Tám cỗ thi thể xuất hiện ở trước mặt, trong đó 7 thi thể đế giả, còn có một là bán đế đoạt thủ nhân. Dương Diệp đang chuẩn bị bắt đầu luyện chế, đột nhiên ánh mắt của hắn rơi vào trước ngực đoạt thủ nhân, tại đó, có một chữ nhỏ huyết sắc. Hắn vẽ một cái, quần áo trước ngực đoạt thủ nhân bị xé nứt ra, ở trước ngực đoạt thủ nhân, hiện đầy một đám chữ bằng máu thật nhỏ. Nhìn những chữ nhỏ kia hồi lâu, chân mày Dương Diệp cau lại nói. Đoạt thủ thuật, huyền kỹ hư cấp. Hắn không nghĩ tới trên người đoạt thủ nhân lại khắc một môn huyền kỹ, hơn nữa còn là một môn huyền kỹ hư cấp. Phải biết, huyền kỹ hư cấp cũng không phải huyền kỹ đế cấp, loại vật này cho dù là hắn, đến bây giờ cũng không quá đáng nhìn thấy mấy môn. Trầm ngâm hồi lâu, nghĩ đến trước kia mình thiếu chút nữa bị cắt yết hầu, ánh mắt Dương Diệp lại rơi vào những chữ nhỏ kia. Môn huyền kỹ này rất quỷ dị, cực kỳ quỷ dị, lúc trước hắn cũng thiếu chút nữa trực bị lấy đầu rồi. Loại thủ đoạn quỷ dị này hắn không ngại học một ít. Nhìn, thần sắc của Dương Diệp ngưng trọng lên, bởi vì hắn phát hiện môn huyền kỹ này rất khủng bố. Môn huyền kỹ này, chú ý chính là khống chế máu tươi trong cơ thể đối thủ, từ trong cơ thể đối thủ phát động công kích. Khống chế huyết dịch của đối thủ sẽ để cho người khó lòng phòng bị. Bởi vì ở lúc đối địch, có rất ít người sẽ đi chú ý trong cơ thể mình, hơn nữa thời khắc khắc nghĩ đến trấn áp máu tươi trong cơ thể, tựa như hắn lúc trước. Nếu như không phải vòng xoáy nhỏ ở thời khắc mấu chốt xuất thủ trấn áp, yết hầu của hắn có khả năng bị cắt mở. Sở dĩ đoạt thủ nhân kia có thể chạm đế, kỳ thật dựa vào đúng là môn huyền kỹ này. Dương Diệp phát hiện, nếu như tu luyện môn huyền kỹ này đến mức tận cùng, liền không đơn thuần là lấy đầu rồi, mà có thể trực tiếp dẫn bạo máu tươi trong cơ thể đối thủ, đương nhiên dùng để lấy đầu tốt nhất, vì cái gì? Bởi vì huyết tinh, bởi vì bạo lực. Không tệ. Khóe miệng Dương Diệp nổi lên dáng tươi cười, nhớ kỹ đoạt thủ thuật, sau đó bắt đầu luyện chế khôi lỗi. Mặc dù có đám người kiếm hư gia nhập, hiện tại kiếm minh có 7 đế giả, nhưng ai sẽ ngại đế giả nhiều. Duy nhất một lần luyện chế 7 tên đế giả cảnh cùng đoạt thủ nhân, rất khó khăn, nhưng đối với hắn hiện tại mà nói, đã không có vấn đề gì quá lớn. 2 ngày sau, tất cả thi thể đế giả đều luyện chế thành công, tăng thêm trước kia đại chiến còn sống 3 tên khôi lỗi đế giải. Hiện tại hắn tổng cộng có 11 khôi lỗi đế giải. Tăng thêm đám người kiếm hư, hiện tại cường giả đế giả của kiếm minh là 18 tên. Sau khi luyện chế thành công, Dương Diệp bắt đầu tu luyện đoạt thủ thuật. Đoạt thủ thuật so với Dương Diệp tưởng tượng thì đơn giản hơn nhiều, bởi vì nó có một yêu cầu đối với người khác mà nói cực kỳ hà khắc, nhưng đối với hắn lại đơn giản, cái kia chính là phải cảm ứng được máu tươi trong cơ thể đối thủ. Mùi máu tươi, hắn quá quen thuộc. Thời gian ngày từng ngày đi qua. 5 ngày sau, Dương Diệp đã đi ra phòng tu luyện, tổ chức hội nghị. Trong kiếm điện, lúc này so với trước kia ít đi rất nhiều, những người ít đi kia, tự nhiên đều chết rồi. Lần này người tham dự làm phản, tổng cộng bao nhiêu? Ánh mắt Dương Diệp rơi vào trên người Dạ Lưu Vân. Dạ Lưu Vân nói.
cường giả bán đế gần trăm, thánh giá cảnh hơn 3000. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó nói. Việc này coi như qua. Huyền Thiên Tông, Phong Tuyết Thành cùng với Thương Thủy Tông kia hiện tại như thế nào? Huyền Thiên Tông đã bị Tử Kinh Thành chiếm lĩnh. Dạ Lưu Vân nói. Phong Tuyết Thành cùng Thương Thủy Tông đã phong sơn, trừ này ra, không có bất cứ động tĩnh gì. Ta có phái người đi chiêu hàng, bọn hắn cũng nguyện ý đầu hàng, nhưng có điều kiện. Nói nghe một chút. Dương Diệp nói. Dạ Lưu Vân nói. Bọn hắn yêu cầu giống như Diệt Thế Đạo trước kia, nguyện ý thần phục chúng ta, hàng năm giao nộp 1 vạn viên tử tinh thạch, nhưng bọn hắn sẽ không gia nhập kiếm minh. Buồn cười. Dương Diệp lắc đầu nói. Bọn hắn hiện tại, vậy mà còn cho rằng mình có tư cách nói điều kiện. Nói xong, Dương Diệp chậm rãi đứng lên nói. Ta cảm thấy Phong Tuyết Thành cùng Thương Thủy Tông không cần phải tồn tại nữa. Mọi người ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, huyết dịch lại sôi trào. Bởi vì những lời này của Dương Diệp, Thương Thủy Tông cùng Phong Tuyết Thành tồn tại vạn năm sẽ biến mất khỏi đại lục. Để cho chúng ta đi đi. Lúc này, Kiếm Hư đứng dậy, hắn nhìn thoáng qua đám người Độc Cô Kiếm nói. Đám tiểu gia hỏa này thiếu khuyết cơ hội cùng cường giả chính thức giao thủ, lúc này đây, Thương Thủy Tông cùng Phong Tuyết Thành coi như cho bọn hắn luyện tập. Hơn nữa, người bây giờ là người đứng đầu một minh, không cần việc gì cũng phải tự mình làm. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nhẹ gật đầu nói. Đã như vậy, sự tình Thương Thủy Tông cùng Phong Tuyết Thành liền giao cho Kiếm Hư tiền bối. Kiếm Hư nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía đám người Độc Cô Kiếm nói. Đuổi kịp, 10 người cuối cùng, 1 tháng không được tắm rửa, hơn nữa cởi sạch quần áo ở Tận Thế Thành đi 100 vòng. Nói xong, thân hình bọn người Kiếm Hư cùng Kiếm Phong khẽ động, biến mất ở ngoài điện. Đám người Độc Cô Kiếm ngẩn ngơ, sau đó sắc mặt khó coi, cái trừng phạt này thật sự là quá kinh khủng. Vèo. Một đạo kiếm quang xẹt qua, huyễn không trực tiếp biến mất ở phía chân trời. Huyễn không người cái ra hỏa không biết xấu hổ này, còn chưa nói bắt đầu a. Lâm Phàm gào thét một tiếng, sau đó vội vàng xông ra ngoài. Lúc này, đám người Độc Cô Kiếm phục hồi tinh thần lại, sau đó cả đám huyền khí điên cuồng khởi động, ngự kiếm mà đi. Nhìn thấy một màn này, mọi người trong điện khẽ nở nụ cười. Ta cần chút tử tinh thạch. Lúc này, trong điện vang lên một giọng nói. Dương Diệp nghe tiếng nhìn lại, phát hiện nói chuyện là Kiếm Cực. Kiếm Cực nói. Ta chuẩn bị ở Tận Thế Thành bố trí một tòa vạn kiếm vô cực trận, những vật khác cơ bản đều đầy đủ hết, chỉ thiếu tử tinh thạch. Nghe vậy, Dương Diệp vui vẻ, hắn thiếu chút nữa đã quên, Kiếm Cực này là một vị kiếm trận sư, hơn nữa còn là đại lục đệ nhất kiếm trận sư. Lập tức nói. Cần bao nhiêu? 2 vạn. Kiếm Cực nói. Nghe vậy, mọi người biến sắc, 2 vạn viên, đây chính là một con số thiên văn sổ tự a. Dương Diệp cũng nao nao, mặc dù hắn có hơn 10 vạn tử tinh thạch, nhưng cái này không có nghĩa là hắn có thể coi tử tinh thạch như rác. Phải biết, ngày sau địa phương kiếm minh cần dùng tử tinh thạch nhất định là có rất nhiều. Kiếm Cực lại nói. Trận này nếu thành công, đến lúc đó tăng thêm kiếm ý của ngươi làm trận nhãn, dù có 50 tên đế giả. Chúng ta cũng có thể ngăn trở. Nếu như ngươi ở trong trận không ngừng cung cấp kiếm ý, coi như đến 100 tên đế giả cũng không dám xông trận. Lợi hại như vậy. Dương Diệp kinh ngạc. 100 tên đế giả cho dù là hắn hiện tại gặp được, cũng chỉ có thể chạy trốn, nếu như bị vây, trừ khi cùng kỳ đi ra dẫn hắn chạy, bằng không thì hắn chỉ có một con đường chết. Không có biện pháp, 100 vị đế giả, dù mài cũng có thể mài chết hắn. Kiếm Cực nói. Vốn không có mạnh như vậy, nhưng nếu như tăng thêm kiếm ý của ngươi, nó sẽ mạnh như vậy. Lúc này đây, Dương Diệp không do dự, cong ngón búng ra, một không gian giới chỉ bay đến trước mặt Kiếm Cực nói. Bên trong có 3 vạn viên tử tinh thạch, nếu dư, tiền bối giữ lại dùng tu luyện a. Kiếm Cực nhìn Dương Diệp một cái, cũng không sĩ diện cãi láo, nhận lấy không gian giới chỉ, sau đó xoay người đi ra kiếm điện. Trừ Lưu Vân, tất cả mọi người lui ra đi. Dương Diệp nói. Mọi người nhìn Dương Diệp có chút thi lễ, sau đó xoay người đi ra đại điện. Dương Diệp nói. Ta chuẩn bị bế quan vững chắc căn cơ, ở trong lúc ta bế quan, như trước kia, nội sự người làm chủ, ngoại sự do Kiếm Hư tiền bối làm chủ. Nói xong, tay phải hắn vung lên, 11 gã khôi lỗi xuất hiện ở trước mặt Dạ Lưu Vân nói. Khôi lỗi đế giải,
với ta mà nói trợ giúp không lớn, nhưng đối với các ngươi lại có trợ giúp rất lớn. Ân, ta lưu lại hai khôi lỗi đế giải bảo hộ Nam Xương, còn lại chính người an bài. Vì cái gì tín nhiệm ta như vậy? Dạ Lưu Vân nhìn Dương Diệp, đột nhiên hỏi. Trước kia nàng cùng Dương Diệp không quen biết, thậm chí hai người còn náo qua mâu thuẫn. Nhưng theo nàng gia nhập kiếm minh, Dương Diệp tín nhiệm nàng, cơ hồ là trên tất cả mọi người. Muốn nghe nói thật hay nói dối? Dương Diệp cười nói. Trước nghe lời nói dối a. Dạ Lưu Vân nói. Bởi vì ta cảm thấy ngươi là một người có nguyên tắc, loại chuyện phản bội này, ngươi sẽ không làm. Dương Diệp cười nói. Dạ Lưu Vân nhìn Dương Diệp một cái, lại nói. Nói thật thì sao? Dương Diệp nói. Bởi vì ta mạnh, mạnh đến không sợ ngươi phản bội, xê mạnh đến ngươi không dám phản bội. Dạ Lưu Vân ngẩn người, sau đó cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, Dương Diệp lại nói. Như lúc trước, hiện tại tín nhiệm ngươi, là vì ta cho rằng ngươi là người một nhà, cho nên ngươi không cần phải coi mình là thuộc hạ của ta. Bởi vì ta chưa bao giờ coi ngươi là thuộc hạ. Dạ Lưu Vân ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, sau nửa ngày, nàng hé miệng cười. Đã minh bạch, ngươi hảo hảo bế quan, sự tình kiếm minh ta sẽ xử lý tốt. Dương Diệp nhẹ gật đầu, đột nhiên hắn giống như nghĩ tới điều gì, hỏi. Đã tìm được tung tích của Diệt Thế Đạo chưa? Dạ Lưu Vân lắc đầu nói. Không có ai biết đại bản doanh của bọn hắn ở nơi nào. Mà những cường giả đế giả cảnh đi ra kia lại toàn bộ đều vẫn lạc, bất quá ta sẽ tiếp tục phái người truy tra. Dương Diệp nhắm hai mắt lại, trầm ngâm hồi lâu, sau đó nói. Tra được mà nói, lại để cho đám người kiếm hư tiền bối đi thăm dò, các ngươi đi thăm dò, quá nguy hiểm. Tuy thế lực kia chết rất nhiều đế giả, nhưng bây giờ bọn hắn còn có chiến lực hay không, vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Tóm lại, vận dụng tất cả tình báo đề phòng, không thể khinh thường. Dạ Lưu Vân nói, ta biết rồi, đúng rồi, ta kiến tạo một hệ thống tình báo của kiếm minh, cái hệ thống này hiện tại do Thương Lan trông coi. Dương Diệp cười nói, cái này ngươi làm chủ là tốt rồi. Dạ Lưu Vân nhìn Dương Diệp một cái nói, nếu như có một ngày thực lực của ta vượt qua ngươi, hoặc là cùng ngươi không sai biệt lắm, ta tạo phản, ngươi sẽ xong đời đấy. Sự tình kiếm minh cơ bản đều là nàng an bài, bổ nhiệm rất nhiều người. Cũng đều là chủ ý của nàng, có thể nói, nếu như nàng cùng Dương Diệp thực lực kém không nhiều lắm, nàng tạo phản tỷ lệ thành công cơ hồ là 8-9 thành. Ta sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ, cho người vĩnh viễn còn lâu mới có thể tạo phản. Dương Diệp cười nói, tốt nhất như thế. Dạ Lưu Vân nói xong, cùng Dương Diệp nhìn nhau cười cười. Dạ Lưu Vân đi rồi, Dương Diệp về tới phòng tu luyện của mình. Xếp bằng ở đấy, Dương Diệp vung tay phải lên. Mấy trăm viên tử tinh thạch xuất hiện ở bốn phía, sau đó những tử tinh thạch này bắt đầu thiêu đốt, vô số linh khí điên cuồng dũng mãnh lao tới. Ước hẹn 3 năm. Cùng đế nữ ước hẹn 3 năm, hắn chưa bao giờ quên. Nhưng hắn biết rõ, hắn nhất định phải biến thành cường giả mới có thể đi phó ước. Thực lực đế nữ khủng bố hạng gì? Có thể nói, cho dù là hắn hiện tại, cũng chiến không lại đế nữ. Mà cường giả có thể đánh bại đế nữ lại sẽ kinh khủng cỡ nào? Không có thực lực cường đại đi phó ước, cái kia không gọi phó ước, mà là đi chịu chết. Ngoại trừ đế nữ ước hẹn 3 năm, linh giới hắn cũng không quên. Tại linh giới, có Vô Song cùng Lục Uyển Nhi, còn có người Bạch Lộc Thư Viện, những người kia lúc này khẳng định đều đang đợi hắn trở về. Mà thủ hộ giả liên minh của linh giới, cũng căn bản không phải hắn bây giờ có thể chống lại. Thực lực. Hắn phải có được thực lực cường đại mới có thể bảo vệ những người kia ở linh giới. Mới có thể đi trợ giúp đế nữ. Bằng không thì, những người linh giới kia sẽ chết, đế nữ cũng sẽ chết. Còn có, ngân hà kiếm đồ còn chưa đến tay. Thời gian rất gấp bách. Mà hiện tại việc cấp bách nhất của hắn là vững chắc căn cơ, bởi vì chỉ có căn cơ vững chắc, hắn mới có thể tới bán đế, đột phá đế giả. Tu luyện không tuế nguyệt, đảo mắt một tháng đi qua. Một tháng này, Minh Mục Đại Lục đã xảy ra rất nhiều đại sự. Phong Tuyết Thành cùng Thương Thủy Tông bị diệt, kiếm minh chiếm cứ Phong Tuyết Thành cùng Thương Thủy Tông. Toàn bộ đại lục, ngoại trừ những thế gia cùng thế lực lánh đời, toàn bộ đại lục chỉ còn lại kiếm minh cùng Tử Kinh Thành. Đặc biệt là kiếm minh, tốc độ phát triển quả thực có thể dùng vận tốc âm thanh để hình dung. Sau khi diệt đi Thương Thủy Tông cùng Phong Tuyết Thành, thanh thế của kiếm minh đạt đến đỉnh phong, vô số tán tu cùng kiếm tu mộ danh đến,
yêu cầu gia nhập kiếm minh. Hiện tại kiếm minh thu người cũng nghiêm khắc hơn, chỉ lấy cường giả đạt tới bán đế, còn có những người thiên phú cùng tư chất đặc biệt tốt. Có thể nói, lúc này kiếm minh, so với Diệt Thế Đạo lúc trước thanh thế còn muốn lớn hơn. Mà kiếm minh lão đại Dương Diệp, lại như bốc hơi khỏi nhân gian, hơn một tháng qua không có lộ mặt. Đảo mắt lại hơn hai tháng đi qua, kiếm minh càng ngày càng lớn mạnh, lúc này kiếm minh, hết thảy đều do Dạ Lưu Vân làm chủ, về phần kiếm minh lão đại Dương Diệp, một ít người cũng đã sắp quên rồi. Đặc biệt là những người vừa gia nhập kiếm minh kia, bởi vì bọn hắn chưa bao giờ thấy qua Dương Diệp. Ngoài phòng tu luyện của Dương Diệp, Dạ Lưu Vân thường cách một đoạn thời gian sẽ đến trước cửa tĩnh tọa hồi lâu. Hiện tại nàng có thể nói là người nắm quyền lợi lớn nhất của kiếm minh, một lời có thể quyết đoán vô số người sinh tử. Nhưng nàng so với bất luận kẻ nào đều tin tưởng, lão đại chính thức của kiếm minh, là người ở trong phòng tu luyện kia. Dương Diệp, là kiếm minh kiếm chủ, cũng là kiếm chủ của Dạ Lưu Vân nàng, hoặc là nói, là bằng hữu của nàng. Lại qua một tháng, một ngày nào đó, Dạ Lưu Vân như thường ngày đến trước cửa phòng tu luyện, lúc này cửa đột nhiên từ từ mở ra. Thấy thế, Dạ Lưu Vân nao nao, lập tức vui vẻ, sau đó đi vào trong phòng tu luyện. Nhưng khi nàng tiến vào phòng tu luyện lại ngây ngẩn cả người, bởi vì trong phòng tu luyện rỗng tuếch. Dạ Lưu Vân nhìn lướt qua, rất nhanh, nàng phát hiện ở trên sàn nhà có một hàng chữ. Đi tìm một vật, chớ lo lắng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 93.